Chương 881, công pháp đường. Lâm Phàm đẩy mở cửa gỗ, thành thơi đi ra. Hắn rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lâng lâng. Đột phá là việc rất đơn giản, lực lượng càng cường đại càng khủng bố, làng hắn sắp bay lên mây. Đạo cảnh, đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quay về một, không hoa hòe mánh mới, không có dị tượng kinh người gì. Khi hắn đột phá cảnh tượng rất bình thường, nhấn nút cộng một phát. Tiêu hao 25 ước giá trị khổ tu là tu vi đến đạo cảnh. Lâm Phàm chợt dừng bước nhìn phía xa, Mùi hương tỏ ra từ nơi đó u trà mùi này hơi quen hình như là mục tiêu mà mình luôn tìm kiếm hắn chợt ngay giọng của hỏa dung liễu nhiều trần lâm phàm cao mày cảm giác không đúng lúc sao liễu nhiều trần xuất hiện vào lúc này trong suy nghĩ của lâm phàm thì liễu nhiều trần sẽ xuất hiện vào phút cuối khi đó hắn đã tìm được thánh đường tông mà thôi kệ đã đến rồi thì đi xem thử nếu thánh đường tông biết chắc chắn sẽ kêu oan nhưng qua quái gì đến chúng ta nàng ta đã rời khỏi thánh đường tông rồi dám đánh luôn quân chủ đã sớm đại nghịch bất đạo Cô. viêm hoa tông chỉ có bấy nhiêu còn phải dựa vào hắn cứu các ngươi liễu nhược trần này nói tại đây hắn mà dám ra đây sẽ bắt hắn quỳ trước mặt liễu nhược trần này dập đầu nhận tội sám hối liễu nhược trần không để lâm phàm vào mắt nàng có hài nhi huống chi bản thân nàng không yếu tiêu diệt nhiều tông lớn kế lực lớn tài phú kinh người các loại đan dược bồi bổ cho mình tu vi đã đến trình độ nhất định e rằng không yếu hơn lâm phàm bao nhiêu lâm phàm ung dung bước tới liễu nhược trần Ngươi bây giờ lên mặt dữ vậy, lại còn ngươi nói tại đây. Ngươi có thể đại biểu ai? Bản phong chủ không tin. Lâm Phàm dương mắt nhìn phía trước, hắn nhìn đứa bé. Lữ Nhược Trần có thể vinh váo như vậy đều dựa vào đứa bé. Thú vị, Lâm Phàm chưa bao giờ giết con nít, e rằng hôm nay sẽ ngoại lệ. Lữ Nhược Trần âm trầm nhìn Lâm Phàm, ngươi run run. Lâm Phàm, nàng bỗng cười phá lên, ngươi rốt cuộc đi ra. Ta còn tưởng ngươi sẽ làm rùa đen rút đầu. Các đệ tử thấy sư huynh đi ra thì sư hương phấn, Sư huynh, sư huynh, còn về Liễu nhiều Trần tuyên bố sẽ đánh chết sư huynh thì đúng là khoác lác. Bọn họ đã nhìn thấu rồi, cười nay thổi phòng không tốn đồng nào, có miệng là muốn bốc phét bao lâu chẳng được. Lâm Phàm trấn an các đệ tử, "Ồ, không sao. Đừng căng thẳng, chuyện nhỏ." Có đệ tử lớn tiếng nói, "Sư huynh, chúng ta không căng thẳng sợ hãi chút nào, thậm chí buồn cười nữa." Câu này nói thật lòng, chẳng cần phải căng thẳng làm gì, bọn họ tin tưởng và tôn sùng sư huynh đã lên đến đỉnh rồi. Lâm Phàm rất vui mừng vậy thì tốt hắn rất vừa lòng tâm thái của các sư đệ sư muội đây mới là tâm thái mà đệ tử viêm hoa tông nên có liễu nhược trần gầm giống lâm phàm ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao liễu nhược trần không ngờ tên này không thấy rõ tình huống trước mắt còn tưởng rằng mình có thể cứu hết mọi người ở đây sao lâm phàm hỏi lão sư có bị sao không hắn phát hiện trong người lão sư có lực lượng chấn động chắc đã bị thương thiên tu xua tay chuyện gì được sao vi sư có thể bị gì một phản đồ cộng thêm đứa con nít thì làm gì được phi sư tiên tâm không bị gì hết rất khỏe lão sẽ không biểu hiện ra mình bị gì lâm phàm cảm thán rằng đúng vậy lão sư rất có tinh thần mới rồi hỏa dung trưởng lão kêu đồ nhi nói là bị đánh bầm mình xem ra là hỏa dung trưởng lão không chịu nổi hỏa dung đứng một bên trận mắt há hốc mồm nói cái quỷ gì liên quan quái gì đến lão mới rồi sư huynh bị chấn lùi về đã bị thương nhưng cố nén thôi còn lão thì vẫn lành lặn sau hai sư đồ nói một hồi thành ra là lão bị người đánh liễu nhược trần lại giống to lâm phàm lâm phàm lắc đầu nói tiêu la cái gì luôn đi đầu thai a à. liễu nhược trần bản phong chủ không muốn nói nhưng ngươi đến thật là không phải lúc vốn định tìm thánh đường tông rồi một cước dẫm chết ngươi ở chỗ đó nhưng giờ ngươi đến đây làm bản phong chủ rất khó xử thật nhức đầu hắn bất đắc dĩ kế hoạch không theo kịp biến hóa mọi kế hoạch đều tan biến không biết thánh đường tông đang ở đâu liễu nhược trần rất muốn chút ra hết nàng không nhịn được ha 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 buồn cười ngươi dẫm chết ta trong thánh đường tông ngươi có bản lĩnh đó sao như ngươi yên tâm lát nữa ta sẽ dẫm chết ngươi trong viêm hoa tông cho ngươi biết việc mình đã làm lúc trước ngu sần cỡ nào đứa bé tiến lên trước đây là kẻ địch thú vị mà ngươi nói tuy nó lùn như khí thế cực kỳ cường đại không gian bốn phía đều vặn vẹo mặt liễu nhược trần đen như mực nhưng cũng sung sướng khó tả hài nhi đúng là hắn có lẽ rất nhanh cái tên đáng giận này sẽ quỳ trước mặt nàng van xin tha thứ như một con chó lâm phàng cười bước tới trước mặt đứa bé liễu nhiều trần ngươi đúng là mất trí phát cuộc đứa bé nhỏ như vậy mà phải đánh giết vì ngươi cầm thú chưa từng thấy hắn vươn tay sờ đầu nó bạn nhỏ tên là gì đứa bé cười tà ác ha 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 ta cảm giác được rồi tay ngươi đang run ngươi sợ ngươi sợ chút nữa sẽ bị ta bóp chết dần chết mòn đứa bé chụp mạnh cổ tay lâm phàng ngước đầu lên cùng cười ngươi đang sợ hãi ngươi rồng lâm phàm xoay cổ tay cầm ngược lại tay của đứa bé nhấc mạnh lên rồi đập nó lún đất đúng rồi tay ta đang run nhưng không phải sợ mà là hưng phấn rứt lời lâm phàm đập đứa bé lên xuống tiếng nổ điếc tai vang vọng cho bụi bay lên liễu nhiều trần say tròn mắt sau đó thét chói tai ngươi muốn chết hỏa dung lặng lẽ nhắc nhở sư huynh tử phàm có lúc táo bạo về lão cảm giác phải nhắc nhở sư huynh thiên tu lường hỏa dung táo bạo chỗ nào nói cái quái gì thế này mà táo bạo gì hành động rất bình thường huống chi đứa bé khủng bố này thật sự rất mạnh không thể bị bề ngoài đánh lừa lâm phàm đập đứa bé lúng sâu xuống đất nhức chân lên dẫm mạnh mà đất rung rinh nứt dạn thật lâu không thể bình ổn bốp bốp lâm phàm vỗ tay vận động làm nóng người trước khi chiến đấu nói nhiều quá muốn đánh cứ đánh à phải rồi liễu nhiều trần lá dụng về cội hôm nay dẫm chết ngươi ngay tại tông môn vậy xem như hoàn thành tâm nguyện của ngươi mắt liễu nhược trần tái lửa tước gì bồng thay lâm phàm ra vạn mảnh ngươi từ hố đất vọng lên tiếng cười âm hiểm kéo dài ha 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 có tiếng đá vụn rơi đứa bé bỏ lên từ hố sâu phủi cho bụi dính trên người thú vị rất thú vị đây là kẻ thù thú vị mà ngươi nói sao liễu nhược trần rít gào hài nhi giết hắn đứa bé không dao động đôi mắt cực kỳ tà ác nhìn lâm phàm chằm chằm hại lắm nhưng chút nữa ta sẽ đánh rãy tay của ngươi đứa bé từng bước đến gần lâm phàm tốc độ càng lúc càng nhanh chớp mắt biến mất tại chỗ như thể nó bốc hơi khỏi trần gian lý đạo vân kinh sợ không khiếp quá không thấy một chút dấu vết lý đạo vân có tu vi đạo cảnh đỉnh vậy mà không thấy bóng dáng đứa bé dù chỉ là tàn ảnh lâm phàm mỉm cười hắn bình tĩnh nhẹ lắc đầu người vô cùng bất hại, ngủ tốc độ rất nhanh không ai biết lâm phàm ra tay như thế nào chỉ nghe tiếng nổ phương xa nổ tung đá vụn bắn tung tóe cho bụi bốc lên liễu nhược trần không dám tin sao có thể như vậy kẻ đáng giận kia còn đứng đó vậy là người gây ra vụ nổ không phải hai nhi của nàng lâm phàm cười nói bạn nhỏ tốc độ của ngươi không được trong cho bụi mù mịt truyền ra tiếng cười ha 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 lợi hại thật là lợi hại thú vị lắm ngươi thú vị hơn những chủng tộc bị ta đầu ta muốn uống máu của ngươi cảm nhận mùi vị của ngươi Ngùm. mặt đất phía xa sụp xuống hố sâu to không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra không có chút bóng dáng lâm phàm vẫn đứng đó bình tĩnh chờ đợi rồng vang tiếng trầm đục lâm phàm cúi đầu hửng đưa bé ông chân của hắn nó ngửa đầu nở nụ cười điên cuồng tiểu tử ngươi bị điên hả ông chân của bản phong chủ làm gì mọi người đều thấy đứa bé nó ôm chân lâm phàm trong khi bọn họ không phản ứng lại đứa bé cười dữ tợn hay hay ta muốn bày rãy chân của ngươi ngươi nó bộc phát ra hơi thở kinh khủng thể hình dần biến lớn xương cốt như đang di chuyển làn da nhô ra răng rắc cành két từng khúc xương biến lớn đầu của đứa bé phình to đôi sừng dài màu đen nhô ra từ trán nó gấp khúc kéo dài ra sau đầu lâm phàm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất đứa bé cao năm thước người đầy cơ bắp bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố liễu nhược trần há to miệng lương lạnh lẽo hài nhi lần đầu tiên nàng thấy hài nhi có hình thái như vậy hơi thở kia quá lạnh lẽo lại đến nỗi liễu nhược trần run cầm cập giờ phút này không phải đứa bé ông chân lâm phàm mà là hắn bị nó chộp trong tay đứa bé háng mùng hoang miệng tiết ra chất lỏng Giang nanh nhọn hoác loé tia sáng lạnh ta muốn một hơi nuốt chọn ngươi chương 882, các đệ tử tông môn thầm lo lắng chủ yếu là vì đứa bé quá quỷ dị không biết sư huynh có chống cự nổi không liễu nhược trần siêu hương phân nói hài nhi cắn đứt tư chi của hắn để mạng lại lát nữa nàng sẽ được nghe tiếng hét thì thảm phát ra từ miệng kẻ đắng ghét kia tim nàng đang đập rất nhanh lâm phàm mở miệng nói lãng phí thời gian công pháp hoàn toàn vận dụng mù mù Ngươi lâm phàm nhanh chóng biến lớn cơ bắp nổi cục như đá tay đứa bé không cầm được hắn ta đứa bé ngây ra khoang miệng mở rộng không thể khép kín lâm phàm siết nắm tay nhét vào miệng đứa bé muốn nuốt bản phong chủ vậy sao kẽ thì nuốt đi đứa bé bị đấm mạnh xuống đất rầm đứa bé đập mạnh xuống đất lực lượng to lớn làm người nó run lẩy bẩy lâm phàm siết nắm tay muốn nuốt bản phong chủ mà một cánh tay cũng không nuốt được ngươi nói xem có phải ngươi khoác lác không bàn tay lâm phàm túng lưỡi nó rồi nhấc tay lên chộp đối phương trong tay sau đó đập mạnh xuống đất rầm rầm lần này đến lần khác mặt đất đã lú xuống máu tràn ra từ khoang miệng của đối phương muộn đỏ cánh tay lâm phàm sư sư huynh nguy các đệ tử nhìn ngây người có đệ tử muốn hò giao nhưng bị người bên cạnh bịt miệng đừng nói chuyện sư huynh lại táo bạo máu đang sụp sôi trong đệ tử này bá đạo quá trực tiếp nhìn áp có đệ tử tu luyện ngạnh công khi thấy đạo hình bá khí của sư huynh thì đều giật mình mong đợi họ rất muốn sau này cũng mạnh mẽ giống như sư huynh thiên tu sư huynh tiểu phàm thế này tim hỏa rung đập nhanh lần đầu tiên lão thấy tiểu phàm đánh nhau táo bạo như vậy hơi bị kinh người thiên tu bình tĩnh nói chịch đừng nói chuyện nhìn xem lâm phàm nhai răng cười nói vẫn chưa đủ nhỉ hắn ngầm lên cơ bắp tay lại phình to nhét đầy miệng đối phương ồ ồ ồ đứa bé muốn gầm giống như không phát ra tiếng được chiều cao năm thước của nó như chú lùn khi so với lâm phàm Liễu Nhược Trần không tin Hai Nhi vô địch sẽ thua Lâm Phàm, Hai Nhi đừng chơi nữa, giết hắn. Nhưng Liễu Nhược Trần gầm giống không có ích gì, trơ mắt nhìn Hài Nhi liên tục bị đập xuống đất, không được, ta không thể chết ở chỗ này. Liễu Nhược Trần tâm man thủ lạt, không thể ở đây nữa. Hai Nhi vô địch làm nàng thất vọng, nó không đánh lại Lâm Phàm. Dầm, Lâm Phàm xuống tay lần cuối, thân thể đứa bé nổ tung, máu thịt vang đầy đất, máu ngượng viêm hoa tông. Lâm Phàm ngước đầu nhìn Liễu Nhược Trần đã chết chân, Liễu Nhược Trần, no quá yếu nhớ lần sau mang đứa mạnh hơn đến à quên không có lần sau lâm phàm từng bước đến gần liễu nhược trần nhất chân nhất chân cho ta liễu nhược trần muốn núc nhích hai chân để chạy trốn nhưng uy áp kinh khủng bao phủ trên người nàng như núi nặng đầy không thể nhít một bước chân lâm phàm ngạc nhiên hưng điểm của đứa bé chưa đến xen ra nó chưa chết một trái tim đập trong đống thịt nát trái tim toát ra lực lượng lôi kéo máu thịt chung quanh dần ngưng tụ lâm phàm cười cười sống lại chậm chạp hắn không để ý tới dần đến gần liễu nhược trần bóng ma to lớn bao phủ liễu nhược trần rất nhanh lâm phàm đã đến trước mặt nào lâm phàm cười hỏi đôi mắt đỏ nhìn liễu nhược trần như thế nào có gì muốn nói không liễu nhược trần run cầm cập lâm lâm sư huynh lâm phàm vươn tay chụp đầu liễu nhược trần nói gì thế không nghe hiểu mục năm ngón bấu mạnh nhất liễu nhược trần lên lâm phàm tức muối lắc đầu khuôn mặt rất xinh đẹp là tài liệu tốt làm pháo hoa nhưng không đủ tư cách từ khi lâm phàm bắn pháo hoa rực rỡ nhất trong chỗ tâm ma thì hết hứng thú với hàng thấp kém giang liễu nhược trần va lách cách ngươi lạnh lẽo lâm sư huynh đà 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 ta gì mà ta nói chuyện cũng ngọng nghịu khi thế vừa rồi đi đâu lâm phàm vô cùng tiếc nuối vốn tưởng liễu nhược trần sẽ kiên cường một chút nào ngờ mất đi hai nhi thì hèn đến mức này lâm phàm bỗng nhíu chặt mày một giọng nói vang vọng trong thiên địa tốt rồi trò chơi kết thúc thả hai người ra người liễu nhược trần bỗng bắn một trùng sáng lên cao một bóng dáng hiện ra trên đầu nàng sương mù bao phủ bóng dáng ấy không thấy rõ mặt nhưng toát ra uy thế kinh khủng bao phủ thiên địa vô địch phong thanh oa vụt ngẩng đầu nhìn phía xa nó rất quen thuộc hơi thở kia cấm thượng thiên đế. dục cửu nguyên liễu nhược trần đa sợ muốn chết nghe giọng nói đó nhìn qua đôi mắt thấy bóng dáng lơ lửng trên đầu mình không thấy rõ khuôn mặt thân hình bị sương mù bao phủ nhưng liễu nhược trần cảm giác hơi thở quen thuộc đây là kẻ sau màn làm nàng mang thai lâm phàm ngẩng đầu lên ngươi là ai hắn không sợ uy áp nhưng có thể cảm nhận uy áp khủng bố như biển từ đối phương toàn bộ đè lên người hắn giọng nói hùng hồn vang lên cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên thả bọn họ đợi khi bản đế buông xuống sẽ thu ngươi làm người hầu cho ngươi tạo hóa lâm phàm nhìn đối phương đối phương cũng nhìn hắn liễu nhược trần mừng như điên cảm giác có hy vọng sống lâm phàm thả ta ra tạo hóa của ngươi đã đến như ta từng nói đừng làm ếch mồi đáy giếng luôn luôn có tồn tại càng khủng bố hơn Bịch. lâm phàm thả lỏng năm ngón tay liễu nhược trần ngồi bệch xuống đất nhưng nét mặt không hề khủng hoảng ngược lại tràn ngập hy vọng khi nào ngươi mang ta đi liễu nhược trần rất biết bắt lấy cơ hội ảo ảnh đột nhiên hiện ra là chỗ dựa cuối cùng của nàng nàng muốn theo đuổi cường già càng cường đại hơn sau cùng sẽ nghiền chết lâm phàm ngươi cấm thượng thiên đế định nói gì nhưng bỗng ngây ra phục lâm phàm nhất chân đạp mạnh liễu nhược trần bị đạp nát bấy lâm phàm bình tĩnh nói không thèm để đối phương vào mắt cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên cái thứ gì chưa từng nghe qua một đứa đến thì đánh nát một lần sau muốn cứu người hãy tự mình đến để lại thần niệm trong người đối phương thì tưởng bản phong chủ sẽ nể tình ngươi làm vậy là không nể mặt bản phong chủ giọng cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên vừa kinh vừa giận ngươi uy khủng bố ập đến quyết nhìn chết lâm phàm nhưng cố gắng nửa ngày không được gì cứu cứu ta tuy liễu nhược trần bị đạp nát nhưng nửa người trên còn nguyên phần đầu cọc từng ngụm máu cầu người cứu mình. Lâm Mục lại một chân đạp xuống, lần này hoàn toàn không có tiếng động, Liễu Nhược Trần đến chết cũng không nghĩ rằng sẽ thành như vậy, Dục Cửu Nguyên giận dữ nói: "Đồ khốn kiếp, bản đế muốn đánh ngươi vào vùng vạn kiếp bất phục." Dục Cửu Nguyên không giận vì cái chết của Liễu Nhược Trần mà tức vì đối phương dám làm trái ý mình, đây là vô cùng bất kính với vã. Lâm Phàm cảm giác uy thế khủng bố đến từ sau lưng, hắn không thèm nhìn, thò tay ra sau trục, thật một tiếng xuyên thủng lồng ngực đứa bé đáng sợ năm ngón tay còn lại móc ra trái tim đang đập lâm phàm cười hỏi nghe nói liễu nhược trần vinh váo như vậy là vì có đứa bé này ngươi tạo ra nó phải không ngươi mục năm ngón siết chặt bóp nát trái tim lâm phàm thản nhiên nói chán chết yếu xìu từ sau khi lâm phàm đột phá đạo cảnh thì đây không còn là chiến đấu nó là nghiền áp tạo ảnh dục cửu nguyên giao động kịch liệt hiển nhiên vì hai ký chủ đã chết tốt tốt con kiến chờ bản đế buông xuống đi bản đế sẽ đánh ngươi vào vùng vạn kiếp bất phục lâm phàm vẫy tay rồi rồi ngươi nói gì đều được thấy vui là tốt rồi lặng lẽ đến rồi tức giận rời đi mang đi một bụng cơn tức đây là hậu quả của việc ra oai lâm phàm quay đầu nhìn đám người tông môn chìm trong kinh sợ lâm phàm nghi hoặc hỏi lão sư trưởng lão các sư đệ sư nguội các ngươi làm sao vậy ta nói rồi mà chuyện này rất bình thường không cần quá căng thẳng lâm phàm không biết rằng mọi người bị sự cuồng bạo của hắn làm ngớ người đối với lâm phàm là cuộc chiến dễ như hút cháo đương nhiên là vì hắn đã đột phá đến đạo cảnh số liễu nhược trần xui sớm không đến muộn không đến chọn ngay lúc này tự tìm cái chết thì trách ai được tâm linh chống trải hắn vừa lòng thỏa mãn ngại lâu như vậy rốt cuộc đánh chết nàng hơi tức là không làm ở thánh đường tông để lại tiếc nuối chương 883 lâm phàm vốn định một cước dẫm chết liễu nhược trần trong thánh đường tông như nàng không biết quý trọng còn sống hít thở không khí tươi mát là điều tốt đẹp biết bao cứ phải điên cuồng thăm dò bên bờ vực tìm đường chết Liễu Nhược Trần còn mang đứa bé không biết làm từ đâu ra đến Viêm Hoa Tông, muốn giết hắn. Chuyện này như vậy sao mà nhịn được, hắn đành vô địch thả ra năng lượng chính đáng, nhịn đau dẫm chết nàng. Tuy không thực hiện cảnh lý tưởng nhất trong lòng hắn, nhưng ít ra đã dẫm chết Liễu Nhược Trần, tâm nên thông thoáng, vô cùng thoải mái. Cống Thượng Thiên Đế dục cửu nguyên, dân hào hơi dữ, nhưng tên quê mùa, Lông Phàm nhìn đống thịt nát, cảm thán: "Ai, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xin đẹp động lòng ngươi thì bây giờ thành đống thịt nát, không có chút mỹ cảm." lỗ mạnh tay tại thích động quá lâm phàm vốn định bế liễu nhược trần thành pháo hoa đẹp nhất nhưng khi lặp lại phát hiện nàng không có thân xác thối tha bên trong xấu xí bắn pháo hoa sẽ không đẹp một chiếc chữ vật giới chỉ nhấp nháy tia sáng chói mắt nằm trong đống thịt thiên tu xuất hiện ở bên cạnh do hỏi đồ nhi không sao chứ lão thấy hết cuộc chiến vừa rồi thực lực của đứa bé rất mạnh lão không đánh lại nó nhưng bị đồ nhi sách trong tay đánh tơi bời tình cảnh kinh người khả năng chịu đựng tâm lý không tốt sẽ bị hù sợ lâm phàm khẽ thở dài bất đắc dĩ lão sư sao đồ nhi bị gì được chỉ là việc nhỏ nhưng cảm giác trong lòng hụt hẫng liễu nhiều trần đã chết tu vui cuộc đời lại ít đi nhưng cấm thượng thiên đế dục cử nguyên xuất hiện tuyên bố muốn đánh hắn vào vùng vạn kiếp bất phục lâm phàm hơi mong đợi không biết cuối cùng sẽ thế nào hỏa dung trưởng lão đi tới một bên nhìn chiếc nhẫn trong đống thịt nát rồi không rời mắt được nữa ta à, tiểu phàm sư huynh các ngươi nhìn chiếc nhẫn kia phát sáng lấp lánh làm người ta không mở mắt ra được Lâm Phàm nhìn Hỏa Dung, biết suy nghĩ trong bụng lão, cái rồi, khi Hỏa Dung thò tay định cầm nhẫn lên thì bị Lâm Phàm ngăn lại. Lâm Phàm nói: "Đừng chạm vào, tạm thời đừng đụng vào chiếc nhẫn đó." Hỏa Dung hoang mang: "A, à, nhẫn nằm ở đó, sao mà bỏ qua nó được, không hợp lý." Lâm Phàm khẽ thở dài, Hỏa Dung trưởng lão nên biết chiếc nhẫn kia tuy là nhẫn bình thường nhưng thứ bên trong thì không đơn giản, đó là Liễu Nhược Trần và tên này tiêu diệt bao nhiêu thế lực lớn tích lũy ra, dính máu tươi, giọng hắn vang dội: các đệ tử ở gần đều nghe thấy lúc trước bọn họ siêu phấn khởi sư huynh lấy thủ đoạn sấm xét giết đứa bé đáng sợ và cả liễu nhược trần tim họ vốn đập nhanh giờ nghe sư huynh nói mấy lời này thì họ lặng im tiểu cự linh lấy lại tự do nhìn kẻ thù đã chết lã quỳ xuống đất hai nắm tay siết chặt khóc ròng. phụ thân kẻ thù đã chết tiểu cự linh được mang đến viêm hoa tông tuy rồng yên ổn nhưng trong lòng nó luôn nung nấu báo thù cảnh tự diệt tộc rõ ràng trước mắt mỗi đêm nhắm mắt lại sẽ mơ thấy cảnh tượng khủng bố kia lâm phàm nghiêm nghị dõng dạc nói nhìn tiểu cự linh xem chủng tộc của hắn bị hai người này diệt tài phú của cự linh tộc đều nằm trong chữ vật giới chỉ này hỏa dung trưởng lão nói đi sao chúng ta có thể tùy ý cầm lấy nghe hơi có lý lâm phàm hỏi ngược lại hỏa dung trưởng lão thấy có đúng không hỏa dung bị lâm phàm hỏi ngứa người không biết nên trả lời câu này thế nào cái đó cao đẳng thâm ảo không hiểu ra sao các đệ tử lặng im cảm thán Lâm Sư Huynh nói đúng. Phải rồi, Liễu Nhược Trần và đứa bé diệt không biết bao nhiêu thế lực lớn, dính đầy máu tươi. Các đệ tử nhỏ giọng thảo luận, Sư Huynh không ủ là Sư Huynh của họ, nói chuyện rất có lý. Thiên Tu cảm thán, cười tươi vỗ vai Lâm Phàm Đồ Nhi nói rất đúng. Đồ Nhi có suy nghĩ như vậy làm vi sư rất vui mừng. Hỏa Dung nhìn chằm chằm hai sư đồ, lão không tin hai người này không lấy chữ vật giới chỉ. Làm vậy không đúng với phong cách của họ. Thiên Tu bỗng đổi giọng, cảm thán rằng, nhưng đầu nhi đã báo thù rửa hận cho những người thế lực lớn bọn họ ở dưới suối vàng biết chắc cũng không nỡ để tài phú mình cực khổ vất vả tích lũy từ nay biến mất nên đầu nhi hãy cầm lấy chữ vật giới chỉ này xem như hoàn thành tâm nguyện không thể nói ra của họ lâm phàm bu tiếng thở dài nhìn thẳng vào thiên tu lão sư nói quá đúng nếu vậy thì đồ nhi đành giữ tạm chờ sau này nếu hậu nhân của những thế lực lớn còn sống sẽ trả tài phú lại cho họ thiên tu vỗ vai lâm phàm tràn đầy tình cảm nói ông đồ nhi có tấm lòng như thế là vi sư quá vui mừng vì sư đã dạy ra đệ tử tốt hỏa dung thuận mặt ra lão rất muốn nói hai sư đồ các ngươi kẻ tung người hướng quá vô gì nói nhiều như vậy cuối cùng vẫn muốn lấy chữ vật giới chỉ các đệ tử gật đầu sư huynh chính nghĩa vô cùng đúng rồi thiên tu trưởng lão nói đúng những người đó ở dưới dối vàng biết được cũng sẽ tặng lại cho sư huynh thôi sư huynh của chúng ta nói chờ người sống sót của những thế lực lớn xuất hiện sẽ trả tài phú lại cho họ nếu là ta tuyệt đối không làm được đến trình độ đó đây là sư huynh của chúng ta là thần tượng nên học tập cả đời các đệ tử cảm thán, bồi phục, lâm phàm và lão sư an ý vật đầu. viêm hoa tông là tông môn chính nghĩa, đặc biệt lấy đồ trước bao cặp mắt nhìn cân có cái cơ ổn thỏa, phải làm tấm hương tốt trước mặt các vãn bối. đương nhiên nếu ở bên ngoài, không ai thấy thì sẽ lấy đồ không ngượng tay. lâm phàm cầm lên chữ vật giới chỉ từ đống thịt nát, nhìn thoáng qua, tài phú bên trong rất kinh người. lâm phàm không biết mụ liễu nhiều trần đã đánh cướp bao nhiêu thế lực lớn, tài phú chất đống thành núi, là người đàn bà giàu nhất cõi đời. thiên tu không nói chuyện nhưng mắt luôn nhìn đồ nhi lão thấy nét dao động trên mặt đồ nhi chắc chữ vật giới chỉ phi phàm tài phú bên trong kinh thiên động địa hỏa dung lên tiếng tiểu phàm tiểu cự linh vẫn còn sống này hỏa dung cảm giác nếu trả tài phú cho tiểu cự linh thì lão có cơ hội lấy chút ít từ tay lã với da mặt của lão với tấm lòng quan tâm của lão dành cho tiểu cự linh chắc sẽ cảm động được gã hỏa dung bỗng dựng đứng lông tơ có tia sáng lạnh luôn theo dõi mông của lão mảnh đầu lại là ánh mắt của thiên tu sư huynh như kiếm bánh trao sau lưng lão từ thời một kiếm đâm chết lão nguy nói lỡ miệng trong khoảnh khắc hỏa dung nhận ra mình nói sai lão chỉ cảm thấy nên nói tiếp theo ý nghĩ của thiên tu sư huynh và lâm phàm cảm giác làm vậy sẽ tốt với lão hơn không ngờ khiến sư huynh không vui hỏa dung vội giải thích cái cơ hơi có lý sư huynh tiểu phàm y ta là cự linh tộc chỉ còn mình tiểu cự linh nhưng hắn còn nhỏ sẽ không chống dậy nổi tình hình lớn ta cho rằng để tiểu phàm bảo quản tài phú của cự linh tộc thì tốt hơn chờ khi tiểu cự linh lớn lên làm nên chuyện rồi hoặc tìm được bầu bạn có thể kéo dài chủng tộc đến khi đó sẽ giao cho hắn thiên tu cười tùng tỉm nói sư đệ biết nói một câu tiếng người giờ lão đã hiểu rõ các sư đệ thay đổi nhiều đến nỗi lão sắp không nhận ra lúc trước lời như vậy mà hỏa dung cũng nói ra được có vẻ đã cứng cánh rồi nhưng bổ sung thêm câu sau xem như nói tiếng người tiểu cự linh đến trước mặt lâm phàm hốc mắt đỏ hoe nước mắt như bóng nước rơi xuống may mắn chỉ có một giọt lâm sư huynh đa tạ ngươi báo thù giúp tộc của ta giờ ta chỉ còn một mình cự linh tộc trừ ta ra đã tan biến ta không cần tài phú tặng cho sư huynh rất cảm tạ sư huynh báo thù giúp tộc của ta hơn nữa đây xem như thức ăn của ta trong viêm hoa tông sau này được không tiểu cự linh không có ý tưởng vực dậy cự linh tộc rất khó khăn hoặc nên nói là không thể thực hiện cự linh tộc chỉ còn một mình tiểu cự linh làm cách nào bồi dưỡng đời tiếp theo chủ yếu là tiểu cự linh sống trong viêm hoa tông rất thoải mái không muốn rời đi tuy mới rồi tiểu cự linh khóc lóc nhưng đó là vì báo thù lớn, bộc lộ vẻ hưng phấn, ôt, không thành vấn đề, cứ yên tâm ở trong tông môn, chỉ cần còn ở tông môn thì không ai ăn hiếp ngươi được. lâm phàm cảm giác nhóc này không tồi, nhìn xem, tốt biết bao. lâm phàm nhìn hoàn cảnh hiện trường, không được tốt lắm, mồ về lồi lõng, cảnh tượng chiến đấu tuy không kịch liệt nhưng thủ đoạn hơi nóng này. nếu biết trước thì lúc đó hắn nên dứt khoát nhìn áp ngay và luôn. lâm phàm kêu gọi, vớt vả các sư đệ san bằng mặt đường để như vậy hơi ảnh hưởng hình tượng tông môn nếu có khách đến thấy điều này sẽ ảnh hưởng tổng thể hình tượng của viêm hoa tông vâng thư sư huynh các đệ tử rào rạt nhiệt tình cảnh tượng vừa rồi làm bọn họ dâng trào tâm tình giờ họ sẵn sàng làm công tác dọn dẹp hai cái xác này hãy đen đi chôn đừng để người ta bắt lấy điểm yếu nói là viêm hoa tông chúng ta chỉ lo giết chứ không chôn làm mất hình tượng tông môn đừng đền sót một miếng thịt vụ nào phải gom đầy đủ lâm phàm vốn định kêu các đệ tử ghét thịt vụ lại cho liễu nhược trần toàn thay tức rằng bị hắn đạp đến nông nỗi đó sao mà toàn thay được hoang đủ thịt đã là giò rồi lâm phàm nói nơi này giao cho lão sư nếu có mạnh công thì nhớ trừ cho đồ nhi lâm phàm suốt ruột quay trở về mới đột phá đạo cảnh còn nhiều thứ hắn chưa kịp làm cần nguyên cứu kỹ thiên tu gật đầu làng lẽ cất chữ vật giới chỉ ồ hỏa dung trưởng lão trông thấy mắt sáng rực thư trong nhẫn rất hấp dẫn người lão mong được xem giọng hỏa dung mò sớt mặt nịnh nọt sư huynh khỏi suy nghĩ cũng biết lão muốn gì. Thiên tu lường hỏa dung một cái, thôi, lão không nói gì. Hô chữ vực giới chỉ khoe, như đang nói biết thân biết phận không, muốn, không có. Chương 884, Thiên đế đại nhân. Một lão nhân toàn thân khí thế hùng hậu, mây sao trôi nổi quanh người lão, tùy theo lão hít thở mà mây sao biến mất lại hiện ra, Như lão nhân bí ẩn khó lường này cung kính không dám nhìn thẳng nam nhân ở bên trên. Lão cảm giác thiên đế đại nhân dao động cảm xúc hơi lớn. Không gian chung quanh vỡ nát, cảm giác này kéo dài đến thứ nguyên bên ngoài ảnh hưởng sự yên gồm của thứ nguyên lão nhân khuyên nhủ xin thiên đế đại nhân bớt giận từng cử động của ngài liên quan đến mỗi sinh linh ở đây cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên đè nén lòng tức giận con kiến đáng hận sau đó gãi nhìn lão nhân hắc nò có phát hiện gì không hai tay hắc nô dâng lên cuốn sách phát sáng có phát hiện lớn thưa thiên đế đại nhân nguyên tổ thâm uyên tỏa ánh sáng rực rỡ có trọng bảo ra đời lão nô mang người đào móc đã đào ra công pháp vĩnh cổ từ trong vực sâu ánh sáng bao phủ cuốn sách bề ngoài cũ nát nhưng sách tỏa uy mênh mông dù cửu nguyên mừng rỡ co ngón tay chụp cuốn sách bay vào tay hương hắc nô giảng giải không hề có ý đồ tham lam với công pháp này thiên đế đại nhân nguyên tổ thâm uyên bí ẩn không ai biết nó tồn tại bao lâu môn công pháp này tỏa ánh sáng chói là muốn chạy trốn nhưng bị lão nô bắt lại dù cửu nguyên cảm ứng cuốn sách trong tay cau mày phong những chữ tiếp theo thì vã không biết là chữ cổ xưa chắn hắc nô dịn mồ hôi lạnh thiên đế đại nhân thứ này có ba chữ hai chữ là phong thần chữ cuối không rõ mất đi chân linh chắc trước đó chân linh bỏ chạy mang theo một phần thần pháp thần pháp ra đời hắc nô đến muộn khiến một phần chân linh rời đi không thể gom đủ thần pháp hoàn chỉnh nếu thiên đế tức giận thì lão không chịu nổi dục cửu nguyên im lặng giờ rách ra thiếu một phần lớn trang chữ còn lại in chữ vàng quanh co khúc hổi. lơ lửng muốn chạy trốn nhưng bị lực lượng trấn áp bát gì đó huyền gì đó hắc nô cúi đầu nói thiên đế đại nhân pháp này có chín huyền công nhưng khi lão nô lấy được thì có chín công tỏa ánh sáng vàng phá mở thời không mang theo uy khủng bố trốn đi xa lão nô đã liều mạng chặn lại mắt thầy sắp lấy được thì có người cứng rắn đứng ra cướp đi hai chữ dục cửu nguyên bình tĩnh hỏi ý ngươi là có người cướp một phần thần pháp viễn cổ ngay trong địa bàn của ta hắc nô nghe vào tai biết thiên đế đại nhân đang rất giận hắc nô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng tim đập chân run đúng vậy không biết thiên đế tức giận có làm lão đổ máu tại chỗ không dục cửu nguyên cười khẩy nói giỏi lắm cướp mồi trên miệng cọp lan dạ dục cửu nguyên không quá kích động dám can đảm cướp thần pháp viễn cổ ra đời ngay trong địa bàn của gã thì trừ cùng đẳng cấp với gã ra còn ai có lá gần nó. dục cửu nguyên xem kỹ bên trong ghi chép nhiều thần pháp viễn cổ muốn tham ngộ ra yếu quyết sẽ phải bế quan một thời gian còn chuyện gì khác không hắc nô gật đầu nói có lão nô phát hiện một vật viễn cổ khác nhưng đã bị hư hao nó giống tàn vật viễn cổ khác từng có được nhưng không có dao động lực lượng chắc vì thời gian quá lâu chân linh tan biến đã thành phế vật hắc nô nói xong lấy ra thứ tìm được từ nguyên tổ thâm uyên hình chữ nhật bên trên có nhiều nút chữ mơ hồ và nhỏ làm hắc nô nhức đầu dù là người dành về chữ viễn cổ cũng không thể dịch ra bên trên viết cái gì hơn nữa vật viễn cổ này có nhiều chữ và sắp hàng theo thứ tự ý một hai quận hắc nô di lại chữ nào còn thấy rõ được nghiên cứu thật lâu nhưng mãi chưa thể phá giải ảo diệu trong đó dục cửu nguyên nhíu chặt mày đây là thứ gì không xem hiểu dù vã hiểu biết chữ viễn cổ cũng không thấy loại chữ này bao giờ hắc nò nó nói thiên đế đại nhân lão nô cho rằng đây là thứ tinh hoa nhất trong chữ viễn cổ nhi lại thần pháp từng mạnh mẽ nhất cũng là cấm kỵ nhất dục cửu nguyên hỏi sau nghĩ vậy dục cửu nguyên sẽ không giết hắc nô đây là thuộc hạ trung thành hết lòng hết dạ nhất của vã cũng là người hầu có trí tuệ sư quần nhất giết hắc nô rồi sau này vạp chuyện gì sẽ chẳng có ai giải quyết giúp lã lão nô từng phát hiện một bộ đồ án ở một góc bên ngoài nguyên tổ thâm uyên đồ án ở đó trông cực kỳ chân thật dường như là thần pháp gì đó hút người vào rồi giam cầm mãi mãi đồ án di lại hình ảnh có vật viễn cổ mà lão nô đưa như cái này nhưng vật viễn cổ này đã bị cường giả viễn cổ hủy thành hai nửa ném xuống đất còn có một đứa trẻ viễn cổ nhào lên vật viễn cổ này dường như rất đau lòng đến nhập ma nên lão nô suy đoán to gan thứ đó là thần vật mạnh mẽ ở thời kỳ đỉnh nhất còn có một hàng chữ tuy mơ hồ không rõ nhưng qua phiên dịch có thể hiểu đại khái ý nghĩa của nó trung tâm in rồi tờ rồi nết gì đó Điện rồi pháp gì gì, rồi xa tà ma gì phím gì đó cái gì mà nghe rồi thoại, 4 tỷ 345 nghìn 995, chư viễn cổ quá phức tạp, khó hiểu, Hắc Nô tự nhận mình nói không sai, chính xác là vậy, tiếc rằng đồ án kia đụng tới ánh sáng thì tan biến trong thiên địa, nếu có thể lưu giữ nguyên vẹn thì nghiên cứu được rồi, ồ, nguyên tổ thâm uyên quỷ dị khó lừa, mai rìa đã có tạo hóa kinh người, phát hiện một cái là có thể tạo nên vĩ nghiệp muôn đời, dục cửu nguyên bực tức nói, nhớ đạo đức chi chủ được có một môn thần pháp từ nguyên tổ thâm uyên đã nhảy lên thành chi chủ na hàng với chúng ta đáng hận trong mắt dục cử nguyên thì đạo đức chi chủ vạn năm trước là con kiến có thể tùy tay bóp chết không ngờ nguyên tổ thâm uyên bùng mổ phun ra một môn thần pháp dẫn đến thiên địa chấn động đạo đức kinh khiến cái kẻ như con kiến kia xoay người biến thành đạo đức chi chủ sáng lập thế lực lớn đạo đức hắc nô không đáp lời đó là chiến tranh giữa các thiên đế lão không chen lời được tàng không có quyền nói chuyện dục cử nguyên nhìn thần pháp trong tay lập đến cuối cùng còn mấy hàng chữ cổ xưa chữ viễn cổ này không có ánh sáng đã vô dụng nếu lâm phảm trông thấy sẽ kêu lên nhà xuất bản giá bán ba nguyên tông môn hỏa dung cười rồi năn nỉ sư huynh tốt bụng ơi đừng vậy mà ta sai rồi hy vọng sư huynh khơi ơn chia chút ít cho lão thiên tu dăn dạy giận vì hỏa dung không có chi tiến tới hỏa dung ơi là hỏa dung ngươi khiến sư huynh quá đau lòng sao ngươi có thể nói ra lời vừa rồi ngươi vuốt lương tâm của mình đặt tay lên ngực tự hỏi mình có xứng đáng với ai không đúng đúng sư huynh đừng giận là sư đệ không lương tâm nhưng sư đệ đã sửa chữa làm lại con người mới tuyệt đối sẽ không như trước kia hỏa dung quay quanh thiên tu sư huynh tóm lại sư huynh nói cái gì lão đều đồng ý chỉ vì chữ vật giới chỉ trong tay sư huynh hỏa dung không dám tưởng tượng bên trong chứa bao nhiêu đồ vật các luyện tức giận bất bình nói đổi mới tam quan rồi hỏa dung ngươi quá vô sỉ trình độ vô sỉ cao đến nỗi các luyện phục luôn. Nhóm khô mục nói, này, có đi không? Ngươi không đi thì ta đi nhé, bọn họ cũng đi theo thiên tu sư huynh. Nếu chưa đồng mà họ vắng mặt thì thiệt thòi lớn, các luyện đáp ngay, đi chứ, sao không đi được? Ngồi, nếu không đi thì không có vỏ mà hốt, các trưởng lão giải tán, đi theo thiên tu sư huynh. Một đám đệ tử bắt đầu lấp hố, chiến đấu bên ngoài tông môn hơi kịch liệt, nhiều chỗ lồi lõng, cần san bằng. Có đệ tử góp nhặt thịt nát, than thở ai liễu nhược trần tự chúc lấy không ai cứu được từng là nữ thần xinh đẹp nhưng giờ hoàn toàn khác hẳn vô cùng thê thảm có đệ tử muốn giáp toàn thay cho liễu nhược trần nhưng cố gắng một lúc mà không phân rõ thịt nào là vần cánh tay cuối cùng hết cách đành hon chung một chỗ chôn vô địch phong lâm phàm bước tới đi đi mà thất nhiên cứu đẳng cấp lực lượng của mình nhưng rồi trượt dừng bước thanh oa ở phía xa nhìn hắn ánh mắt và biểu tình của nó khác hẳn rất kinh sợ lâm phàm cười hỏi sao vậy thanh oa vần đây có thu hoạch gì không thanh oa có bí mật nhưng lâm phàm không muốn đảng móc hắn rất dân chủ ai mà chẳng có bí mật của riêng mình nếu đảng rõ ràng ra sẽ có nhiều bất đắc dĩ thanh oa không đáp lại sững sờ nhìn hắn sau đó dùng giọng điệu khác với mọi khi cực kỳ nghiêm túc nói chủ nhân qua oa nói thật với chủ nhân chúng ta chuyển nhà đi thanh oa nói xong thầm sợ với tình huống hiện tại nó nói vậy hoàn toàn là tìm chết lâm phàm nhìn thanh oa chuyển nhà tại sao phải chuyển nhà có chuyện gì nói cái quái gì hắn muốn hỏi rõ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức buộc hắn chuyển nhà được chuyển nhà là việc dễ dàng thích chuyển thì chuyển nhưng ít nhất phải có lý do thanh Oa nói nghiêm túc chân thành không đùa chủ nhân ta nói thật vậy cái tên lúc trước xuất hiện là cống thượng thiên đế dục cửu nguyên hắn không dễ chọc không đùa đâu nếu hắn buông xuống thì chỗ chúng ta mấy vạn dặm mấy chục vạn dặm bị hắn một ngón tay nhìn nát hiện giờ chủ nhân không nể mặt hắn tức là đắc tội một thiên đế uy thiên đế giận dữ làm máu chảy thành sông nên vì an toàn của chúng ta, xin chủ nhân hãy chuyển nhà. dù bọn họ buông xuống cũng tuyệt đối không tìm thấy chúng ta. lần này nó nghiêm túc, không phải vì cứu kẻ bỏ mạng mà vì học sinh của nó đều ở đây, không thể chờ thiên đế buông xuống giết cả đám. lâm phàm nhìn thanh oa hỏi lợi hại đến vậy sao? người sợ. thanh oa nói một chàng từng chữ đều là lời thật, không thể nào, tuyệt đối không có chuyện đó. không phải ta khoác lắc chứ chỉ bằng vào dục cửu nguyên, ta dám nói hắn là cận bã, ta mà ra mặt là hắn phải quỳ xuống kêu phụ thân đương nhiên tình huống của oa oa hiện giờ hơi phức tạp dọn nhà sớm thì tốt hơn đợi sau này ta phục hồi lại rồi chúng ta có thể dọn trở về tóm lại nên chuyển nhà mươi 885, chuyển nhà long phàm nhìn thanh oa thanh oa cũng vô cùng nghiêm túc nhìn lại hắn thanh oa nói thật tuy nó không rõ chờ một phương thế giới buông xuống thì nhóm người thiên đế có thể đi vào không nhưng chắc chắn sẽ có một đợt tấn công khủng bố uy của thiên đế minh mông như biển long dạ thì hẹp hòi có thủ sẽ trả mới hết giận lâm Phàm vặn hỏi thật sự khủng bố như vậy. Thanh Oa gật đầu nói, khủng bố. Lông Phàm lại hỏi, bản phong chủ không đánh lại. Thanh Oa ngây người, đây là câu hỏi chết người, trả lời không tốt sẽ tiêu đời. Tuy đang bàn bạc việc công, nhưng nó trả lời không đúng. Theo như nó hiểu biết kẻ bỏ mạng chắc chắn sẽ ăn đòn thấy thương luôn. Dù không bị đánh thì cũng bị nhục nhã, vì an toàn của bản thân, nó phải ráng lướt qua câu hỏi này. Thanh Oa khóc ròng, nước mắt muốn chảy là chảy, không chậm chút nào. Chủ nhân, không thể nào. Với thực lực của chủ nhân, dục cửu nguyên mà đến là chịu chết nhưng chủ nhân không thể luôn bảo vệ chúng ta lỡ hôm nàng chủ nhân đi vắng tông môn không có ai ngăn cản thì chẳng phải là cá nằm trên thớt thịt không chỉ riêng người khác không nỡ rời xa chủ nhân qua oa cũng không nỡ dù chết cũng muốn chết trong vòng tay của chủ nhân công lực này không phải người bình thường có thể so sánh lâm phàm nắm thanh oa lên đặt ngang trước mắt nói rất đúng qua oa oa ngươi làm bản phong chủ rất cảm động cũng có lý vậy được chuyển nhà Lâm Phàm cảm giác truyền nhà là ý hay, nhưng hắn phải cãi lại cho mình đã, hắn không sợ chút nào. Hắn chỉ lo ảnh hưởng đến tông môn, không chừng đúng như Thanh Oa nói. Khi hắn không có trong tông môn, thiên đế kia thật sự phái người đến san bằng thì tiêu tùng, nguyên tổ vực to lớn, đổi chỗ cũng chẳng sao. Dọn nhà thôi mà. Chuyện đơn giản, không có gì phức tạp. Phù, Thanh Oa thở phào, rốt cuộc thuyết phục được kẻ bỏ mạng, sao mà đấu cứng được, tuy không biết khi nào họ sẽ giáng lâm, nhưng trong vô hình có dự cảm mách bảo nó rất nhanh, sắp rồi thanh oa thấy kẻ bỏ mạng say người rời đi vội vàng hỏi chủ nhân đi đâu vậy phải chuyển nhà chuyện này nó giơ hai tay đồng ý dọn đi ngay bây giờ tu vi của nó chưa phục hồi lại muốn tự bảo vệ mình còn cần thật lông có lẽ không kịp trước khi cường giả buông xuống lâm phàm không quay đầu lại đáp mở đại hội tông môn chuyển nhà riêng rong tiếng trung vang lên các đệ tử bận việc thắc mắc nhìn lại chuyện gì xảy ra không biết nhưng chắc có việc chúng ta đi xem các đệ tử tụ tập của vào đại điện tông môn sao vậy đồ nhi mới giải quyết xong việc đã triệu tập đệ tử thiên tu rất thắc mắc lâm phàm nói lão sư chúng ta chuyển nhà nơi này không quá an toàn bàn tay đen sau lưng liễu nhiều trần biết chỗ này nếu về sau đồ nhi đi vắng rất có thể sẽ xảy ra chuyện nói thật ra lâm phàm không sợ chút nào nhưng hắn không chịu nổi bị tù túng trong tông môn mãi nếu thanh oa nói đúng khi hắn vắng mặt mà người ta tìm tới tận nhà lúc đó muốn khóc cũng không được bởi vậy chuyển nhà là lựa chọn sáng suốt thiên tung hiểu đồ nhi đang nói cái gì nhẹ lật đầu nói đồ nhi cứ làm cho ý mình giờ đồ nhi bảo bối của lão có thể tự quyết định việc toàn tông chuyện này vốn là việc lớn nếu là trước kia không thể một người tự quyết định nhưng giờ đồ nhi che chở viêm hoa tông tất cả mọi người đều phục sự quyết định của đồ nhi bình thường sẽ không bị ai phản đối các đệ tử chốc lát sau đều đến lớn tiếng chào hỏi tham kiến trưởng lão tham kiến sư huynh bọn họ ngước dầu nhìn sư huynh đứng đó Vậy chắc là sư huynh có chuyện muốn nói. Bọn họ đứng thẳng người, nhưng túc nghe sư huynh nói chuyện, Lâm Phàm vật đầu nói: "Ồ, oh, các vị sư đệ, sư muội, tiếp theo sẽ nói một việc là tông mình sắp dọn khỏi đây, đi chỗ khác." Đây là việc lớn, nhưng các đệ tử nghe được chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có phản ứng gì lớn. Tất đệ tử hô to, hoàn toàn phục tòng, không hỏi nhiều, "Vâng, tất cả nghe theo Lâm sư huynh sắp đặt." Hỏa Dung kinh ngạc hỏi: "A? Chuyển nhà?" chúng ta ở chỗ này đang tốt mà. Thiên tu liếc xéo, tốt cái con khỉ, nghe theo đồ nhi của ta là được, nói nhiều như vậy là không muốn lấy đồ phải không, hỏa dung sư đệ khiến người thất vọng. Nói nhảm nhiều, giữ im lặng mới là lựa chọn tốt nhất, hỏa dung mấp máy môi. Lấy đồ của ngươi thì tay mềm, ăn đồ người ta là miệng mềm, không kiên cường nổi, đành giữ im lặng, lâm phàm suy tư. Lão sư, lập tức chuyển nhẹ, tơ người đạt thủ đường di rời các chỗ thành trì, bảo đảm không có con dân ở lại. Chuyển nhà không tốn nhiều công sức, rất nhẹ nhàng, nhưng muốn không bỏ sót một con dân nào thì hơi mất công. Thiên tu gật đầu nói. Đồ nhi yên tâm, vi sư tự mình phụ trách chuyện này. Lão đã thấy bàn tay đen sau lưng liễu nhiều trần, thật sự mạnh. Đồ nhi đòi chuyển nhà là hợp lý, để phòng ngừa bất chắc. Chờ đồ nhi đè đẹp bàn tay đen sau màn rồi thì họ có thể dọn trở về. Tốt rồi, các vị sư đệ, sư muội đứng thẳng lên. Chuyển nhà ngay bây giờ, lâm phàm bay lên cao, lơ lửng trên trời vận dụng công pháp biến cao lớn long phàm bây giờ cơ bắp cục cục như tảng đá to cương gian tỏa sáng hắn vươn tay giữa năm ngón tay bắn ra sợi tơ lực lượng như đóa hoa nở rộ đường cong bay đi bốn phương tám hướng với lực lượng của hắn hiện giờ vận chuyển viêm hoa tông dĩ như chờ bàn tay không hề khó khăn ầm 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 chấn động mãnh liệt răng rắc mà đất vỡ nát lâm phàm khống chế chính xác lực lượng cắt mặt đất tách lìa ra cũng bao trọn vùng đất mạo hiểm chung quanh phạm vi khổng lồ lâm phàm bày ra lực lượng làm nhiều người hết hồn hỏa dung giật mình kêu lên lực lượng này khủng bố chỉ dựa vào sức một người di chuyển nguyên viêm hoa tông năng lực này quá khủng lâm phàm gầm lên lên hắn chụp viêm hoa tông rồi bay xuống một tay nâng viêm hoa tông tất cả đứng thẳng chúng ta đi lâm phàm bay về phía xa chỗ cũ chỉ để lại cái hố to sâu không thấy đáy nhiều đệ tử đi tới mép rìa nhìn xuống đều há hốc mồm không dám tin hố sâu sâu không thấy đáy khủng bố kinh người. Thật sự rất rùng rợn, Thiên Tu bay đến bên cạnh Đồ Nhi, Đồ Nhi, chúng ta chọn chỗ nào ở lại? Lâm Phàm đáp, đương nhiên chọn chỗ tốt rồi lão sư. Có núi có nước mới tốt, đi các ngươi xem sao. Đây không phải chạy nạn mà là đổi chỗ, thả lòng tâm tình. Lâm Phàm như hắn là loại người chạy trốn sao, tất nhiên là không, đừng thuận miệng vu oan cho người. Thanh Oa vui vẻ, kẻ bỏ mạng này còn chút đầu óc, nó cũng không ngờ kẻ bỏ mạng dám cứng rắn chống lại dục cửu nguyên, rất kinh người. Dục cửu nguyên và thanh oa không có thù hận gì lớn, không liên quan gì nhau, nhưng nó biết dục cửu nguyên là cận mã, tồi tệ, vô sỉ, tông hiểm, xảo trá. đương nhiên người khác không rõ lai lịch của dục cửu nguyên, nhưng thanh oa biết rành rọt. thanh oa không nói khoác chứ nó biết hết lai lịch của những người có máu mặt. trước khi dục cửu nguyên chưa trở thành thiên đế, thậm chí khi chưa là cường giả thật sự thì là đại đạo hái hoa khiến người chưa trễ. dục cửu nguyên gặp vận may từ trên trời rơi xuống, nguyên tổ thâm uyên nổ lớn vòng ngoài phun ra kho báu bí mật viễn cổ kinh người, người khác lấy được vật viễn cổ không chút linh tính, Dục Cử Nguyên thì may mắn được một pháp môn viễn cổ, sai người biến thành cấm thượng thiên đế Dục Cử Nguyên, phong cảnh trở lại nạp hết nữ nhân đã bị gã ngủ, bắt họ làm thiết thị, ai không tuân theo đều biến mất trên cõi đời. Bởi vậy khi kẻ bỏ mạng chọc vào Dục Cử Nguyên, Thanh Oa mới đề nghị chuyển nhà, rời xa chỗ cũ. Lâm Phàm nhìn phía trước, mắt lái tia vui mừng, "Lão sư, chỗ kia không tệ. Có núi có nước, không khí mới mẻ." là nơi ưu tiên lựa chọn, chỗ tốt ngay trước mắt. Lâm Phàm có năm món tay nhổ khối đất trống ở đó, để lại hố sâu kích cỡ bằng với tông môn trên tay hắn, sau đó không chế tông môn từ từ rớt xuống, vừa khít, không kẽ hở. Các đệ tử tông môn giật mình, hương phấn đỏ mặt, oa, wow, sư huynh thật là lợi hại, bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ chuyển nhà kiểu này. Nếu không thấy tận mắt thì không tin nổi. Vạn Trung Thiên ngước đầu nhìn bóng người trên cao, nảy mặt hụt hẫng, chênh lệch giữa ta và hắn là suốt đời không thể đuổi kịp. Vạn Trung Thiên không phải loại người cam lòng nhận thua, nhưng trước khoảng cách to lớn thì không cách nào đuổi kịp. Chu Tiểu Ngọc đi tới bên Vạn Trung Thiên, lẽ nói. Trung Thiên, đừng nghĩ nhiều, hiện tại không hạnh phúc sao. Nàng ngước nhìn bóng người tỏa sáng trói mắt trên cao. Vạn Trung Thiên gật đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Ồ, muốn cho một nam nhân yên ổn một chỗ thì nên tìm thê tử cho kẻ đó. Tuy Lâm Phàm là cuốn độc thân nhưng hiểu rõ điều đó. Nhìn xem, Đạo Thiên Vương có thê tử, có hài nhi. Thế là thành thật không mơ mộng nữa vạn trung thiên ngày xưa thích nhảy nhót kiếm chuyện nhìn xem bây giờ cũng mang chưa từng thấy hùng tâm tráng trí bị mài sạch Lâm phàm nâng mặt đất bị đào ra Điện mang về lấp vào hố sâu ở chỗ cũ đà thủ đường cử vài người đi theo bản phong chủ cư giả đạo cảnh đỉnh trong đà thủ đường càng hiểu rõ hơn thực lực của lâm phàm đó là sức mạnh không thể đánh lại khiến họ không có chút ý muốn chống cự họ thậm chí mừng thầm cảm giác đã tham gia vào tông môn ghê gớm bận rộn mãi đến khi trời sắp tối rốt cuộc phiêm hoa tông đổi chỗ mới các con dân đều thấy tông môn thật tốt, dù đi đâu cũng không quên mang theo họ. Vô địch phong, Lữ Khải Minh từ xa đi tới, có chuyện muốn nói. Sư huynh, Lâm Phàm lên tiếng, Lữ sư đệ muốn nói điều gì, có gì cứ nói ra. Sư huynh, đã rời tông môn đi. Lỡ vương phủ sư đệ trở về không tìm thấy tông môn thì sao? Lữ Khải Minh không ngại dọn tông môn đi nơi khác, nhưng có sư đệ và một số phong chủ còn ở bên ngoài, đột nhiên phát hiện tông môn biến mất chắc họ sẽ rất hoảng. Lâm Phàm cười nói. Tiên tâm, ta đã sắp xếp hết rồi. Có người chờ ở đó, đừng lo lắng, không còn việc gì nữa thì mau đi ngủ, ta đi mật thất. Lữ Khải Minh gật đầu nói. Vâng, sư huynh cũng sớm nghỉ ngơi đi. Ồ, Lâm Phàm đi vào mật thất, hắn cần nghiên cứu tình hình bản thân. Chiêu 886, Điều Tông Môn đã giải quyết, tâm tình của Lâm Phàm rất vui vẻ. Không phải hắn nói khoác chứ hắn thật sự không sợ ai. Cấm thượng thiên đế dục cửu nguyên thì nói theo lời của Thanh Oa là nếu gã động phải nó sẽ phải kêu là phụ thân vậy dục cửu nguyên mà gặp hắn sẽ phải kêu ra ra ta muốn nghe kể chuyện dạo này nàng cho cổ yên phận ở trong tông môn không làm gì không khiến người rơi vào cảnh mơ cảnh mơ của nàng cho cổ rất lạ lung tung cảnh tượng xây dựng dựa trên câu chuyện lâm phàm kể rồi cải biên theo kiểu biến thái hù sợ tất cả bạn nhỏ trong tông môn lâm phàm trông thấy nàng cho cổ thì rất nhức đầu đến bây giờ vẫn không biết cô nương này có ích gì nàng ở trong tông môn không bày ra tác dụng suốt ngày đòi nghe kể chuyện nếu trong tay lâm phàm có đao thì hắn đã chém nàng thành mười tám khúc lâm phàm phẩy tay Lươi nói chuyện không rảnh sang góc trời chờ lần sau đi bận rộn nhiều việc hắn không dưa hơi dây dưa với nàng ta tu vi đột phá đến đạo cảnh rồi rút thăm trúng thưởng thêm đẳng cấp mới lâm phàm sốt ruột muốn xem rút thăm trúng thưởng mới thế nào làm hắn chờ mòn mỏi nàng cho cổ nhẹ nhàng lướt lại lần lâm phàm đi trao sau lưng hắn không ngừng lặp lại một câu ta muốn nghe kể chuyện lâm phàm mở miệng nói ngủ đi nàng cho cổ khó hiểu ta à, lâm phàm vụt xoay người tung nắm đấm đối với sinh vật yêu dị thì hắn phải lấy ra thực lực trấn áp dễ tính quá bị cưỡi trên đầu thì thật quá đáng nàng cho cổ không nhúc nhích nàng biết nắm đấm vô dụng với mình sẽ không tạo thành tổn thương thực chất đột nhiên tình huống biến nổi lớn năm ngón tay của lâm phàm lôi kéo pháp tắc thiên địa đạo cảnh đông lại không gian nam đâm đánh tới múc nàng cho cổ bay ra ra ngã cái rầm xuống đất ngươi run nhẹ rồi nằm im không nhúc nhích lâm phàm quay đầu lạnh nhạt nói tiên lặng ngủ mới là lựa chọn duy nhất của nàng hắn đẩy mở cửa đá đi vào mật thất lâm phàm rất kích động sau khi đột phá đạo cảnh thì cả người tràn đầy sức mạnh đánh một đấm có thể hủy diệt thế giới đương nhiên đó là ảo giác giả dối của hắn sự thật không thể nào xảy ra hắn còn chưa đến đẳng cấp đó lâu rồi hắn chưa xem xét tình hình thân thể không kim 100.000. nghìn thật ác độc rút tham chúng thường thấp nhất là 10 vạn cắt cổ đừng thấy 10 vạn rẻ mặt, thật ra đắt cắt cổ không liên tục rút trăm lần thì hắn không dám nói mình có thể rút được thứ tốt một ngàn vạn điểm đã là con số siêu khủng giờ điểm của hắn chỉ còn lại bảy ngàn ba trăm vạn giá trị khổ tu hai trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi ba trăm điểm bảy mươi ba triệu ba trăm bốn mươi hai mục trị số đều thấp cần nhu cầu rất lớn bảy ngàn vạn điểm thoạt trong rất nhiều nhưng dùng cho thăng cấp công pháp thì không đủ giá trị khổ tu cũng vậy hơn hai ức là rất ít vỏi nếu không phải có quan hệ khá tốt với đan giới thì lâm phàm rất muốn đi dạo đan giới thuận tay mang đi ít thứ nhưng hết cách từ sắc lão tổ rất thông minh nhìn thấu hắn có tiềm lực làm tốt quan hệ với hắn khiến hắn không cách nào xuống tay lâm phàm chi tư rất muốn thử một lần rốt cuộc có nên rút không nhỉ dùng liên tục rút 100 lần sướng một phen lâm phàm cảm giác khả năng không rút chúng thứ gì là rất lớn dù sao mới đên cấp phải nhét đầy bụng hệ thống đã than lâm phàm rút kiếm thái hoàng địa hoàng nhân hoàng gia cám ngực chúng xuống đất ba lần mời trùng mang theo ta bay hôm nay lâm phàm sắp rút thăm trúng thưởng ta nói thẳng nếu không rút được thứ tốt thì sẽ đâm chết trước mặt các ngươi liên tục rút một trăm lần xuất phát ai sợ ai một vạn điểm chứ có gì hắn có điểm căng đầy túi nếu không thử một lần thì khó yên lòng tiêu hao một ngàn vạn điểm hồng kim rút thăm trúng thưởng liên tục rút một trăm lần rút thăm trúng thưởng hồng kim đa tạ ré thăng không ngừng cố gắng đen đen Đến chưa từng thấy, 30 đợt rút thăm làm mặt lâm phàm trắng như tờ giấy, 300 vạn điểm cứ thế bay mắt, chớp mắt trôi đi. Quá nhanh, không cho thời gian phản ứng, kinh người vô cùng, rút thăm trúng thưởng hồng kim, chúc mừng rút chúng tiên thiên linh đan. À, có thu hoạch lớn, lâm phàm cười tươi, tiên thiên linh đan là thứ tốt mà hắn muốn có nhất, cũng là thứ tốt cửu sắc lão tổ không nỡ đưa nhất. Đang dược tự thành ý thức, có linh, chắc chắn phẩm chất cao đẳng cao cấp hơn nửa bước thần đan đã dùng khi vực ngoại giới chưa dung hợp rút tham chúng thưởng hồng kim đa tạ ré thăng không ngừng cố gắng lâm phàm cầu nguyện công pháp cho ta công pháp công pháp là thứ hiện giờ hắn muốn có nhất chỉ cần có công pháp thì thứ khác không thành vấn đề đạo cảnh chưa phải đỉnh cao lâm phàm đã cảm nhận được nước cộng vẫn còn đó nhưng có màu xám thiếu giá trị khổ tu sau khi hắn đột nhiên đến đạo cảnh nội tinh nhiều như biển hắn không biết dựa vào công pháp hiện giờ có thể nâng công pháp lên tầng cao nhất không rút tham chúng thường hồng kim chúc mừng rút chúng thể thăng cấp chỉ định công pháp thất thần thiên pháp lâm phàm cười tươi giói tuyệt thất thần thiên pháp là công pháp khởi bước của lâm phàm cũng là át chủ bài của hắn lúc ấy mở ngũ hành nghịch thần lực lượng sẽ cuồng bạo đến trình độ nhất định nhưng di chứng rất kinh khủng dù đến bây giờ thực lực của lâm phàm đã mạnh như vậy vẫn cảm giác bản thân bị ảnh hưởng rút thăm chúng thường hồng kim đa tạ ré thăm không ngừng cố gắng xảy ra việc khủng bố trời a à, chuyện gì đây đe giữ vậy tiếp tục đi. Dừng ngừng, tiếp tục. Lâm Phàm muốn chết, vậy là sao? Mới rồi còn cốt đẹp mà. Liên tục rút được thứ tốt, sao về sau đen đuổi như thế? Dù chúng thường thứ gì cũng chỉ là đồ bình thường, rút chúng cả đan dược huyền dai, khiến người thấy sợ. Cuối cùng rút thăm chúng thường chấm rút. Này mặt Lâm Phàm phức tạp, muốn nói gì như không biết nên nói sao. Ngươi, ác thật, nhưng không quá lỗ. Lâm Phàm nhìn ba thanh trường kiếm sáng bóng, hắn chần chừ, không đâm đầu vào, tuy rút thăm chúng thường làm hắn hơi thất vọng chút nhưng ít ra không phải không được gì đã lâu không rút chúng cấp vĩnh hằng lâm phàm rất muốn có một cái nữa nhưng nó kiên quyết không ra hắn biết làm sao bây giờ thăng cấp tiêu hao thải thăng cấp thất thần thiên pháp Một công pháp này vốn là thiên giai lại thăng cấp là đến thần giai lên mộc nữa là công pháp tiên giai ầm 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 trong người lâm phàm có lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra nê gớm tuy thất thần thiên pháp là công pháp thiên giai nhưng sau khi thăng cấp bộc phát ra lực lượng rất cường đại không như trong tử tự, mục cánh tay Lâm Phàm nổi hoa văn đặc trưng của Thất Thần Thiên Pháp, có lực lượng riêng biệt va chạm lung tung trong người. Muốn giành quyền khống chế một phương, Lâm Phàm cười nói, "Thú vị, muốn giành quyền khống chế, tiếc rằng dù thăng cấp thì vẫn không đủ tư cách, ngươi còn cần tiếp tục cố gắng." Thất Thần Thiên Pháp muốn chiếm một góc trong người Lâm Phàm, nó mới chỉ đến thần giai, chưa đủ tư cách. Tế bào bắt đầu điên cuồng cắn nốt lực lượng chuyển hóa thành nội tình. Tay Lâm Phàm đang cầm một viên đan dược có màu tím vầng sáng mờ chảy xuôi hình thành lớp bảo vệ rất có linh tính đan linh thiên thành là con cương của thế gian ga một, không đợi tiên thiên linh đan lại nhảy lâu lâm phàm trực tiếp mút vào bắt đầu luyện hóa hương lâm phàm mừng rỡ giá trị khổ tu tăng nhanh vùn vụt người ước trị số rất khủng khiếp Cửu sắc lão tổ cho đan dược một viên chỉ tăng lên ba ức viên tiên thiên linh đan này tăng người ước rất kinh người lâm phàm cười cười rất sung sướng lâm phàm bỗng cảm nhận luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện trong viêm hoa tông hương hắn đẩy mở cửa đá một giọng nói từ cửa tông môn truyền vào lâm phong chủ xin được cầu kiến là giọng của hỗn loạn đây mà hỗn loạn và hoa nương nương bên nhau cuộc sống dễ chịu vô cùng sau bỗng nhiên tìm đến viêm hoa tông không lẽ kiếm được thánh đường tông nghĩ đến đây mặt hắn vui mừng dây sau thay vẻ chán trường giờ mới phát hiện được ích gì liễu nhược trần bị hắn dẫn chết tại chỗ rồi tốc mơ vỡ thành bọt nước tính toán ban đầu bị hủy bỏ rất đào tiếc Cư sơn môn mặt hỗn loạn trắng bệch, trong mực ôm một người, phía sau đứng người hầu của Hoa Nương Nương. đệ tử trong giữ sân muốn hỏi, sư huynh mang người này từ đâu đến? đệ tử kia mở miệng nói, vị này là hỗn loạn quân chủ của Thánh Đường Tông. lúc ta chờ ở chỗ kia thấy hỗn loạn quân chủ vội vã chạy đến, ban đầu ta không dám ra ngoài, về sau thấy hỗn loạn quân chủ có việc tìm đến nên dẫn về Tông môn. đệ tử này luôn chờ ở chỗ cũ của Tông môn, không đợi đến đồng môn ngược lại chờ đến hỗn loạn quân chủ. a à, đệ tử viêm hoa tông có ai không biết thánh đường tông từng là kẻ địch lớn của họ Nhiều sư huynh nên dần giải quyết kẻ địch này thù hận không còn sâu sắc xem như phát triển hòa bình bọn họ tò mò quân chủ của thánh đường tông đến viêm hoa tông làm gì giờ vực ngoại giới dung hợp nhà ai lo việc nấy không có giao tiếp gì thiên tu xuất hiện thấy cảnh này thì hoang mang hỏi hỗn loạn sao ngươi đến đây vì sao hỗn loạn ông một người còn mang theo một đám nam nhân trông quái dị đặc biệt là nam nhân cao to kia trước ngực thiêu một đóa hoa là sao thời trang mới hai thánh đường tông mở rộng môn đỉnh chưa nhận kỳ nam tử trong thiên hạ hỗn loạn hỏi dồn Thiên tu ta muốn gặp đồ nhi của ngươi hắn có đây không có thì có nhưng đang bế quan ngươi đến không đúng lúc tạm thời thiên tu không rõ tình huống này là sao thiên tu không quá thích hỗn loạn thậm chí hơi vét trước kia họ tiếp xúc nhiều nhưng toàn chống đối nhau sau khi vực mại giới dung hợp tông mắt của thiên tu rộng mở hơn dù có thủ sơ lão cũng nhịn được xem như ở trung hòa bình lâm phàm từ xa đi đến lão sư đồ nhi đến rồi đầu tiên đập vào mắt là đóa hoa trước ngực xuân mai thiêu kỳ dị làm người nhìn hốt hoảng mặt hỗn loạn đỏ rực hét lên lâm phong chủ cứu mạng lâm phàm đần mặt ra cứu mạng của ai chương 887, hỗn loạn làm sao vậy ủa hoa nương nương bị gì thế lâm phàm không rõ một người đang tốt lành sao bỗng biến thành bộ dáng này ngươi hầu hàng đầu của hoa nương nương xuân mai cũng là nam nhân cao to trước ngực thiêu hoa dơ vã khóc ướt mặt quỳ xuống trước mặt lâm phàng lâm phong chủ cầu xin người cứu giúp nương nương nhà ta cầu xin lâm phong chủ lâm phàm ngây người chờ chút có phải ngươi lầm rồi không bản phong chủ không phải thần y tin nhầm người rồi tưởng hắn toàn năng sao hắn có cách gì đâu sân mai cúi đầu nước mắt động thành vũng nhỏ dưới đất lâm phong chủ cầu xin người hãy cứu nương nương nhà ta nương nương không nên chết rõ ràng nương nương có thể an toàn rời đi nếu không phải chúng ta quá vô dụng vì mang chúng ta đi thì nương nương sẽ không bị gì lâm phàm lại vần nhìn đã chết không có hơi thở cừ giả tuyệt thế hoa nương nương cứ thế chết đi không chút hơi thở thần niệm bên trong cũng tan biến lâm phàm ngẩng đầu nhìn hỗn loạn hỗn loạn ngươi nghĩ sao vì bóng lưng mà bắn cả đời cho đối phương khi biết đối phương chỉ có tấm lưng là đẹp thì hỗn loạn tuyệt vọng hỗn loạn quân chủ biểu tình nghiêm túc gần từng chữ ta muốn cứu nàng hỗn loạn này đã nói ra lời nào thì đó là suốt đời dù trời sập cũng không sửa đổi xảy ra chuyện thì hỗn loạn tất nhiên sẽ dốc hết sức huống chi nàng vì cứu chúng ta chứ nếu không đã bình an hỗn loạn này không phải loại người vô tình vô nghĩa lão từng xuống giường vô tình nhưng đó là giao dịch công bằng không mang theo tình cảm còn bây giờ lão bắn bản thân đó là bắn cả đời huống chi hoa nương nương gạt chuyện cũng vì cứu họ mà ra nên dù thế nào cũng phải cứu giống nàng lâm phàm nhìn hỗn loạn chằm chằm cảm giác gặp quỷ không lẽ luân hồi có đặc tính ẩn nào đó mà hắn không biết Long Phàm cảm giác người bị hắn cho luân hồi đều trở nên khác hẳn, đặc biệt là hỗn loạn, gặp nhau nhiều lần nên hiểu biết cũng sâu. Hỗn loạn chân thành hỏi, Long Phong chủ, ngươi kiến thức rộng, có thể nói cho biết còn cứu được không? Hỗn loạn không còn cách nào khác, nên mới không ngại lặn lội sang ngàn vạn dạng đến viêm hoa tông. Lâm Phàm hỏi, tắt thở mấy ngày rồi, hỗn loạn nhìn khuôn mặt trắng bệch của hoa nương nương, khẽ thở dài, tới nơi này đã ba ngày. Ba ngày đã là rất dài, nếu là trước kia tuyệt đối không có hy vọng sống, nhưng vực ngoại giới dung hợp, có rất nhiều kỳ tích hỗn loạn tin tưởng kỳ tích nên suy nghĩ đầu tiên là viêm hoa tông đến tìm lâm phàm lâm phàm nói ba ngày à không phải không có cách nào trước kia bản phong chủ gặp một loại chủng tộc tên là nguyệt tộc chỗ bọn họ có một loại bảo bối truyền đời cho người khởi tử hồi sinh đương nhiên giới hạn thời gian chết không quá năm ngày nếu qua năm ngày thì hết cách lâm phàm nhớ ra khi chân tiên giới dung hợp hắn từng trợ giúp một chủng tộc tộc loại rất thần kỳ rõ ràng thực lực nhỏ yếu nhưng có bảo bối truyền đời như thế Lâm Phàm không cho rằng chỉ có duy nhất một bảo bối truyền đời, nếu chỉ có một cái thì hắn không tin nguyệt tộc nỡ tặng cho hắn. Hỗn loạn mừng rỡ hỏi, "Nguyệt tộc, đó là chủng tộc gì?" Sau đó vẻ mặt hỗn loạn khó xử, lão chưa từng nghe về chủng tộc này, không biết là một chủng tộc ở chân tiên giới, nhưng bây giờ vực ngoại giới dung hợp, không ai biết bọn họ bị truyền rời đến chỗ nào, nhưng họ sống trên một hòn đảo, nếu có thể tìm được nguyệt tộc trong vòng 5 ngày thì có thể cứu sống Hoan Nương Nương. Lâm Phàm nhớ ra một việc, tình huống khi đó hơi kỳ lạ, pho tượng nguyệt thần của nguyệt tộc hình như luôn phản đối lâm phàm rời nguyệt tộc đi khi tới di tích nguyệt thần thậm chí không chịu cho người của nguyệt tộc đi vào khi đó lâm phàm nghĩ rằng bản phong chủ cực khổ vất vả rời địa bàn của nguyệt tộc đến nói không cho vào liền không cho dưỡng mặt à thế là lâm phàm cưỡng ép phá mờ nhét người của nguyệt tộc vào dường lẫm lại lúc ấy mình thật ngốc gian xếp người của nguyệt tộc lên đảo làm gì mang về viêm hoa tông là xong bảo bối truyền đời kia là thứ tốt biết bao tuy vô dụng với hắn nhưng có ích với người khác giờ muốn tìm nguyệt tộc không biết đi đâu kiếm. Không biết đã bị diệt tộc chưa? Công chúa Thanh Thanh của nguyệt tộc là một tiểu cô nương đáng yêu. Nguyệt tộc, nguyệt tộc, hỗn loạn dâng lên hy vọng, nhưng ngay sau đó chìm trong tuyệt vọng, vực ngoại giới lớn cỡ nào. Trong khoảng thời gian này hỗn loạn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Lão còn không tìm được thánh đường tông ở đâu, nguyệt tộc chắc chắn càng khó kiếm hơn. Sân Mai trước ngực thề hoa kiên quyết nói. Mặc kệ nguyệt tộc này ở đâu đều phải tìm được trong vòng hai ngày cuối cùng, lâm phàm cảm giác không nắm rác lắm chắc chắn nguyệt tộc ẩn giấu rất sâu không phải muốn là tìm được năm xưa tu vi của hắn nông cạn tầm mắt không cao không nhìn ra pho tượng kia sâu cạn nhưng trải qua nhiều chuyện đã thấy nhiều việc lạ dường ngẫm lại pho tượng kia chắc chắn có vấn đề ẩn giấu cơ duyên lớn vậy mà bỏ lỡ nó đáng tiếc thiên tu hỏi đồ nhi nói vật truyền đời của nguyệt tộc có phải là thứ đồ nhi tặng cho vi sư kết tinh đa giác lâm phàm ngước đầu nhìn lão sư hắn không ngờ lão sư chủ động nhắc đến Thứ đó là hắn để lại cho lão sư, vì vòng ngừa bất chắc, hắn không mong lão sư bị gì. Quả nhiên, hỗn loạn nóng bỏng hỏi, "Thiên tu trưởng lão có?" Thiên tu cười nói, "Ồ. Oh, có chứ, đồ nhi của lão phu tặng cho lão phu dùng để giữ mạng, lão phu luôn trân trọng cất bên người." Thiên tu lấy bảo bối truyền kiếp ra, kết tinh đa giác. Tần chứa sức sống động đạc, Lâm Phàm cảm nhận được, hắn cảm nhận thứ trước kia không thể cảm nhận, sức sống ẩn chứa trong bảo bối truyền kiếp này cực kỳ động thậm chí ẩn giấu một ý vị lâm phàm bất đắc dĩ miệt tộc khó tìm dù là hắn cũng rất có thể không tìm được nếu ngày nào đó lão sư bị gì thì hắn sẽ nổi điên sơn mai nóng bỏng nhìn thiên tu muốn nói gì nhưng dáng nhịn thiên tu cất kết tinh đa giác đồ nhi tặng cho lão phù đương nhiên phải cất kỹ thiên tu này không phải người tốt đến ngốc lão phu và hoa nương nương không quen biết sẽ không tặng thứ này hỗn loạn đồ nhi của lão phu đã nói cho ngươi biết cách cứu vớt các ngươi mau đi tìm người tộc lâm phàm thở phào lão sư không nổi lòng thương người không đúng chỗ là tốt rồi nay xem ra thứ này cực kỳ quý giá trước kia hắn đã xem thường nó nếu biết trước thì khi ấy đã đòi mấy chục hàng trăm cái rồi vậy thì sẽ không lo lắng nữa thanh oa nhảy lưng tưng lại lần. chủ nhân bảo bối truyền kiếp của người tộc đúng là quý giá chắc oa oa cứu được thanh oa không biết có chuyện gì nhưng nó biết rằng có người chết muốn hồi sinh người chết nó có năng lực đó xè sạch mọi người cùng nhìn nó lâm phàm hít mắt thanh oa nói nó có thể cứu rất thần kỳ thanh oa nhìn hỗn loạn lại ngó hoa nương nương thản nhiên hỏi đã chết bao lâu hỗn loạn trả lời ba ngày thanh oa lắc đầu nói ma ngày vậy hết thuốc chữa nếu chết trong vòng nửa nén hương thì bản oa có nắm chắc thanh oa nhảy ra vốn định biểu hiện chuẩn bị khởi tử hồi sinh đàm phán một việc với kẻ bỏ mạng không ngờ người này đã chết ba ngày khó khăn cực cao dù trong giới vực cũ của nó cũng không có vài món thân vật có thể cứu về người đã chết ba ngày hỗn loạn vốn dâng lên hy vọng thoáng chốc vụt tắt lâm phàm nói hỗn loạn cho ta thấy hay là thử đăng trên chi chi điều có lẽ sẽ tìm được người tộc thiên tu không nói chuyện nếu là đệ tử tông môn thì dù là ai lão đều không chút do dự lấy ra còn với trường hợp này thì lão sẽ không tặng cho lão không quen hoa nương nương còn về hỗn loạn thì càng khỏi phải nói trước kia thánh đường tông và viêm hoa tông mâu thuẫn rất sâu quan hệ giữa lão và hỗn loạn cũng không tốt lành gì đấu với nhau lâu như vậy bảo lão đưa bảo bối thơ hỗn loạn trừ phi lão bị nhũ não đồ nhi để lại bảo bối truyền đời cho lão nhưng lão thì muốn để dành cho đồ nhi lão ở trong tông môn an toàn đồ nhi xông pha bên ngoài hay gặp nguy hiểm không chừng ngày nào đó cần dùng hỗn loạn giao sắc của hoa nương nương cho xuân mai đi tới trước mặt thiên tù biểu tình của hỗn loạn bình tĩnh sau đó cúi đầu hai đầu gối vấp khúc mù giọng hỗn loạn khàn khàn nói thiên tù ta xin ngươi hãy giúp nàng ta biết mình yêu cầu quá đáng ngươi và nàng không có liên quan gì với ta cũng không có tình nghĩ chi nhưng ta xin ngươi làm ơn cứu nàng sau này mạng của ta tất cả của ta đều cho ngươi chỉ xin ngươi cứu nàng lâm phàm ngây ngẩn nhìn hỗn loạn thiên tu bị bất ngờ đây không phải hỗn loạn mà lão quanh hỗn loạn quân chủ của thánh đường tông tính tình cứng rắn mạnh mẽ có thể nói là không phải ngươi tốt tàng không là mẫu người quỳ xuống cầu xin ai thiên tu không ngờ hỗn loạn vì cứu một nữ nhân xấu xí mà quỳ trước mặt lão lâm phàm nhìn lão sư tình huống này thật rắc rối bất đắc dĩ. Hắn không biết nên nói sao. Đồ vật là hắn tặng cho lão sư, tùy lão sư quyết định, hắn sẽ không xen lời. Thiên tu cúi đầu nhìn hỗn loạn quỳ trước mặt mình, Có tin hỏi. Hỗn loạn, ngươi thật sự là hỗn loạn thánh đường tông mà lão phu biết sao? Lão phu còn nhớ 60 năm trước lão phu trấn áp ngươi, nếu ngươi quỳ xuống sẽ tha mạng cho ngươi, như ngươi thả chết chứ không chịu quỳ trước lão phu. Ngươi còn nói dù chết cũng sẽ không quỳ trước mặt Thiên Tu Viêm Hoa Tông nhà ngươi. Có còn nhớ không? ngỡ Thiên Tu hỏi, ngươi đã nhớ vậy tại sao bây giờ quỳ trước mặt lão phu hỗn loạn không chút do so dự trả lời bởi vì nàng quan trọng hơn tôn nghiêm của ta thiên tu ném kết tinh đa giác cho hỗn loạn Tèm theo một tờ giấy hôm nay ta xem như đầu óc mình bị bệnh tự đọc thần chú đi lão phu không đọc thành tiếng được tờ giấy di chú ngữ sử dụng bảo bối truyền đời của người tộc hỗn loạn nhìn thiên tu cảm kích gật đầu thiên tu đa tả hỗn loạn này nói được thì làm được hỗn loạn mở tờ giấy ra biểu tình hơi thay đổi nhưng rồi lão không nghĩ nhiều đứng trước mặt hoa nương nương ném kết tinh đa giác ra kết tinh đa giác lơ lửng trên trời hỗn loạn dơ cao hai tay lên trời ngửa đầu hét to hỡi nguyệt thần ngài có đủ vĩ đại trí tuệ xinh đẹp xin ngài hãy tỏa thần uy của ngài cứu giúp người vô tri rơi vào luân hồi răng rắc kết tinh đa giác vỡ nát ánh sáng xanh lá chói lòa như thác nước đổ xuống bao phủ hoa nương nương ánh sáng xanh rực rỡ một ảo ảnh nhảy mũ trong ánh sáng có ca tụng có tiếng hắc có thần uy các đống sáng xanh rơi vào từng lỗ chân lông của Hoa Nương Nương, thấm vào người. Lâm Phàm kinh ngạc nói: "Lợi hại, không ngờ bảo bối truyền đời của người tộc ẩn chứa lực lượng khủng bố đến vậy, trước kia không nhận ra." Thư thần kỳ, hắn bỗng nhớ công chúa Thanh Thanh của người tộc, không biết nàng ra sao rồi. Chương 888, Lâm Phàm rất tò mò với bảo bối truyền đời của người tộc, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, Hoa Nương Nương có thể tỉnh lại không? Hơi thở tan biến, thân hồn không còn mà vẫn sống tại được thì chưa chó hơi cao cấp. Hinh hi có tiếng khóc nhau nhỏ, quái thú hinh hinh đến nam nhân vạm vỡ trước ngực thơ hoa hương phấn như đứa trẻ mất trí, tỉnh rồi, nương nương tỉnh rồi, ngày xưa xuân mai không quái dị như vậy, là nam nhân trong phần trăm, nhưng nương nương cứu mạng của gã, còn báo thù giúp gã, từ đó xuân mai không đi đâu cả, treo bên cạnh nương nương, trở thành người hầu, nương nương yêu hoa, vì trở thành người hầu đủ tư cách, xuân mai chiều đoá hoa trước ngực, con người gã ngày xưa biến mất ngay khoảnh khắc nó, thay thế là một người hoàn toàn mới. Hoa Nương Nương cao mày rên khẽ, "Ưm." Ừ. Hoa Nương Nương là cường giả đỉnh cao, ý chí mạnh hơn người thường nhiều, tuy thần thức tan biến, một mảnh trống rỗng, nhưng nhìn tình hình bốn phía là nàng hiểu ra ngay xảy ra chuyện gì, hốc mắt sân mai ướt át. "Nương Nương, rốt cuộc ngài không sao, cuối cùng sống lại rồi." Sân Mai, "Xảy ra chuyện gì?" Hơi thở của Hoa Nương Nương còn yếu ớt, tuy đã sống lại nhưng một chốc khó mà khỏe ngay. Sân Mai nói, "Nương Nương, khi lấy Nương Nương mang chúng ta đi, lúc chúng ta tỉnh lại thì nương nương đã hơi thở suy yếu không nói lời nào với chúng ta đã ra đi sau đó hỗn loạn lão ra mang nương nương đến viêm hoa tông là vị thiên tu trưởng lão này cứu nương nương hoa nương nương nhìn thiên tu hơi kinh ngạc tu vi của lão già này không cao nhưng cũng không thấp vậy mà có thủ đoạn cứu nàng được hoa nương nương vô cùng cảm kích đa tạ ân cứu mạng suốt đời khó quên nàng quay sang nhìn hỗn loạn khi ấy nàng lưu luyến không nỡ rời ra nhưng bị thương quá nặng thiên tu xua tay xem như ngươi may mắn thư cứu ngươi là đồ nhi của lão phu đưa cho lão phu hỗn loạn cũng có tình có nghĩa vì cứu ngươi mà cái người thà chết không quỳ đó lại vì ngươi mà quỳ trước lão phu thiên tu không xem hiểu đương nhiên lão không phải loại ngươi nhìn bằng bề ngoài chỉ cảm giác cuộc đời thật kỳ diệu ngươi như hỗn loạn mà trả giá chân tình với nữ nhân như vậy nếu là trước kia dù có đánh chết thiên tu thì lão cũng không tin phu quân hoa nương nương là nữ nhân cảm tính mã đạo Dường nghe lời đó thì cảm động sắc khóc mặt hỗn loạn không biểu tình rất bình tĩnh lúc hoa nương nương sống lại có một thoáng lão vui sướng sau đó thì mặt lạnh như tiền làm như không để chuyện này vào lòng lâm phàm nhìn hỗn loạn thật không nhìn ra tên này cũng có tấm lòng hoa nương nương với tu vi của ngươi nếu muốn chạy trốn chắc không ai giết được đạo cảnh đỉnh còn là đẳng cấp cao nhất trong đỉnh không thể nào muốn chạy mà không chạy được hoa nương nương trầm tư dường như đang nhớ lại ồ đứa bé kia rất lợi hại nhưng ta dư sức mang bọn họ chạy trốn nhưng ngay khi đó trong thiên điện có luồng sáng từ xa bắn tới ta chưa phản ứng lại đã bị thương nặng không biết đó là cái gì không rõ cụ thể thế nào khi tỉnh lại thì ta đã ở lại nhớ lại tình cảnh khi đó hoa nương nương vẫn còn sợ luồng sáng làm nàng không có chút sức chống trả thì rất khủng bố thanh oa chống cầm nghiêm túc chi tư đại hung đại hung lâm phàm lường thanh oa ngươi nói cái gì đấy ngươi thì biết gì con này gần đây hoạt bát khác với trước kia thanh oa cảm thán chủ nhân nói xem như vậy mà không phải là đại hung sao đạo cảnh đỉnh cũng không đỡ nổi luồng sáng đó thì nó mạnh cỡ nào chắc chắn là siêu khủng bố thanh oa có chút manh mối nhưng không dám xác định nó sợ hù chết mình lâm phàm đuổi thanh oa đi được rồi ngươi nhanh chóng trở về luyện đan đi nơi này không có việc của ngươi thật là con ếch nhỏ phiền phức dạo này thời tiết tốt chưa đến mùa giao phối mà sao thanh oa có vẻ nóng này như thể sắp xảy ra chuyện gì vấn đề có vấn đề thanh oa nhảy lưng tưng đi xa nó tim đập chân run cảm giác không thích hợp cảm giác sắp có chuyện xảy ra không nói cái khác lô sang có thể đánh chết cường giả đạo cảnh đỉnh sẽ là luồng sáng bình thường sao hoa nương ngương ung quyền nói các vị đa tạ ân cứu mạng ta ghi nhớ trong lòng hiện giờ không quấy rầy nữa về sau dù có chuyện gì thì hoa nương nương này vượt lửa qua sông quyết không từ chối hoa nương nương không phải loại người thích nói nhiều đã có ơn thì sau này nàng sẽ dốc hết sức báo đáp phu quân chúng ta đi thôi như hỗn loạn đứng im không núc nhích hoa nương nương hoang mang phu quân hỗn loạn mở miệng nói nàng đi đi ta vì cứu nàng đã bắn mình cho viêm hoa tông sau này ta sẽ ở lại đây mãi cho đến chết khi hỗn loạn nói mấy câu đó biểu tình của hoa nương nương thay đổi hoa nương nương quay đầu nhìn sân mai sân mai vật đầu sân mai hơi bi thương lão gia vì cứu nương nương thật sự nói ra lời như vậy thiên tu xua tay không cần hỗn loạn ở lại đây không cần đâu hỗn loạn ngươi đi theo hoa nương nương thôi ngươi ở lại đây cũng không ích gì viêm hoa tông đã có đà thủ đường ngươi ở bên trong đều là đạo cảnh đỉnh, chẳng cần ngươi hỗ trợ. Lâm Phàm gật đầu nói. Ồ, lão sư nói rất đúng, hỗn loạn quân chủ đi theo hoa nương nương đi. Hỗn loạn vụt lửng đầu nhìn thiên tu và Lâm Phàm, không phải vui vẻ hay mừng thầm mà là vẻ mặt ngương ngác. Ta, à. hỗn loạn quân chủ dứt khoát nói. Không được, lời hỗn loạn này đã nói ra thì sẽ không thay đổi. Lão rất muốn ở lại đây, không muốn đi với hoa nương nương. Cả đời, đó thật sự là cả đời. Lão rất muốn hỏi giá với nhiều nữ nhân, nhưng không có cách nào, cái da quá đắt đỏ lão đã không có năng lực đó thiên tu khẽ thở dài ai không ngờ hỗn loạn nhà ngươi cũng biết giữ chữ tín như vậy Coi, lão phu xem như không có chuyện gì xảy ra ngươi đi cùng hoa nương nương đi viêm hoa tông không cần ngươi hiệu mệnh đi thôi đa hỗn loạn muốn nói chuyện nhưng bị lâm phàm cướp lời hỗn loạn lão sư của bản phong chủ nói đúng ngươi hãy đi theo nương nương hành vi vừa rồi của ngươi khiến người quá cảm động viêm hoa tông ta là tông môn chính nghĩa tình yêu tuyệt đối không làm chuyện chia rẽ uyên ương đi đi không cần ngươi ở lại viêm hoa tông hãy làm bạn bên hoa nương nương là được lâm phàm xua tay không nói nhiều hỗn loạn ở lại viêm hoa tông không giúp được chi thực lực vừa yếu vừa từng trải qua luân hồi khó tránh khỏi xảy ra rắc rối gì hơn nữa lâm phàm cứ cảm thấy hỗn loạn rất muốn ở lại đây nếu vậy thì hắn càng không thể cho lão như ý muốn phải đuổi lão đi với hoa nương nương là hỗn loạn không xen lời được như lão không cam lòng rất muốn ở lại hoàn thành lời thể nhưng lâm phàm không cho lão cơ hội nào phát tay đừng ngươi với ta nữa, đi đi, hắn nhìn sang bên cạnh, Hoa nương nương. Xin hãy mang hỗn loạn rời đi, hai người là trời sinh một đôi, Kiên đồng ngọc nước. Lâm Phàm khai ngợn, dù hoa nương nương có cảnh giới siêu cao cũng không kiềm được mặt ửng đỏ, hoa nương nương cảm kích nói. Đa tạ Lâm Phong chủ, nếu đối phương thật sự yêu cầu hỗn loạn ở lại thì hoa nương nương không cách nào ngăn cản, vì đây là phu quân của nàng đã hứa hẹn, giờ đối phương không cần. Hoa nương nương rất vui vẻ, càng cảm kích viêm hoa tông hơn hoa nương nương lại gần hỗn loạn lại nói phu quân chúng ta đi thôi trải qua chuyện này nàng càng yêu hỗn loạn hơn mặt hỗn loạn không biểu tình gật đầu như khoảnh khắc quay đầu đi ánh mắt lão ai oán nhìn lâm phàng cảm xúc muốn khóc giấu ở đáy mắt lâm phàng vẫy tay cố lên hỗn loạn hy vọng lần sau gặp lại hai người biến thành ba người hắn đã thấy ánh mắt của hỗn loạn nhưng không thèm để bụng đã yêu sâu như vậy thì chắc ức chế được luân hồi kia hỗn loạn nghe câu đó suýt vấp té máu động trong ngực tùy thời phun ra thiên tu lâm phong chủ đa tạ cáo tử hỗn loạn rất đau lòng muốn ở lại nhưng bị người xua đuổi lão bây giờ không được ngươi thích đến vậy sao ai tiếng thở dài nói hết bất đắc dĩ của hỗn loạn nhìn theo nhóm hỗn loạn rời đi lâm phàm nói lão sư thứ này là đồ nhi để lại cho lão sư rất quý giá đã dùng rồi giờ nói nhiều hơn nữa cũng không được chi thiên tu nhìn đồ nhi bảo bối của mình đồ nhi Thứ này rất quý giá, nhưng không lẽ Đồ Nhi cho rằng vi sư sẽ chết? Điều này khiến người không thích nghe. Long Phàm khẳng định nói: "Lão sư sao mà chết được? Đồ Nhi có chết cũng sẽ không để lão sư chết. Ai mà làm thịt lão sư của hắn là hắn đi đào mộ tổ tiên người gió." Thiên Tu chết miệng cảm thán: "Đồ Nhi nói đúng rồi, vi sư chắc chắn sẽ không chết." Chưa thấy Đồ Nhi cưới thê sinh tử thì vi sư có chết cũng không nhắm mắt, bởi vậy đưa bảo bối truyền đời của người tộc cho hỗn loạn cứu thê tử của hắn là đúng. Đồ Nhi cũng thấy hai người ân ái biết bao không ngờ hỗn loạn tuổi già nở hoa, gặp được tình yêu đích thực. Không dễ dàng. Thật sự là không dễ dàng. Lâm Phàm nhìn lão sư, muốn cãi lại nhưng không nói nên lời. Việc này không đơn giản vậy, rõ ràng hỗn loạn muốn thoát trói buộc, nhưng bị hắn và lão sư kéo về, có lẽ trong lòng hỗn loạn đang điên cuồng chửi người. Thiên tu hô tay đuổi các đệ tử đi, giải tán, giải tán, không có việc gì. Lão sư. Đồ nhi cũng xin đi về trước, giờ hắn đã đột phá đến đạo cảnh đỉnh, nên nghỉ ngơi một, hai ngày, thường xuyên đi ra ngoài ngược lại không hay một chỗ nào đó dương dương cẩn thận chút nơi này rất quỷ dị chúc phượng phượng mang theo dương dương đi tới chỗ đánh dấu trên bản đồ để điều tra gột hụt heo mập kêu mấy tiếng có vẻ không nghiêm túc nhưng cũng cảnh giác bốn phía một người một heo đi trong sơn cốc lớn bốn phía tĩnh lặng không tiếng động vách đá đều rất quái dị mới đặt dấu chân đã biến mất ngay bọn họ như đi vào nơi hoàn toàn quái dị ầm ầm đột nhiên một lù sáng rơi xuống thiên địa đánh vào phía xa ánh sáng rực rỡ bao phủ thiên địa mặt đất rung bần bật chu phượng phượng nghiêm túc không dám coi thường dương dương theo ta đi xem sẵn sàng tùy thời chạy ột ột và mập đi theo chu phượng phượng chậm rãi tiến lên nơi này rất nguy hiểm rất quỷ dị chương 889, không ngừng đến vần chu phượng phượng cảm giác khí thế cực mạnh đè lên người rất nặng rất mạnh trời ạ à, chu phượng phượng này tìm vùng đất mạo hiểm ẩn giấu kho báu lớn mà sao gặp nhiều nguy hiểm như thế có vẻ như vùng đất mạo hiểm nào cũng đầy rẫy nguy hiểm chu phượng phượng và heo mập núp dưới một tảng đá to lò giọng thì thào dương dương đừng ách ách nữa nơi này rất nguy hiểm nếu có kẻ địch mạnh sẽ cảm ứng được chúng ta ụt ụt ta đã bảo ngươi đừng ếch ếch mà sao còn kêu nữa chu phượng phượng nóng này muốn đập chết dương dương cho rồi đã dặn bao nhiêu lần mà sao không nghe lời gì hết trong mập không kêu nữa man mãn theo sao chu phượng phượng nhức đầu rốt cuộc là thứ gì nếu quá nguy hiểm sẽ ảnh hưởng ta tiếp tục tìm vùng đất mạo hiểm lão không cho rằng hiện tượng này là vùng đất mạo hiểm ra đời rõ ràng có ẩn khuất khác khi không rớt chúng chỗ này phía ra dày đặc cho bụi không thấy rõ bên trong có cái gì nhưng cho chu phượng phượng cảm giác rất nguy hiểm không giống như thứ tốt gió co thổi tới thứ bên trong hiện ra rõ ràng chu phượng phượng ngần ngơ một cây cột lão không ngờ luồng sáng bắn tới hóa ra là cây cột rớt xuống kết quá xa không thấy rõ hình dạng cây cột nhưng cây cột rơi xuống đánh thủng cái hố sâu hoáng lay vào đây thứ này bí ẩn làm mình sợ không dám đến gần nếu có người mà thực lực nhỏ yếu thì mình cưỡi heo sông lên luôn chu phượng phượng nhức đầu khó thể lựa chọn lão rất muốn nhìn xem cây cột kia là cái gì nhưng sợ có nguy hiểm nếu lão mới đến gần mà cột đá xảy ra tình huống gì khác lạ thì muốn chạy cũng không chạy được thời gian trôi qua từng phút giây chu phượng phượng không vội hành động lão đang chờ đợi cột đá sinh ra kinh biến nhưng chờ mòn mỏi mà không có biến đổi gì chu phượng phượng suy tư vẫn không dám đi khoa không lẽ chỉ là cột đá bình thường trao mập chúng ta mau đi thôi đi viêm hoa tông báo cho lão ca cột đá đột nhiên xuất hiện quá nguy hiểm tin chu phượng phượng đập nhanh không phải vì có chuyện tốt mà như nguy hiểm lớn bao trùm bình thường lão chưa bao giờ có cảm giác như vậy chu phượng phượng dứt khoát leo lên heo mập vỗ mạnh mông hao thoáng chốc biến mất tại chỗ chu phượng phượng không ngốc cũng hiểu rõ bản thân mình có năng lực giải quyết sự việc hay không chỗ kia cột đá cắm rễ trong hố sâu đền đất chung quanh nứt dạn hiển nhiên không chịu nổi trùng kích mạnh mẽ này cột đá không quá thô nhưng rất cao cỡ trăm trượng bề mặt đen thui như quét sơn theo thời gian trôi qua một vóc sơn đen rơi xuống tiếng răng rắc kéo dài như đồ sứ vỡ nát vết dạn rậm rạp lan tràn sơn đen rơi ra khỏi cột đá cây cột bắn ra ánh sáng vàng trói lòa chiếu sáng thiên địa một cây cột vàng tông trời sừng sững ở đó bề mặt hiện các hoa văn thần kỳ đồ án kinh người Ông. cột đá đông đưa từng luồng sáng vàng bắn ra bay đi bốn phương tám hướng chớp mắt sau dị tượng ổn định cột đá vẫn cắm ở đó lặng yên không tiếng động trong các luồng sáng vàng bắn đi xa bao bọc thứ giống như cột đá lông phàm trở về vô địch phong thấy thanh oa bất an nhảy lương tương hắn lên tiếng hỏi thanh oa làm sao vậy không có gì thanh oa bất an tim đập rất nhanh đặc biệt mới rồi có hơi thở vô hình truyền đến trái tim làm nó bất an hơn cảm giác có cái gì sắp xuất hiện Lông phàm xách thanh oa lên nhắm mắt nhìn nó chằm chằm ngươi bây giờ không ngoan vậy sao giấy vàng trao sau lưng thanh oa kêu là ta biết tên này luôn la là tiêu đời những tên kia sắp đến sợ hãi đến nỗi mỗi ngày không ngủ yên giấy vàng luôn trao sau lưng thanh oa lúc này vô tình bán đứng nó thanh oa tức giận đến nỗi muốn cắn nó tờ giấy nát nhà ngươi một tờ giấy mà sao đáng ghét thế tức chết bản oa lâm phàm suy tư hắn không phải heo ngốc cường giả đến chứ có gì giống như vực ngoại giới dung hợp nhìn xem vực ngoại giới dung hợp cũng không có gì lê hướng hắn vẫn vẫy vùng thỏa thích đấy thôi cư giả gì đó thì lâm phàm không để bụng đến cứ đến hắn sẽ đánh tơi bời lâm phàm nhìn thanh oa thanh oa nhìn xem ngươi sợ đến cỡ nào trước kia khoe mình ghê gớm lắm mà sao bây giờ sợ đến mức này ngươi đừng nói với bản phong chủ là những gì ngươi đã nói đều là khoác lắc mà thanh oa vốn đã xanh bây giờ càng xanh hơn thanh oa thanh minh cho mình không thể nào chủ nhân không thể ôm miệt oa oa đã bao giờ oa oa này sợ bộ dạng của ta không phải sợ hãi Tờ giấy này không có ích gì, cả ngay chỉ biết vu oan hãng hại. Thanh Oa sẽ không thừa nhận nó sợ vài thứ. Dù bị đánh chết quyết không nhận, Thanh Oa lo lắng không phải cừ giả bình thường đến mà đám người quen, nếu mấy kẻ đó phát hiện ra nó thì sẽ không tha cho nó. Thanh Oa cũng hơi mong đợi, sắp được thấy thê tử rồi, nó đã quên bao nhiêu vạn năm chưa gặp thê tử. Lữ Hải Minh vội vàng đi đến, sư huynh. Lữ Hải Minh báo rằng có một nữ nhân đến cửa tông môn đòi gặp lâm phàng. Kỳ lạ, có nữ nhân đến gặp ta. Lâm Phàm không tin được, còn có nữ nhân dám tự đưa lên cửa. Kỳ tích. Thần kỳ. Đi, đi xem thử. Lâm Phàm không nói nhiều với Thanh Oa, điều nó lo chẳng đáng gì với hắn. Lữ Khải Minh theo sau. Ánh mắt nhìn sư huynh đã thay đổi. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, bọn họ nhìn mặt tim đập nhanh. Sư huynh bình thường lẻ loi một mình, chưa bao giờ thấy hắn trêu vào nữ nhân hoặc mang ai về. Tuy nhiên sự việc thường không đơn giản như mặt ngoài. Một mỹ nữ xinh đẹp đến không tả xiết tự tìm tới cửa, liễu nhiều trần so với nàng ta cũng trên lệch lớn cưa sơn môn nhiều đệ tử kéo nhau xuống lại bọn họ nghe nói có nữ nhân cực kỳ xinh đẹp tựa như tiên nữ đến tìm sư huynh nên họ rất tò mò không biết là loại nữ nhân thế nào có đệ tử nữ ven tị nói lời sặc mùi ven ghét tô nàng ta là ai đệ tử nữ khác moi móc dáng người tốt chút khuôn mặt tốt chút cao chút chỗ kia to chút ra còn lại có gì hay ho sư huynh bị người cướp đi nữ nhân xinh đẹp như vậy làm họ cảm giác mình không sánh bằng đệ tử nam nghe tin chạy tới đều xem mây người oa wow. đẹp quá như người trong tranh ấy như cái gì đấy nữ nhân như vậy chỉ có sư huynh mới xứng đôi đừng mơ mộng ta có mơ mộng gì đâu nói thôi mà không phải bọn họ chưa từng thấy mỹ nữ nhưng đẹp có khí chất như vậy thì lần đầu tiên gặp Là vân bình tĩnh đứng biểu tình sốt ruột dường như có chuyện gì mắt nhìn phía xa chờ đợi người nàng muốn gặp lâm phàm thấy bóng dáng thướt tha phía xa não vận chuyển nhanh thành công nhớ ra người kia là ai hắn lười nhớ người bình thường đặc biệt là cô nương không thể bán pháo hoa chỉ càng không muốn nhớ lâm phàm mỉm cười hỏi thì ra là lạc vân thần nữ không biết thần nữ đến viêm hoa tông có gì không nếu đối phương không có việc gì hắn sẽ đuổi đi ngay lâm phàm rất muốn nói cho đối phương rằng ngươi có biết rằng lẳng vãng trước mặt bản phong chủ là việc làm nguy hiểm lắm không chẳng những bề ngoài xinh đẹp còn là thần nữ đan giới người mùi thôi đã khiến người không chịu nổi quả nhiên các đệ tử viêm hoa tông nhỏ giọng xì xầm ta đã nói mà nhất định là tiên nữ không đúng, sư huynh nói đối phương là thần nữ, nhìn xem, xinh đẹp biết bao. Ôi chao. Thần nữ thấy sư huynh thì mặt đỏ bừng, sư huynh có sức hấp dẫn lớn thật. Các đệ tử cảm thán, không hiểu sao biết ngữ thần không thuộc về mình, nhưng vì đó là sư huynh nên họ cảm thấy tự hào, rất hãnh diện. Lạc Vân nghe tiếng ồn ào bốn phía, hơi xấu hổ, nhưng ý đến mục đích tới đây thì nàng bất chấp những chuyện khác. Lâm Phàm hỏi, "Lạc Vân thần nữ, không biết có chuyện gì?" Lạc Vân vội lấy một phong thư ra. Đầu chân mày đượm yêu sầu, lâm phong chủ việc gấp đây là lão tổ bảo ta đưa cho ngươi lão tổ rời khỏi đan giới đã mấy ngày dặn nếu lão tổ ba ngày không trở về thì ta đưa phong thư này cho lâm phong chủ nghiêm túc giữ vậy lâm phàm tò mò quan hệ giữa hắn với cửu sắc lão tổ rất đơn giản không có tình cảm sâu đậm gì lâm phàm xé biệt thư rũ tờ giấy ra chờ xem cửu sắc lão tổ muốn nói gì với hắn gửi lâm phong chủ ngày gần đây lão phu tâm thần không yên dự cảm xảy ra việc lớn đi tổ điện lật xem sách cổ bỗng có luồng sáng vàng từ xa bắn tới, rơi xuống biên giới đan giới. Lão Phu đi tra xét, nhưng sợ sẽ gặp nạn, Nhi trước nghĩ sau chỉ có Lâm Phong Chủ là quan hệ tốt với Lão Phu. Để lại phong thư này nhờ Lâm Phong Chủ đến cứu viện. Lâm Phàm đọc thư xong không muốn nói chuyện, đây là thư cầu cứu. Lạc Vân lo sợ hỏi, Lâm Phong Chủ, lòng nàng nặng chịu yêu tư, Lão Tổng một đi không trở lại, chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Lâm Phàm nói thẳng, không quanh co lòng vòng, ồ, đã xem xong, nói thẳng ra là lão tổ các ngươi gặp chuyện, nhờ bản phong chủ đi giúp. Việc này phải nói rõ ràng, không thể để hắn làm người tốt rẻ tiền, đúng không? Lạc phân mấp máy môi, muốn nói nhưng không biết nên nói sao. Lâm Phàm nói, Lạc phân thần nữ không cần nói bản phong chủ cũng biết, thần nữ muốn ta đi tìm lão tổ của các ngươi chứ gì, cũng được, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng phải tăng giá, hiểu không? Cửu sắc lão tổ một đi không trở lại chắc chắn xảy ra chuyện, việc này nguy hiểm, hắn không sợ nguy hiểm, nơi càng nguy hiểm thì thu lợi càng lớn đây là lẽ thường lạc vân đồng ý ngay không chút do so dự hiểu rồi nghĩa lâm phong chủ mang lão tổ trở về thì đan giới sẽ tặng quà giải. đây là thần nữ nói đừng lừa ngươi lạc vân gật đầu đúng lâm phàng phất tay không muốn tán dắp. đi hiện tại liền xuất phát phòng ngừa đến muộn thì lão tổ nhà thần nữ thật sự không còn đây là cuộc giao dịch tạm được đáng giá giá trị khổ tu lại có bảo đảm rồi chương 890, người. Lạc Vân không ngờ Lâm Phong chủ đồng ý nhanh chóng như vậy, nàng kích động, cực kỳ cảm kích nhìn Lâm Phàm. Thật là người tốt, Lâm Phàm mơ ước linh đan của đan giới. Hiện giờ chưa cần tăng giá trị khổ tu, cần số lượng nhiều như biển, Lâm Phàm thói quen ăn đan dược tăng trưởng giá trị khổ tu, muốn trở lại như ngày xưa tu luyện từ từ thì làm khó hán quá, nên đành dựa vào đan giới nuôi. Đồ Nhi, sắp đi ra ngoài, thiên tu xuất hiện từ bao giờ? Nhìn Lạc Vân chằm chằm, đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ vừa lòng. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không để bộ chuyện này vâng lão sư vị này là thần nữ của đan giới lão tổ nhà họ đi mạo hiểm nhưng gặp nguy hiểm đồ nhi định đi xem thuận tiện cứu người ra thiên tu cười nói đôi mắt sáng ngời tia sáng khác lạ ồ vậy à thế thì đồ nhi nhớ chú ý an toàn phải bảo vệ tốt cho tiểu cô nương lâm phàm cảm giác ánh mắt của lão sư nhìn người ta là lạ mà thôi lão sư vẫn luôn lạ như vậy lăng phân cảm giác người trong viêm hoa tông đều rất quái dị ánh mắt nhìn nàng tràn đầy cảm giác xem xét dường như so sánh với cái gì lạc vân không hiểu ra sao lâm phàm vội nói long thầm lo lão sư đồ nhi đi ra ngoài trước lâu một giây là lão tổ kia thêm một phần nguy hiểm nếu thật sự xảy ra chuyện thì đồ nhi sẽ ủng công cửu sắc lão tổ nhớ dốc hết sức lực ra cố chống đỡ đừng để hắn đến nơi mà chỉ còn lại sát chết vậy là giao dịch thất bại đi một chuyến ủng công thiên tu vẫy tay đi đi lão đã nhìn ra đồ nhi bận rộn chỉ cần hắn an toàn trở về là được. Là vân thần nữ, đi thôi. Dứt lời, Lâm Phàm bay lên cao, tốc độ siêu nhanh, chớp mắt không còn bóng dáng, Lạc Vân người người. Cái này, tốc độ của Lâm Phong chủ quá nhanh, nàng khó theo kịp, nhưng vẫn cắn răng đuổi theo. Các đệ tử cảm thán, nữ thần đi rồi, thật là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, nữ nhân đẹp đến mức tận cùng luôn được hoan nghênh. Nữ sư huynh mang nữ thần như vậy về tông môn cho họ ngắm mỗi ngày cũng là một loại hưởng thụ. Tốc độ nhanh quá, Lạc Vân đã vắng hết sức nhưng thậm chí không thấy mông của đối phương. Có thể quen biết nàng hàng với lão tổ thì không phải nhân vật bình thường. Long Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Vân, quên. Tu vi của thần nữ quá yếu, bay chậm chạp, bàn phong chủ mang nàng đi vậy. Lời này làm Lạc Vân xấu hổ, đối phương nói quá thẳng, tuy nàng bay chậm thật nhưng có thể nói khéo chút mà. Lạc Vân thần nữ muốn phản bác nhưng không tìm được lời nào đáp trả. Na. Mục. Lâm Phàm túm cổ áo sau vé Lạc Vân sách trong tay, ổn định, đi nào. Lạc Vân ngơ ngác, nàng là thần nữ đan giới tuy ở bên ngoài không là cái đinh gì nhưng địa vị khá cao trong đan giới giờ nàng bị ngươi đối xử như vậy nếu ai thấy thì nàng còn mặt mũi nào lọc tốc bộ của lâm phàm lên đến đỉnh vượt qua vận tốc âm thanh không gian chung quanh nổ đi đùng tẽo làn khói trắng dài miên man biên giới đan giới là khu vực xa xôi nhất đan giới không có một ai hoang vắng chỗ này không được khói độc đan giới bảo vệ bình thường vực mọi giới dung hợp các thế lực lớn sẽ vòng khu đất nhà mình dù sao đã đi qua chỉ tự nhận là phạm vi thế lực của mình lạc vân chỉ dẫn cứ bay tới nơi xa nhất đan giới là được lâm phàm rất tò mò cửu sắc lão tổ gặp phải cái gì lão khá thông minh biết không trở về được thì tìm người giúp lâm phàm ngẫm nghĩ chợt hiểu ra cửu sắc lão tổ không có bằng hữu nào cả gặp nguy hiểm chỉ biết nhớ đến hắn thật lâu sau lạc vân nghiêm túc nói vẻ mặt mong đợi lâm phong chủ phía trước là biên giới đan giới nơi lão tổ đến là chỗ này vậy sao lâm phàm nhìn phía trước một chỗ bình thường không có gì lạ lạc vân suy nghĩ rất chu đáo lâm phong chủ ta cho rằng có chỗ ẩn khuất nào đó lão tổ đến đây rồi bật vô âm tín chắc chắn đã gặp nguy hiểm lão tổ có thực lực đạo cảnh đỉnh nguyên vực ngoại giới ít nơi nào khiến lão tổ gặp nguy hiểm cứ nguyên ngang đi khoa đó e rằng không thể cứu lão tổ ra còn dẫn đến đối phương chú ý lâm phàm thản nhiên nói không sao việc lớn cỡ nào được nếu lén lút hành động không chừng lão tổ nhà thần nữ đã bị người làm thịt rồi không sao cả Lâm Phàm cho rằng không cần lén lút làm gì, đó không phải phong cách của hắn. Lâm Phàm hét to, "Nay cửu sắc lão tổ, Người ở đâu?" Nghe được trả lời, thực lực đến đạo cảnh đỉnh nên hắn rất kiên cường. Phía xa, "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Mặt mũi cửu sắc lão tổ bầm dập, bị thương rất nặng, hai chân bị chém đứt, thịt mấp máy muốn mọc lại đôi chân. Nhưng có lực lượng cực mạnh bao bọc trên lớp thịt ngăn cản phục hồi. Người cửu sắc lão tổ bị thứ kỳ lạ trói lại, không thể động đậy. Cửu sắc lão tổ ở trong cái lô, chỉ có đầu lộ ra ngoài. Lóng người này muốn nấu lão, cửu sắc lão tổ nhìn những người trước mắt, rất trẻ tuổi, cũng rất bán đạo. Hai nam một nữ, nam tuấn tú, quần áo hoa lệ, người tỏa ánh sáng chói mắt, người ở vực ngoại giới không có loại ánh sáng này. Nữ nhân đứng cạnh hai nam nhân có mái tóc tím tỏa ánh sáng yêu dị, một cái vòng ánh sáng quấn quanh cổ tay. Thứ kỳ lạ chói người cửu sắc lão tổ là vòng ánh sáng trên cổ tay nữ nhân kia. Thực lực của lão già này không yếu. Nam nhân nói chuyện mặc trường bào màu vàng, trên chắn có hoa văn đặc biệt tỏa ánh sáng khác lạ lã nhìn những xác chết ở không xa đó là tộc nhân đi theo đến đây họ bị giết trong khi bắt lão già này ba người bọn họ cũng tốn chút công sức mới bắt được lão một nam nhân khác ánh mắt nhìn cửu sắc lão tổ như xem của quý tràn lập hứng thú đúng là không yếu không ngờ chúng ta may mắn như vậy bà thể của lão già này là một viên tiên thiên linh đan ở chỗ chúng ta cũng tính là tuyệt thể hiếm hoi nếu có thể luyện hóa thành trạng thái bản nguyên sẽ giúp ích lớn cho chúng ta cửu sắc lão tổ rất hoảng hoảng muốn chết lão phát hiện mấy người này đều là chuyên gia liếc sơ đã xem thấu bản thể của lão là cái gì kiến thức cũng rộng biết luyện hóa lão thành trạng thái bản nguyên đó mới là cách đúng đắn sử dụng lão thanh qua vất vả tu luyện nhiều năm qua ngưng tụ lại một chỗ tiên thiên linh đan đạo cảnh đỉnh tan vào cũng có thể đạp đất phi thăng ngay tổ cho nó đám người kia rốt cuộc từ đâu đến đây cửu sắc lão tổ không biết nên nói cái gì lão đi trong lùa sáng kia đến đây thấy cây cột đá sừng sững tại chỗ lão không nghĩ nhiều nhanh chóng lại lần tra xét. Nào ngờ không gian quanh cột đá chồng lên nhau, một đám người bí ẩn xuất hiện, khi đó chưa kịp nói gì, đám người kia thấy lão thì mắt sáng rỡ, súng lại đánh hội đồng. Nhưng lão không hiền gì, người ta muốn làm thịt lão tất nhiên phải đánh trả, làm lão tổ đan giới không lẽ sợ bọn họ. Những người kia thực lực không yếu, làm cừu xác lão tổ giật mình, tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, rất kinh người. Cửu sắc lão tổ chém gục một đám, thế là lão lâng lâng, nghĩ dù thực lực của họ không tệ thì sao, dám ra tay với lão tổ đan giới như lão thì phải trả giá đắt nhưng khi ba người kia ra tay tạo áp lực lớn cho cửu sắc lão tổ thủ đoạn của đối phương không tầm thường các loại dị bảo khác nhau cửu sắc lão tổ bị đánh không có sức chống cự cuối cùng cửu sắc lão tổ bất hạnh trùng chiêu bị ba người trấn áp thành ra cảnh tượng này Nếu nhân kia đôi mắt to tròn lóe sáng viên tiên thiên linh đan này tuy chỉ có đạo cảnh đỉnh nhưng nếu luyện hóa kỹ thì có lẽ sẽ trở thành tuyệt thế đại đan hiện giờ hiếm thấy tiên thiên linh đan dù có cũng không đến lượt chúng ta chúng ta là tiên phong đến nay ngược lại được chỗ tốt bất ngờ này nữ nhân giọng mềm nhẹ khuôn mặt xinh đẹp mái tóc tím bay theo gió cừu sắc lão tổ mở miệng nói các vị có gì từ từ nói lão phu là đan giới chi chủ hiếu khách nhất lúc trước là hiểu lầm hãy cho lão phu một cơ hội đi đan giới làm khách lão phu sẽ bù đắp xin lỗi các vị phải dỗ dành ba người này mang về địa bàn của lão rồi sẽ dùng khói độc oanh sát ra bã khi Cửu Sắc lão tổ nói mấy lời đó thì bị nam nhân áo vàng châm chọc, ha ha ha. Ngươi cho rằng chúng ta móc hay sao? Vực ngoại giới dung hợp, phát triển lớn, thu hoạch lớn, chúng ta đến giặc, các ngươi là của chúng ta, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đan giới, sen ra có nhiều linh đan. Bọn họ không ngu đi theo Cửu Sắc lão tổ về đan giới. Lát nữa còn có việc quan trọng hơn, đó là tạo dựng đường hầm không gian hoàn chỉnh, bình ổn, còn phải xây dựng căn cứ bước đầu trong vực mọi giới từng bước tầng ăn nguyên vực ngoại giới. Là hết mọi thứ nhìn thấy, cừu sắc lão tổ hoàng thật, rất là bất an. Những tên kia không dễ giải quyết, cừu sắc lão tổ nghe đối phương nói thì mặt biến sắc, không dám tin. Những người này không phải người của vực ngoại giới tức là đến từ nơi khác, đan giới từng chiến tranh không ngớt, như người thời xưa có để lại sách cổ di chết chuyện từng xảy ra với đan giới. Mấy vạn năm qua đi, tuy sách cổ cũ nát, nội dung mất gần hết, nhưng vẫn còn vài đoạn không nối liền. Có lẽ tới như không biết nói cái gì, đột nhiên một giọng nói từ xa vọng lại cửu sắc lão tổ ngươi ở đâu âm thanh vang dội chấn động trên không trung cửu sắc lão tổ đang hốt hoảng bỗng chốc hưng phấn mặt đảo dần lân cổ hét to lâm phong chủ ta ở đây cửu sắc lão tổ không ngờ mình được cứu lúc đi theo lồ sáng kia thì lão có linh cảm sẽ gặp chuyện không may nên để lại phong thư nếu trong vòng mấy ngày lão không về thì lập Vân sẽ đưa thư đi chỗ lâm phong chủ viêm hoa tông cửu sắc lão tổ không biết lâm phong chủ có đến không nhưng ít ra có một tia hy vọng còn về các lão tổ trong đan giới cửu sắc lão tổ ngẫm nghĩ rồi bỏ qua thực lực không bằng lão họ có đến cũng chịu chết chương 891, lâm phàm và lạc vân tìm thật lâu như không có chút tung tích lâm phàm không muốn cửu sắc lão tổ chết khó khăn mới có cơ hội hắn phải hốt mảy lớn đây là cuộc giao dịch cửu sắc lão tổ làm lão tổ đan giới địa vị cao thượng tài phú trong tay lão kinh người những linh đan này đối với người khác là báu vật vô giá với lâm phàm thì những linh đan có thể tăng trưởng giá trị khổ tu Tăng tu vi lên đến trình độ cao hơn, phía xa vang lên có tiếng kêu, đây là tiếng trời làm Lâm Phàm phấn chấn tinh thần, không chết là tốt rồi, đó là giọng của Cửu Sắc lão tổ, nghe hơi hoảng nhưng còn hùng hồn, chắc vẫn ổn. "Mong. Mau. mau. Lão tổ nhà các ngươi chưa chết, mau qua xem." Bây giờ tâm tình của Lâm Phàm rất sảng khoái, chỉ cần còn sống là tốt rồi, thế thì giao dịch có thể kết thúc hoàn mỹ, giết Cửu Sắc lão tổ trước mặt hắn là điều không thể nào. Đây không chỉ là khiêu khích, tang đại biểu cho phá bĩnh giao dịch của hắn nếu gặp tình huống này lâm phàm đành dùng nắm đấm dạy cho đối phương cách làm người cửu sắc lão tổ bị nhốt trong lô mừng rỡ mặt cười hớn hở các ngươi mau thả lão phu ra huynh đệ tốt của lão phu đến rồi cỡ như các ngươi không đánh lại hắn nhưng huynh đệ tốt của lão phu cũng giống như ta làm người nhiệt tình hiếu khách bây giờ thả lão phu ra việc này xem như chưa từng xảy ra lão phu sẽ mời các ngươi đi đăng giới làm khách cửu sắc lão tổ siêu hưng phấn thậm chí hơi cảm động vực ngoại giới dung hợp không có một bằng hữu tốt thật lòng Lâm Phong chủ khác hẳn, hắn thật sự đến đây, cảm động, quá cảm động. Cửu Sắc lão tổ không biết nên nói cái gì mới biểu đạt hết nỗi lòng hương phấn. Nan nhân áo vàng giọng ùng ồm toát ra uy thế bá chủ, ha ha, lại có người đến. Rất tốt. Dân bản xứ vực ngoại giới dù đến bao nhiêu đều như nhau, chờ luyện hóa ngươi thành bản nguyên linh đan rồi sẽ lấy đan giới làm chỗ cơ sở. Nếu ngươi lấy máu thề trung thành thì có thể phát lòng từ bi cho ngươi phục vụ chúng ta, trở thành một thành viên của chúng ta. Đây là quang vinh vô thượng cho ngươi càng là cơ duyên to lớn mà ngươi chưa bao giờ tưởng tượng ra cửu sắc lão tổ nghe vậy không phục cãi lại ngươi nói nhảm nhí gì thế lời như vậy cũng nói ra được trung thành với các ngươi lão phu đường đường là lão tổ đan giới trung thành với mấy kẻ như các ngươi thì không bằng chết cho rồi cửu sắc lão tổ biết những tên kia không đơn giản cảnh giới ngang bằng lão thậm chí yếu hơn một chút nhưng họ có nhiều thủ đoạn giống như một người lạc hậu gặp người tương lai tiên tiến mị chèn ép đủ điều cảm giác đó cực kỳ khó chịu dầm một bóng người từ trên cao cuồng bạo đáp xuống đất mặt đất vỡ ra hình thành mạng nhện hai chân lâm phàm đạp đất cảm giác chân chạm đất rất sướng nhưng khi thấy tình trạng của cửu sắc lão tổ thì hắn ngây người cửu sắc lão tổ ngươi thảm quá vậy chuyện gì đây đường đường là lão tổ đan giới mà bị ngươi nhốt trong lô chỉ có cái đầu để bên ngoài đây là muốn biến cửu sắc lão tổ trở lại nguyên trạng luyện chế thành đang dược thuần chất nhất sao cửu sắc lão tổ lúng túng ho khăn lâm phong chủ ngươi phải cẩn thận thủ đoạn của ba tên này hơi quỷ dị lão phu sơ xảy nên mới mắc mưu bọn họ cửu sắc lão tổ cố gắng bao chữa cho mình tình huống hiện giờ đúng là không tốt nhìn kỹ tình trạng của lão xem một lô luyện đan lão là lão tổ đan giới mà bị người nhốt trong lô ngươi nói xem chuyện này coi được không thế này là cá nằm trên thớt thịt tùy ý người ta chặt băm không có đường chống cự lâm phàm đánh giá thật không vậy sao bản phong chủ cảm giác không giống hắn không tin lời của cửu sắc lão tổ nghe rất già cửu sắc lão tổ lúng túng Tuy nói ra câu này bản thân lão tin, nhưng Lâm Phong chủ không tin cũng nằm trong dự đoán. Là vân thần nữ thấy bộ dạng của lão tổ như vậy thì không nỡ nhìn, lão tổ, may mắn không có người khác ở đây, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của lão tổ đa giới. Bây giờ lão tổ là danh nhân vực ngoại giới. Chuyện đan giới chi chủ rất nóng, là thần tượng trong lòng bao nhiêu thanh niên, nếu để bọn họ biết thần tượng bị người khi dễ thê thảm như thế, e rằng họ sẽ rất đau lòng. Hai nam một nữ nhíu mày, bọn họ ở đây mà đối phương không thấy sao? nam nhân áo vàng lên tiếng hỏi trong giọng nói chất chứa nghiền ngẫm tiểu tử ngươi có lai like lịch thế nào lã không thèm để đối phương vào mắt nhìn kỹ trông rất trẻ làm gì có bản lĩnh bao lớn bề ngoài của họ cũng trẻ trung nhưng đã trải qua vô số chém giết thời gian tù luyện trên trăm năm với họ thì trăm năm vẫn tính là trẻ mang lâm phàm hỏi các ngươi là ai lâm phàm nhìn ba người hơi thở rất hùng hậu nhìn liền biết là cao thủ nhưng so với lão tổ đan giới vẫn yếu chút vậy mà trấn áp được cửu sắc lão tổ chắc chắn có một ít thủ đoạn. Nam nhân đứng cạnh nam nhân áo vàng lạnh lùng nói. Nói nhảm với hắn làm gì, bắt lại là biết. Lã hóa thành luồng sáng biến mất tại chỗ. Tốc độ của gã rất nhanh, bộc phát ra khí thế hùng hậu ngưng tụ xuống chân. Nam nhân hét to một tiếng, chấn. Lã xuất hiện bên cạnh lâm phàm. Co chân cuồng bạo đá tới, không khí bị đè ép. Dòng khí khủng bố quấn quanh chân có thể xé rách bầu trời. Lạc Vân hét to, cẩn thận. Biểu tình của nàng kinh hoàng, qua khủng bố nàng cảm giác không gian chung quanh bị đông lại nếu nàng là người bị tấn công thì dù phản ứng lại cũng không cách nào trốn thoát lâm phàm bình tĩnh người nhúc nhích mục va tiếng trầm đục lực lượng quá mạnh chân đá vào cổ lâm phàm sinh ra khói trắng dày đặc trung kích mãnh liệt bắn ra mặt đất bị xé rất lan tràn ra xa nam nhân cười khải nói hay hay như giây sau gã ngừng cười mắt lấp lóe chấn động không tin nói Lạp quỷ sao có thể như vậy có bấy nhiêu lực lượng cũng dám đánh bản phong chủ lâm phàm vươn tay chọc cổ chân của đối phương trong biểu tình hãi hùng của đối phương hắn lắc cổ tay đập xuống thân hình nam nhân theo đã đập xuống đất ầm 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 nhẹ nhàng vung như bộc phát ra uy thế kinh người mặt đất tan vỡ sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra ngoài đá vụn bốn phía bị thổi bay rồi ra thành cho bụi bay đi ra lâm phàm nhấc tay lên lại đập xuống rầm rầm âm thanh trầm đục nhưng mỗi cú đập đều khủng bố kinh người lâm phàm hờ hững mặt lạnh như tiền không có một chút nét hương phấn với hắn thì đòn tấn công vừa rồi tạm được như quá yếu hắn bây giờ đã trở thành cường giả đạo cảnh cường giả cùng cảnh giới mặc kệ lợi hại đến dâu dù người thiên cũng sẽ bị hắn đánh như chó Cửu sắc lão tổng ngạc nhiên nhìn chân chân trời a à, thực lực của lâm phong chủ khủng bố quá vậy lần trước hình như không bùng nổ dữ vậy nếu không thấy tận mắt lão tưởng đâu gặp quỷ đập một cái đập hai cái đập ba cái đập theo nhịp điệu Cửu sắc lão tổ đếm thầm trái tim lão như vỡ ra lúc tử tử này đánh nhau với lão thì cực kỳ kinh người nhiều thủ đoạn làm lão khó thể đề phòng nhưng giờ bị người ta bóp chết từ trong trứng nước không thể chống cự lại chút nào nam nhân bị lâm phàm chột trong tay còn có ý thức muốn giận dữ rít vào, muốn vùng vẫy đáng giận nhưng lực lượng kinh khủng thổi quét toàn thân gã chấn áp gã làm gã không thể thi triển sức mạnh lớn nhất ra phụt nam nhân ọc từng mụn máu không ngăn được xương toàn thân như vỡ vụng, cảm giác lực lượng nghiền áp thân thể quá khó chịu dầm cú đập cuối cùng Bụi bay mù mịt, Lâm Phàm vỗ tay nói, "Cửu sắc lão tổ, ngươi bị mấy cái thứ này nhìn áp, hơi mất mặt." Một nam một nữ ngây ra như phỗng, bọn họ không ngờ sự việc biến thành như vậy. Nan nhân áo vàng không tin được, "Ngươi? Bọn họ buông xuống, vốn định đại sát tứ phương, tạo dựng uy tín." Cửu sắc lão cổ hét to, "Hay quá, Lâm Phong chủ, ngươi quá tuyệt vời." Lão hưng phấn tim đập nhanh, "Sướng, quá sướng, lần này chắc chắn rồi, sẽ không sao." Lâm Phàm bước tới trước, nam nhân nằm liệt tại chỗ không ngờ ọc máu xương toàn thân như đã dãy sao có thể như vậy lã không cam lòng không thể chấp nhận tình huống hiện tại lã liên tục nuốt mấy viên đan dược như dược lực mới hòa tan thì lực lượng siêu khủng bố trào dâng trong thân thể nó đánh nát dược lực nam nhân tức giật ngươi bùng nổ ánh sáng thư chó má ngươi dám bị thương ta thành như vậy ta muốn đập gãy từng khúc xương của ngươi nam nhân bỗng ngây ra ta kẻ đáng giận kia xuất hiện trước mặt gã ngươi muốn làm gì mục Lâm phàm xài bước tiến lên dẫm trên đầu đối phương vang tiếng giòn tan đầu nổ tung máu thịt bắn tung tóe cừu sắc lão tổ nhìn mà sôi sục máu nóng lâm phong chủ bá đạo nhưng lão hết hồn nhiều hơn lão chẳng ngờ thực lực của lâm phong chủ khủng bố đến vậy lâm phàm bất đắc dĩ cảm thán đây là tồn tại khủng bố mà thanh oa luôn lo lắng dù là đội viên tiên phong nhưng vẫn yếu quá có lẽ không phải đối phương quá yếu mà vì hắn quá mạnh bất đắc dĩ đến nỗi không muốn nói chuyện Nam nhân áo vàng và nữ nhân tóc tím biểu tình nặng nề. Tình huống biến đổi lớn, bọn họ tạm thời không phản ứng lại. Lạp Vân lên tiếng nhắc nhở Lâm Phong chủ cẩn thận. Lạp Vân thấy kẻ bị Lâm Phong chủ đập nát đầu bỗng chốc thì tái tạo lại, hồi sinh. Nam nhân lơ lửng sau lưng Lâm Phàm, hét to một tiếng: chết cho ta! Người gã bắn ra mấy món bảo bối, Tạt trông đều phi phàng, bắn ra tia sáng chói lòa. Lạp Vân trợn to mắt nói: kinh khủng quá! Uy thế đó khủng bố hơn lúc nãy gấp mấy chục lần mấy món bảo bối quay quanh người nam nhân tỏa sáng chói mắt sức khiếp người lâm phàm dừng bước vột ngoái đầu co chân đá hương thú vị răng rắc lực lượng khủng bố nghiền áp bảo bối quay quanh người nam nhân tan vỡ thành cho không có chút sức chống cự nam nhân cảm nhận lực lượng không thể ngăn cản nó tái mặt không tin nổi sao có thể mù đá ngang chọc. lực lượng khủng bố như cơn lốc lưỡi dao nghiền nát đối phương khi thế mạnh mẽ bắn ra xa một đường quét ngang tầng tầm ầm 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 phía xa biến thành vùng đất hoang dã minh mông vô bờ tan điểm lâm phàm cười nói giờ mới chết thật đối phương vừa sống lại giờ thì chết thật chỉ còn mấy miếng thịt nát tỏa hơi ấm nằm dưới đất người chung quanh trận mắt há hốc mồm đặc biệt là nam nhân áo vàng và nữ nhân tóc tím đã hóa ná tình huống gì xảy ra cái gì chương 892, trăm cửu sắc lão tổ hương phấn suýt nhảy cẫng lên hét to hai lâm phong chủ ngươi quá mạnh lão phu phục ngươi cẩn thận hai người này thực lực của bọn họ không được tốt lắm nhưng có nhiều bảo bối đừng để mắc lược hách cách lão bị nhốt trong lô chứ đầu ở bên ngoài ra phần nào trên thân thể đều không nhúc nhích được hãy nhìn cho kỹ lão phu đã nói với các ngươi bao nhiêu lần có gì từ từ nói nếu tới nhà làm khách thì vô cùng hoan nên chẳng ngờ các ngươi không thân thiện cứ phải buộc bằng hữu tốt của lão phu ra tay cửu sắc lão tổ cười suýt rút gân quá rung động lão không nhầm lâm phong chủ đến đây là lão an toàn nếu lão không dặn lạc vân đi báo với lâm phàm thì bây giờ không tưởng tượng nổi hậu quả có lẽ đường đường là lão tổ đan giới như thật sự bị đối phương nuốt đó sẽ là sỉ nhục to lớn nam nhân áo vàng trừng cửu sắc lão tổ giọng lạnh băng ánh mắt như muốn giết chết đối phương lão già kia câm miệng cho ta cửu sắc lão tổ vinh vào mắng lại không thèm để đối phương vào mắt phi tại sao lão phu phải câm miệng nói cho các ngươi biết hiện tại hối hận còn kịp ngoan ngoãn sám hối sai lầm của mình thì còn cơ hội sống sót nếu không sắp chết đến nơi không ai cứu các ngươi được lâm phong chủ đừng nương tay đám người này không rõ lai lịch rất càn rỡ phải cho bọn họ biết tay giờ mọi việc đã ổn rất ổn lâm phàm bước lại gần một năm một nữ Lầy. các ngươi có lai lịch gì bản phong chủ khuyên các ngươi nói thật ra nếu không tự lánh lấy hậu quả nhìn dáng vẻ khi chất thì hai người này rất là xuất chúng nữ nhân tóc tím nhỏ giọng nói nhỏ gì đó với nam nhân áo vàng nhưng xem biểu tình của gã hình như không nghe lọt lời nhắc nhở của nàng lão ngươi nghĩ dân bản xứ ngu xuẩn nhà ngươi có thể hạ được chúng ta sao không biết trời cao đất rộng tầm ầm 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 khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ người nam nhân áo vàng vạt áo bay phần phật đôi mắt gã biến đổi mắt dần truyền thành màu vàng tỏa ánh sáng kinh người thần thánh uy nghiêm bán đạo hai chân dần bay khỏi mặt đất thân hình lơ lửng trên trời giang hai tay các loại bảo bối quay quanh gã bảo quang người máu chiếu rọi thiên địa khi thế mạnh mẽ bộc phát ra truyền vào tầng mây hình thành hố sâu lớn trên mây cửu sắc lão tổ nhắc nhở lâm phong chủ cẩn thận mới rồi lão phu bị cách đánh vô sỉ của họ hại cửu sắc lão tổ không ngờ đám người này bá đạo như vậy đối phương đúng là đạo cảnh đỉnh nhưng còn kém hơn lão một chút bọn họ chơi xa lân chiến bảo bối vô cùng vô tận quỷ dị khó lường cứ thế mãi chấn áp lão cửu sắc lão tổ không phục rất muốn nói có ngon thì đừng dùng bảo bối chúng ta đầu cứng xem ai đánh ai mắt lâm phàm sáng rực giàu dữ vậy hắn gián thể với trời từ lúc đánh nhau tới nay nhóm người này là giàu nhất mà hắn từng gặp nhìn xem khí trường khác biệt nhiều bảo bối quay quanh người như thể sợ người ta không biết mình giàu cỡ nào nam nhân áo vàng cười lạnh nảy mặt cao ngạo ha 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 trong gã như muốn nói thấy chưa đây mới là thực lực thật sự nam nhân áo vàng giơ tay lên hai tay đè xuống bắn ra tia sáng chói lòa cơn lũ lực lượng khủng bố đến tột đỉnh ngưng tụ trước mặt nam nhân áo vàng sau đó đổ ập về phía lâm phàm những bảo bối này có hình dạng khác nhau có chuông kiếm có roi dài những bảo bối tỏa ánh sáng vàng rực rỡ hóa thành nước lũ đại hiển thần uy bộc phát ra lực lượng kinh khủng khiếp dân bản xứ theo ta thấy thì tầm mắt của ngươi hẹp hòi vô cùng hãy cảm nhận thỏa thích đi mù mái tóc dài bay lên lâm phàm bị trung lực mạnh mẽ va chạm là phân run cầm cập tay chân run rẩy thật là khủng khiếp lực lượng này không tập trung vào nào nhưng phát ra dư uy đã khủng bố kinh người lâm phàm cao mày bất mãn nói ngươi có tiền là có thể muốn làm gì thì làm vậy sao căn dỡ đến thế sao rất quá đáng lực lượng khủng bố bắn tới chấn vỡ toàn bộ không gian chung quanh. Nam nhân áo vàng cười nhạt, mặt vặn vẹo hung tợn, ngươi nói rất đúng, đúng là có thể thích gì làm nấy. Ngươi chỉ có thể cảm nhận cảnh tượng kinh khủng nhất thế gian dưới uy thế khủng bố này. Nam nhân áo vàng có cảm giác cao cao tại thượng, dù người này giết cùng tộc nhưng không khiến vã sợ, chỉ hơi bất ngờ. Lâm Phàm hờ hững nhìn, vô chi. Hắn có nắm tay đấm vào trùng sáng bắn tới, mùng, ánh sáng rực rỡ, có tiếng vỡ vụng. Cái gì? Nam nhân tháo vàng giật này mình, giật thoát tim vệt máu tràn ra từ khóe môi nam nhân tháo vàng bị thương bảo bối tâm linh tương thông với gã chúng nó nát cũng lan đến gã đồ chơi yếu ớt bởi vậy bản phong chủ hay nói bảo bối gì đó không đáng tin cậy chỉ có dựa vào nắm tay của mình mới thật sự cường đại rào 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 những bảo bối làm nam nhân áo vàng cực kỳ tự hào thoáng chốc vỡ thành mảnh nhỏ mất lực lượng khống chế rơi xuống đất khuôn mặt đắc ý của nam nhân áo vàng thoáng chốc đông cứng như gạc quỷ cái này nam nhân áo vàng vốn định nói thêm gì nhưng giờ không nói được nguyên câu nữa. Hay, Lâm Phong chủ bá nạo, lão phu vỗ tay cho ngươi, cửu sắc lão tổ xem ngây người, những bảo bối đó không phải đồng nát, chúng rất mạnh, lão đã tự mình thể nghiệm rồi, dù là lão cũng phải vất vả một phen, không ngờ Lâm Phong chủ mạnh mẽ như thế, đấm một cú, mới bảo bối nát như đồ hàng chợ. Lâm Phàm mỉm cười với cửu sắc lão tổ, biểu thị hãy bình tĩnh, đừng quá giật mình. Lâm Phàm đạp bước, trước mắt biến mất tại chỗ. a, à, con ngươi nam nhân áo vàng co rút, bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt hù sợ ngây người. Lâm Phàm híp mắt cười nhìn đối phương, à, hai thập mắt đối diện nhau. Trong cảnh này, cảm giác khủng hoảng bao phủ trái tim nam nhân áo vàng, rất không hay. Nguy hiểm, chán gã dịn mồ hôi. Sâu trong lòng cảm giác nguy hiểm vô cùng, cái chết đến gần, lã nhìn thẳng dân bản xứ trước mắt, rất không cam lòng, vì sao gã có cảm giác như thế. Không được, phải đánh vỡ cảm giác đó mới lấy được cuộc sống mới. Nam nhân áo vàng gầm lên, đồ khốn nhà, không khí quanh người vã chấn động, khuếch tán ra ngoài. Nam nhân áo vàng định chi triển thủ đoạn kinh người, cưỡng ép nghiền nát đối phương. Lâm Phàm cười, giơ tay tác. Vùng vẫy vùi đấy. Cái tát rất mạnh, năm ngón tay lấp lánh tia sáng, dòng khí cuốn quanh đầu ngón tay phong tỏa không gian, không núc nhít được. Nam nhân áo vàng cảm nhận uy thế khủng bố đó, muốn cử động nhưng kinh hoàng phát hiện không thể làm được, một ngón tay cũng khó nâng lên. Múc. Vào tiếng nổ trầm đục, bàn tay tát mạnh lên mặt nam nhân áo vàng, lực lượng to lớn suýt làm đầu bay khỏi cổ quán tính va chạm làm người gã dây tít 720 độ trên cao kèm theo máu tưới đầy trời dầm ầm Nam nhân áo vàng rớt cái bịch xuống đất cho bụi bốc lên mù mịt quả wow. mắt nam nhân áo vàng lóe tia kinh hoàng một tay chống đất cọc từng mụn máu cảm giác hoàng má nóng rát chân thật mặt gã hơi biến hình sư phù nam nhân áo vàng giật mình khó tin nhìn không thể nào sao mạnh vậy được nơi này chỉ là vực ngoại giới dung hợp sao có nhân vật mạnh mẽ như thế nam nhân áo vàng cảm thấy mình bị lục nhã khó khăn đứng lên ta không tin dù trong miệng toàn là máu tươi thì vã quyết không để mình bị trấn áp lã la úp lông phàm giơ tay tát nam nhân áo vàng hóa thành luồng sáng bay xa bay tới trước lô nhốt cửu sắc lão tổ Phộc thân thể nam nhân áo vàng bị nghiền áp mạnh không chịu nổi ngổ tung đống máu tung té nhượng đỏ lô di phi cửu sắc lão tổ không thể nhúc nhích dính máu đầy mặt lâm phong chủ kiềm chế chút được không lão phu không thể nhúc nhích bị mau tới ướt mặt rồi này cừu sắc lão tổ thấy tận mắt cảnh tượng này sợ đến dựng đứng tóc giấy. quá mạnh thật sự quá mạnh trước kia đã xem thường lâm phong chủ không ngờ thực lực của hắn khủng bố đến thế lâm phàm giơ tay ngại quá không chú ý chán chết hắn tưởng sẽ có cuộc chiến sung sướng lâm ly nhưng ai người này làm người ta tuyệt vọng bảo bối không tệ có uy thế rất mạnh nhưng bị hắn dùng lực lượng mạnh nhất đánh chúng thì không gợi lên chút bọt nước toàn bộ bị một đấm nổ nát tuyệt đối không cho cơ hội lần thứ hai cửu sắc lão tổ siêu kích động không nói nên lời lâm phong chủ rất cảm tạ lão phu cảm động muốn khóc lâm phàm rất bình tĩnh hắn không muốn thấy tình huống này hắn không hy vọng đối phương nhỏ yếu như vậy rất muốn có cuộc chiến lực lượng va chạm thật sự nhìn hai người này xem yếu đến mất lương chi lâu lắm rồi hắn không còn cảm nhận niềm vui khi chiến đấu lâm phàm nhìn nữ nhân tóc tím còn đứa cuối cùng nữ nhân tóc tím là người cao ngạo lúc trước vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghĩ đôi mắt tím bắn tia sáng cao ngạo chỉ nữ thần mới có lúc này mặt nữ nhân tóc tím không chút máu ngươi run run lâm phàm đi tới trước mặt nữ nhân tóc tím hơ hững đánh giá sao muốn đánh nhau nữ nhân tóc tím lắp bắp là Nà. và nàng chứng kiến tất cả chuyện vừa rồi đâu dám láo lâm phàm giơ tay vỗ vai nữ nhân tóc tím nói chuyện thì nói rõ ràng đừng nói lắp cũng đừng nhúc nhích chút nữa sẽ trò chuyện với nàng sao nhớ kỹ bản phong chủ không phải người xấu Nói xong câu đó thì Lâm Phàm không nói nhiều nữa. Cuối cùng giữ lại một người. Nếu chết hết thì không hỏi rõ ràng được, lối chết. Tâm tình nữ nhân tóc tím phức tạp, mắt tràn ngập khủng hoảng nhìn hai bãi máu, không thể chết ở chỗ này, phải rời đi. Dân bản xứ đưa lưng về phía nàng, nàng suy tư thật lâu, bị liều một phen, nếu dùng thứ kia thì có câu may. Chặt. Cổ tay nữ nhân tóc tím nhít nhẹ, thầm giấu một cây kim tỏa ánh sáng đen, chấn thần châm, dù là ai, hết chúng cây kim này là chết chắc. Chương 893, Lâm Phàm cười nói, "Lão tổ, bộ dạng của ngươi thật thảm, công nhận ánh mắt của ngươi không tệ, biết kêu Lạc Vân đi báo tin cho bản phong chủ, nếu không thì ngươi thảm rồi, đừng đừng là lão tổ đan giới mà bị ngươi ở bên trong. Hơn nữa bộ dạng thảm như vậy, nếu để người tôn dùng cửu sắc lão tổ biết thì e rằng danh tiếng tụt dốc không phanh." Cửu sắc lão tổ biến thành, tim đau nói, "Không quên phản bác, a, à, đừng nhắc đến nữa." Lâm phong chủ, chuyện quá khứ không thể nhìn lại, lão phu sơ sẩy thôi nếu biết trước bọn họ có nhiều bảo bối như thế thì sao lão phu có thể bị họ hàng phục được lão đến đây đâu ngờ xảy ra chuyện như vậy nếu biết sẽ gặp đám người có nhiều bảo bối thì lão đã cảnh giác sẽ không thảm thế này lâm phàm nói không nói nữa đập lô giúp người đã cái lô này nhìn là biết thứ tốt tỏa ánh sáng như ẩn như hiện mài lô đều khắc bốn thần thú giống loại đều quen thuộc với hắn đột nhiên Cửu sắc lão tổ giật mình kêu lên lâm phong chủ cẩn thận lão thấy phía xa có luồng sáng đen bắn tới nên vội kêu lên cửu sắc lão tổ thấy nữ nhân tóc tím lắc cổ tay Nhện chú đầu ngón tay phát sáng rực rỡ chấn thần châm trên ngón tay nàng như có linh tính cây kim tự rắn độc bắn về phía lâm phàng hương lâm phàng hết sức bình tĩnh không hốt hoảng bối rối khi nghe cửu sắc lão tổ kêu to cẩn thận cái gì lâm phàm cảm giác có lực lượng quỷ dị bắn tới từ sau lưng hắn say người vương tay muốn nhìn xem đó là cái gì phọc tiếng da thịt rách Tiên sáng đen đâm vào người lâm phàm biến mất không dấu vết hiếm khi nữ nhân tóc tím nở nụ cười tốt quá nữ nhân tóc tím vốn định nhanh chóng chạy trốn thoát kiếp nạn Như thấy đối phương chúng chấn thần chân rồi thì chạy làm gì nữa nữ nhân tóc tím cười phá lên ha 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 chúng chấn thần châm của ta rồi để xem ngươi làm sao sống ngươi giết bọn họ đã pha tội lớn bằng trời lấy mạng của ngươi ra cũng không đền nổi ánh mắt nữ nhân tóc tím lạnh băng lúc trước còn khủng hoảng sợ hãi còn bây giờ thì hết sức bình tĩnh, không hoảng chút nào. Sự việc đã nằm trong phạm vi không chế của nàng, đã trùng chấn thần châm thì đừng mơ sống được. Mới rồi nữ nhân tóc tím còn lo không biết có bắn trùng không. Nếu không bắn chúng thì phải chạy trốn ngay. Nào ngờ dân bản xứ này ngu như vậy, không này tránh, dùng tay đỡ. mu không thể tả, ha ha ha. Có phải cảm giác tinh thần hỗn loạn, mờ mắt, không thấy rõ mọi thứ trước mắt. Trạng thái đó rất bình thường, lát nữa ngươi sẽ phát hiện thần hồn mờ nhạt, bị cắn nuốt mãi cho đến khi hoàn toàn chết đi. Nữ nhân tóc tím cười, sau đó nhìn nữ nhân đứng gần nó, nàng không thành quan tâm, thứ tồn tại có thể tùy tay trấn áp mà thôi. Lão tổ đan giới khó chơi đã bị nhốt trong lồ, muốn thoát ra không dễ vậy. Lâm Phàm nhìn đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu, thật là đứa nhỏ nghịch ngợm, chơi kim không phải thói quen tốt. Đối với liệt kệ mấy triệu chứng thì Lâm Phàm không cảm giác gì, ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt. Đúng là có lực lượng kỳ lạ chui vào não của hắn, muốn cắn nốt thần hồn, nhưng bị đánh nát ngay đã tan biến. Cửu sắc lão tổ ngay cô à kia nói vậy thì lúng cúng, Lâm Phong chủ, ngươi có sao không? Nếu Lâm Phong chủ thật sự xảy ra chuyện, vậy là mọi thứ đã làm đều ổ khí, không sao, bản Phong chủ thả ngươi ra trước, vừa lúc có việc muốn bàn với ngươi, Lâm Phàm đi tới trước cái lô, giơ tay gõ. Cóc cóc, tiếng giòn vang, là lô đỉnh luyện đan, nhưng Lâm Phàm không biết luyện đan, nên không cần mấy thứ này, Cửu sắc lão tổ vẫn thấy lo, thật sự không sao, lão cảm thấy lâm phong chủ cố giả vờ bình tĩnh không biết lúc nào đột nhiên ngã xuống khi đó thì bi kịch nếu nhân tóc tím rất mạnh lạc vân không đánh lại có lẽ sẽ bị đối phương diệt gọn đừng hoảng độ cứng của lô này rất cao chắc là món bảo bối người khác rất khó thả ngươi ra lâm phàm tập trung nghiên cứu hai tay sờ sạng xúc cảm không tệ thanh oa giỏi luyện đan nhưng con nó không biết giấu bao nhiêu bí mật chắc không thiếu lô nên không cần trừ lại cho nó nếu nhân tóc tím ngây người a à, nàng không tin đối phương chúng chấn thần châm lâu như vậy mà sao không bị gì không đúng chắc cô chống trọ thôi nhưng không thể nào chưa từng nghe ai chúng chấn thần châm mà còn sống khỏe đến bây giờ nữ nhân tóc tím không dám chắc chắn đột nhiên sinh ra cảnh tượng kinh người phọc lâm phàm khép lại mười ngón đâm mạnh vào lô bầu lô giật mạnh ra hai bên đè lô thành hai mảnh nữ nhân tóc tím há hốc mồm suýt xuất, xuất trong mắt không thể nào nữ nhân tóc tím cảm giác đây là quyện không thể xảy ra nhất trong tất cả những gì nàng từng thấy lô kia không phải thứ tầm thường, sao có thể tay không bày ra được? Hơn nữa dân bản xứ đã trúng chấn thần châm, chẳng lẽ hắn không sao? khi nữ nhân tóc tím nghĩ đến khả năng này thì nàng luống cuống, chậm rãi thuộc lùi, muốn chạy khỏi đây. Giáng Lâm vực ngoại giới toàn là nhân viên tiên phong, tìm hiểu tình huống, xây dựng đường hầm không gian trong vực ngoại giới. Cửu sắc lão tổ ngẩn ngơ, Lâm Phong chủ, sức lực của ngươi hơi lớn. Cửu sắc lão tổ không cho rằng lô này dễ bẻ ra, nếu dễ vậy thì lão đã không bị ngốt ở bên trong. tạm được lô này không quá rắn chắc lâm phàm rất thất vọng với cái lô không cứng chút nào bẻ một cái đã vỡ ra không làm được gì với nó lâm phàm chợt cao mày Vượt ngoái đầu phát hiện nữ nhân tóc tím bay lên cao bắn về phía xa nữ nhân tóc tím hốt hoảng muốn chết ta phải rời khỏi đây quá nguy hiểm không thể ở lại nữ nhân tóc tím trực giác nguy hiểm bao phủ trái tim cảm giác này rất tệ lâm phàm bất mãn hét hướng phía xa ta đã bảo đừng nhúc nhích không cho phép ngươi đi mà ngươi chờ đó có ngày ngươi sẽ phải trả giá đắt. Nữ nhân tóc tím không dám ở lại, nàng không rõ chuyện này là sao. Vì do chấn thần châm không có hiệu quả, nàng mang theo cây kim này buông xuống là để phòng ngừa bất chắc. Dù kẻ địch thực lực mạnh hơn nàng nhưng bị chúng chấn thần châm thì sẽ chết trong đau đớn. Nhưng đối phương chẳng những không bị gì ngược lại tinh thần phơi phới, hữu sắc nhãn tình mở ra. Nữ nhân tóc tím dùng mình, tim đập nhanh, nàng đứng trên trời xa, đôi mắt từ trong suốt trở nên táo bạo, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Suy nghĩ muốn giết đối phương tràn lập trong óc nàng. Trời à, cô nàng này trở lại rồi. Cửu sắc lão tổ cũng thấy đối phương chạy trốn, đang định nhắc nhở Lâm Phong chủ như không ngờ cô ả à nửa đường vòng về. Trong này có ẩn khuất gì đó, đều không thì tại sao khi không nàng quay lại? Nữ nhân tóc tím bộc phát ra toàn bộ lực lượng, ánh sáng quấn quanh người nàng trói mù mắt, uy thế bắt kịp và vượt xa đa số người vực ngoại giới. Dù là lão tổ một số thế lực lớn cũng không đánh lại nàng. Đúng là rất mạnh, không thể coi thường. Hay gì thanh oa sợ đến bay luôn trứng. Mùa vạ cuột lão tổ nặng chữ ưu tư cũng hợp lý nhưng vẫn rất yếu mắt lâm phản lấp lóe tia sáng khi nữ nhân tóc tím sắp dến ngần thì hắn đóng hữu sắc nhãn tỉnh đấm mạnh vào bụng của đối phương múc nắm tay đấm vào bụng nữ nhân tóc tím lực lượng cường đại bộc phát ra có lẽ đã đấm nát tử cung của đối phương khi kình khủng bố bắn ra từ sau lưng nữ nhân tóc tím hoa thành cột sáng bắn về phía xa sới mặt đất hình thành con đường lên trời phụt đối với nữ nhân tóc tím thì thời gian ngừng lại vào khoảnh khắc này thân thể nàng lơ lửng trên cao ngươi co thành con tung máu tuôn ra há mùng hộc bãi máu đôi mắt màu tím biến thành trắng một mảnh trắng xóa dường như đã mất lý trí mục lâm phàm xả tay xuyên qua mái tóc rộng bấu đầu nàng xét lên ta đã bảo ngươi đừng nhúc nhích đứng im mà ngươi nói sen chạy làm gì lâm phàm sẽ không hiền hòa với loại người này để nàng sống vì muốn hỏi chút chuyện nếu phối hợp tốt hắn sẽ cho toàn thay giờ thì tốt rồi còn muốn chạy tức là không nể mặt hắn lạc vân nuốt nước miếng xem ngay người cô đấm kia đánh vào người nữ nhân tóc tím không biết đau cỡ nào nhìn uy thế thì biết siêu khủng bố lạc vân nhủ thầm nữ hài tử đẹp vậy mà hắn xuống tay được không phải là vân cho rằng không nên đánh nữ nhân tóc tím chỉ vì lâm phong chủ ra tay không chút do so dự nếu là nam nhân bình thường sẽ không dứt khoát xuống tay như vậy cừu sắc lão tổ ngơ ngác nhìn lâm phong chủ lợi hại ngươi quá bá đạo ra tay dứt khoát không chân trừ mặc kệ đối phương là nam hay nữ đẹp hay xấu khi nên ra tay là ra tay một đấm đánh cho đối phương mất nửa cái mạng nhỏ, cực kỳ kinh người. Tạm được, lão tổ, giờ ta thả ngươi ra, đừng quá hoảng. Lâm Phàm ném nữ nhân tóc tím sang một bên, bảy lâu vỡ ra hoàn toàn, hai chân của ngươi bị chém a. Lâm Phàm không ngờ Cửu Sắc lão tổ thảm đến vậy, hai chân bị chém đứt, tội nghiệp kinh. Cửu Sắc lão tổ lúng túng, bị phát hiện rồi, Cửu Sắc lão tổ nói. Cái này thì, Lâm Phong chủ, mất mặt, thôi đừng nhắc tới bọn họ hạ cấm chế trên chân lão phu phòng ngừa lão phu phục hồi lại nhưng không sao chút nữa giải quyết xong lâm phàm nâng cửu sắc lão tổ ra vặn dãy thứ tối người lão cửu sắc lão tổ lấy lại tự do thở phào trừ bỏ lực lượng bám trên đôi chân mướt đan dược thoáng chốc nhiều dược lực bộc phát ra thì trên đôi chân bị chặt cột mắt máy mọc lại cửu sắc lão tổ cảm kích nói đa tạ lâm phong chủ hỏi tạ đây là giao dịch nhưng không vội giải quyết chuyện trước mắt đã Lâm Phàm nhìn nữ nhân tóc tím, tiếp theo nên hỏi thăm tình huống mới nhất. Còn về đối phương có nói ra hay không thì không cần lao, cùng lắm mang về cho lão sư sư hồn là xong. Cửu sắc lão tổ có linh cảm không may, giao dịch, giao dịch gì, hình như lão chưa nói bao giờ. Chương 894, Cửu sắc lão tổ rất mờ mịt, dương mắt trông mong nhìn Lâm Phàm, không rõ xảy ra chuyện gì. Giao dịch, lão thật sự không biết gì. Lòng hơi hoảng, Cửu sắc lão tổ nhìn sang Lạc Vân, như muốn hỏi tình huống cụ thể, Làng phân thần nữ phát hiện ánh mắt của lão tổ, chắc lão đã biết chuyện giao dịch. Nàng nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với lão tổ. Là nàng tự tiện đồng ý việc này, khi đó vì quá lo cho lão tổ nên nàng đồng ý giao dịch với lâm phong chủ. Chuyện này dù sao không liên quan gì nàng. Ang thân lão tổ giờ, bị người trần áp, nếu nàng không tự quyết định thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Xét cho cùng lão tổ càng nên cảm tạ nàng. Hơn nữa giao dịch này không lỗ vốn, rất đáng giá. Cửu sắc lão tổ không phải cày khờ, nghi rồi, cảm giác xảy ra chuyện nữ nhân tóc tím may mắn hơn hai nam nhân kia được toàn thây hơn nữa chưa chết cú đấm vừa rồi không quá mạnh nếu đánh thật thì nữ nhân tóc tím không phải bộ dạng này mà là cả người nổ tung thành đống máu lõa đây là lần duy nhất lâm phàm nhẹ tay lâm phàm bước tới trước mặt nữ nhân tóc tím túng tóc đối phương rách lên như sách lợn chết này tỉnh lại có chuyện hỏi ngươi đừng giả chết lâm phàm lắc cổ tay nhưng nữ nhân tóc tím không nhúc nhích làm hắn rất buồn rầu chưa xuống tay ác mà sao nàng cứng đơ rồi tình huống này không tốt chút nào cửu sắc lão tổ giải thích lâm phong chủ chắc nữ nhân kia đã bị ngươi đánh xỉu lão cảm giác lâm phong chủ thật ác không có thói quen của mấy người trẻ tuổi rất tốt tốt vô cùng cửu sắc lão tổ có thấy cô đấm đó dùng sức rất mạnh đánh ngươi tư tiểu tại chỗ tưởng tượng một nữ nhân xinh đẹp bị đánh tơi tả như vậy ngươi nói xem có người người đau lòng không sư rồi bản phong chủ có nặng tay lắm đâu lâm phàm câm nín Dơ tay tắt bông bốp. Hắn thúc giục, lầy, mau tỉnh lại, có chuyện hỏi ngươi. Đi ra làm việc, thời gian quý giá, hơn nữa hắn phát hiện cách làm giàu. Lâm Phàm cảm giác giao dịch là công việc rất có tương lai, có tương lai hơn chép sắt. Nữ nhân tóc tím không lúc nhích, mí mắt không run run. Như cửu sắc lão tổ nói, có lẽ nàng đã xỉu. Lâm Phàm thả đầu nữ nhân tóc tím ra, chuẩn bị giặt, coi, nếu đã di thì giết luôn. Hỏi han tình huống không phải việc quan trọng gì, đôi khi vận dụng đầu óc thông minh phát hiện ra bí mật càng là việc khiến người sung sướng vô cùng mí mắt nữ nhân tóc tím bỗng run run nàng không xỉu đã sớm tỉnh lại nhưng không dám mở mắt ra sợ xảy ra chuyện khủng bố bị tắt mấy cái nàng cũng cắn răng chịu đựng không thể tỉnh lại mở mắt ra là sẽ xảy ra chuyện khủng bố nào ngờ đối phương thấy nàng không tỉnh thì tính lấy mạng của nàng làm nàng ở không dám giả chết nữa Nếu nhân tóc tím hốt hoảng nói ta tỉnh rồi tỉnh rồi sự cao ngạo bình tĩnh ngày xưa của nàng đã tan biến từ lúc bị trấn áp nghĩa nhân tóc tím thật sự sợ chết khiếp không biết người này là ai mà sao mạnh dữ dội trước khi buông xuống bọn họ đã được cho biết tình huống cụ thể vực ngoại giới tương đương với giới vực nhỏ phụ thuộc tuy có cường giả nhưng với thực lực và năng lực của họ dù không đánh lại cũng dư sức ứng đối như nhìn xem bây giờ tướng nổi khí mốc mạng cũng mất rồi giọng nữ nhân tóc tím dịu dàng đặt tư thái ở vị trí chấp nhất các ngươi muốn làm gì có gì từ từ nói ta không có ác ý với các ngươi nhân tóc tím hối hận không kịp nếu biết trước chỗ này là như vậy thì nàng đã không đến lâm phàm cười nói ngươi không có ác ý với chúng ta không sao bản phong chủ có ác ý với ngươi là được cô ả này rất âm hiểm dục vọng muốn sống mãnh liệt đến đáng sợ Nếu nhân tóc tím ngơ ngác nhìn lâm phàm cảm giác như gặp quỷ hắn nói chuyện khó hiểu bọn họ là thành viên tiên phong nhận trách nhiệm nặng nề trong giới trẻ ở thế lực của mình giờ bị mạnh tay chấn áp Xen như đã thất bại lòng nàng đau đến không nói nên lời cử sắc lão tổng nghiêm túc nói Lâm Phong chủ, lão phu cảm nhận tình trạng của nữ nhân này, dao động lực lượng trong người tuy giống chúng ta nhưng khác nhiều. Cửu sắc lão tổ muốn nhìn thấu lai lịch của đối phương, nhưng trước khi đối phương nói rõ ra chỉ lão rất khó suy đoán. Lâm Phàm ngồi xổm xuống trước mặt nữ nhân tóc tín, "Ồ, không sao. Hỏi là biết, bản phong chủ hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời thành thật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì bản phong chủ cho ngươi toàn thay, bảo đảm yên lặng, có mặt mũ ra đi." Ta phần trăm phần trăm, nếu nhân tóc tím muốn chửi rủa, bị khùng sao, đôi mắt nàng chất chứa tuyệt vọng ngươi có ý gì tức là không định cho ta đường sống nếu đều là chết thì tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi tuy nữ nhân tóc tím sợ nhưng nàng không đánh mất chỉ số thông minh nếu đều phải chết thì tại sao nàng phải thành thật trả lời câu hỏi của đối phương cửu sắc lão tổ đề nghị lâm phong chủ cô nương này không ngốc nhìn thoáng vấn đề hay là để nàng thành thật trả lời rồi cho một con đường sống người ta nói đúng dù sao phải chết chẳng bằng không nói gì cả nữ nhân tóc tím nghe thế thì mắt lấp lóe tia sáng hy vọng cô này thân thể đau nhức nói nếu các ngươi thể sau khi ta thành thật trả lời thì thả ta đi vậy ta sẽ nói tất cả cho các ngươi biết nói hết cho đối phương không phải việc lớn lao gì với thực lực chỗ bọn họ chỉ cần đường hầm không gian mở ra thì người nơi này là con kiến một ngón tay đủ nguyền chết lâm phàm nhìn nữ nhân tóc tím thề cái đầu ngươi bàn phong chủ thì thấy ngươi không hiểu sự khác nhau giữa có mặt mũi và không mặt mũi lớn cỡ nào lâm phàm sẽ không tốt bụng thả đối phương đi ngô mơ hả lúc trước ra tay ác độc như thế nếu không phải hắn đủ mạnh thì đã bị đối phương giết rồi mái tóc dài rũ xuống mắt nữ nhân tóc tím lấp lóe tia sáng vận chuyển đầu óc cố tìm cách thần thông bí pháp nhiều không đến xỉ âm mưu quỷ kế tạm thời vô dụng pháp bảo hại người nàng không mang theo nữ nhân tóc tím bỗng thấy hối hận nếu biết trước sẽ gặp chuyện như vậy thì nàng nên chuẩn bị sung túc hơn rồi hãy đến đây dù gặp tình huống như hiện giờ cũng có nắm chắc rời đi nếu kết quả vẫn là chết thì ta sẽ không trả lời câu hỏi nào của ngươi, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết, tương lai các ngươi sắp trải qua chuyện khủng bố hơn nữa, bây giờ biết sớm sẽ có lợi lớn cho ngươi. Cho mọi người, nếu nhân tóc tím không tin đối phương sẽ trực tiếp chém giết nàng, vì nàng còn có chỗ lợi dụng, cho tư duy của người bình thường sẽ để nàng sống, tìm cách hỏi thăm tin tức hữu dụng, hết nàng còn giá trị lợi dụng thì nàng sẽ không chết. Chờ người bên mình đến là lúc nàng tự do, Lâm Phà nói. Đừng nói mấy lời đó, bản phong chủ sẽ mang ngươi về để lão sư của bản phong chủ sư hồn khi đó vẫn có thể biết tất cả nữ nhân tóc tím cười phá lên ha 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 sư hồn cách buồn cười ngươi đến đây đều được gia cố muốn sư hồn vô cùng khó khăn thực lực nhỏ yếu sẽ chết tại chỗ dù thực lực cường đại vẫn sẽ bị tổn thương khủng bố nếu không tin cứ thử một lần nữ nhân tóc tím làm vẻ mặt buồn cười ngươi của vực ngoại giới ngu gì đâu tin tưởng có thể sư hồn lâm phàm mở miệng hỏi các ngươi lại đây như thế nào có dùng sư hồn được hay không đều chẳng sao dù gì chỉ hỏi chuyện Nếu nhân tóc tím nhìn thẳng vào mắt lâm phẳng, mặt không biểu tình không chút chột dạ nàng không trả lời lúc này càng ít nói thì giá trị bản thân càng lên cao đối với bất cứ ai thì chưa biết mãi mãi là quý giá nhất gợi lòng tò mò nhất nếu biết quá nhiều sẽ hạ thấp giá trị xuống chất nhất giống như làm người lỗ hết của cải ra là đầu ngu qua một thời gian lộ ra đôi chút mới khiến người cảm giác ngươi có giá trị rất lớn giang rắc. Lông phàm chụp cổ chân nữ nhân tóc tím bóp mạnh xương ống chân vỡ vụng cổ chân quạt quẹo dán trên cẳng chân a à, nữ nhân tóc tím đau thấu óc lao thét thê thảm nỗi đau này tuy làm nàng rất đau nhưng còn trong khả năng chịu đựng được nhưng nàng cảm nhận có lực lượng khác đa ré rét mình nữ nhân tóc tím sắp chảy nước mắt nước mũi nghe tiếng giòn vang mí mắt cửu sắc lão tổ co giật khủng bố quá lạc vân thần nữ sợ người người nói ra tay liền làm quá khủng đương nhiên lạc vân sẽ không đồng tình đối phương nếu không nhờ lâm phong chủ thì lão tổ đã chết đang giới mất trụ cột không biết kết cục của họ khủng khiếp cỡ nào lâm phàm bình tĩnh nói không cao giọng không trầm thấp như thể việc hắn làm là chuyện bình thường hỏi ngươi đấy lại đây bằng cách nào là Nà, giang nữ nhân tóc tím và lách cách đau đớn khó nhị nàng trừng lâm phàm ta sẽ không nói các ngươi chờ đó sẽ có người báo thù cho chúng ta các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn Răng rắc tiếng xương rãy càng chân vẽ đến chỗ đầu gối ta tiếng la thảm thiết vang ra. lâm phàm nhìn đối phương xem ra ngươi vẫn không muốn nói vậy đành tiếp tục răng rắc phụt xương trắng đâm xuyên đùi thịt bầy nhảy mau chảy dòng dã ta ta nói ta nói chúng ta lại đây qua không gian thần trụ nữ nhân tóc tím đổ mồ hôi lạnh mặt phận vẹo nàng không tin được rằng mình sẽ lập đãi mộ như vậy trước kia nàng được người ủng hộ hoặc một đám người mến mộ đi theo lâm phàm hỏi là cột đá dựng ở chỗ đó Nữ nhân tóc tím đáp nhanh. "Đúng vậy, không gian thần trụ có tác dụng gì? Nói cụ thể hơn." Lâm Phàm suy tư, chắc đó là thứ đưa người tới, nhưng cụ thể thế nào thì không biết rõ. Nữ nhân tóc tím đau đớn kêu lên, "Không có ích gì, chỉ đưa chúng ta đến. Ngươi nói dối." Lâm Phàm hít mắt, lắc cổ tay lại bẻ rãy, rắc một tiếng, một chân biến mất, Trồng lên nhau như cái chân đắp, tiếng gào la không ngớt. Nữ nhân tóc tím sắp đứt dây thần kinh, "Ta không có. Sự thật đúng là vậy." ngươi không tin là chuyện của ngươi nữ nhân tóc tím đau đớn không chịu nổi tên này không chỉ bẻ dãy xương của nàng còn rót lực lượng vào người hành hạ nàng đó mới là cảm giác đau thật sự lâm phàm lắc đầu nói lại không thành thật đổi chân vậy ngươi không thành thật thì hắn đành xin lỗi giang rắc tiếng giằng vang bắt đầu bày chân khác nữ nhân tóc tím đã đứt dây thần kinh ta nói ta nói ta sai rồi ta nói nàng thật sự không chịu đựng nổi đau đớn và khốn khổ tột độ thế này chương 895, không gian thần trụ hình thành đường hầm không gian kết nối với chỗ chúng ta ở, khi đó chúng ta đến đây chỉ trong chớp mắt, giảm mất thời gian đến thấp nhất. Nữ nhân tóc tím đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng thật sự rất hoảng. Thủ đoạn của đối phương không khủng bố gì, nhưng đau đớn hành hạ sẽ làm người ta tan vỡ thần kinh. Lâm Phàm hỏi tiếp, còn gì nữa? Hắn không tin chỉ có chút thông tin này. Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, long dạ thi rộng như biển cả mênh mông. Câu này rất đúng, không giống chút gì thì không dám nói mình là nữ nhân nữ nhân tóc tím cố giấu giếm không còn điều gì nên nói ta đã nói lâm phàm nhíu mày nói sao lại không thành thật rồi tốn thời gian hơi lâu phiền phúc thật như lâm phàm muốn bớt đi đường vòng tìm hiểu rõ ràng tình huống cụ thể Răng rắc ta ta nói ta nói tiếp không gian thần trụ có tổng cộng một vạn lẻ tám cây giải rác các góc vực mọi giới ta chỉ biết như thế nữ nhân tóc tím đổ hết bí mật ra cừu sắc lão tổ nhắc nhở ai tuổi con nhỏ mà sao gian manh quá, con gì nữa thì nói ra mau. Nói nhiều chút là bớt chịu tội, nhi thoảng chút. Hơn nữa Lâm Phong chủ không phải người xấu, hắn là người rất tốt, ngươi phối hợp chút là sẽ không sao. Biểu tình của cửu sắc lão tổ rất nghiêm túc, sự việc không đơn giản như đã nghĩ. Một vạn tám trăm cây, số lượng quá lớn. Nếu mỗi cây cột đều mang theo những cương giả đạo cảnh đỉnh thì chẳng phải là kinh khủng khiếp làm ư. Dù là sau khi vực mọi giới dung hợp thì mấy ai ngăn cản được. Từ sắc lão tổ nghĩ đến đây chắn vã mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn nữ nhân tóc tím trở nên dây vắt hơn trong sách cổ rách nát có ghi lại giây phút bi thương đau khổ nhất của tất cả vực ngoại giới ngươi sống sót không bằng một phần người tôi dung mấy vạn năm mới từ từ trở lại thời kỳ đỉnh cao cũ lâm phàm hỏi tiếp còn gì nữa nữ nhân tóc tím hết tao hết rồi thật sự hết ta chỉ biết bao nhiêu đó nàng không thể nói nữa nói quá nhiều sẽ rất nguy hiểm đừng dày vò ta nữa thả ta đi đi ta sai thật rồi giờ ta về nhà ngay bảo bọn họ đừng đến nữa chúng ta là phe yêu thích hòa bình nữ nhân tóc tím chỉ muốn rời khỏi chỗ khủng bố này trở về nhà nói cho mọi người biết mang cường giả đến giết tên này thật thảm lột ra rút gần là nhẹ nhàng lại không thành thật Lông phàm nhìn thoáng qua liền xem thấu đối phương quần bên trong có màu gì hắn đều biết đừng thấy hắn bình thường không vận động não hết dùng não thì công thức tại sao một cộng một bằng ba vẫn tính ra được cho ngươi xem liệt kê rõ ràng khiến ngươi tinh phục răng rắc lại bày dãy tiếng giòn vang xương trắng hứa đâm thủng thịt máu chảy dòng dòng ngượng đỏ mặt đất ta nữ nhân tóc tím gào thảm mặt vặn vẹo dữ tợn sự cam thù ẩn giấu trong lòng sắp như núi lửa tôn trào nhấn chìm tất cả nhưng cơn đau đó thật sự khiến người khó mà chịu đựng nổi ta nói không gian thần trụ là thần vật không gian chỗ chúng ta một vạn lẻ tám trăm cây mở ra đường hầm không gian bao phủ bên trên vực ngoại giới là lúc người rầm rộ kéo đến nữ nhân tóc tím không giấu giếm Năng kể rất nhiều thần chí đã hoảng loạn có lúc nói chuyện lắp bắp lâm phàm suy tư nguy hiểm vậy sao việc này hơi phức tạp nếu quá sơ sẩy thì sẽ rắc rối đây nhưng cũng thú vị lâm phàm chưa đi dạo hết vực ngoại giới nhưng hắn vô song cõi đời đẩy ngang không địch thủ không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn bởi vậy nên ức hiếp nhỏ yếu không phải phong cách của hắn muốn ăn hiếp thì chọn cao to ngươi nhìn là thấy cái mặt đáng đánh rồi nếu vậy thì thú vị hơn nhiều răng rắc lâm phàm lồng bẩm một mình hai tay thói quen bẻ rẽ chân của đối phương một vạn tám trăm cây số lượng nhiều như biển nếu mỗi cây đều mang đến cường giả đạo cảnh thì chẳng phải là có mấy vạn người răng rắc lâm phàm thì thào chìm đắm trong thế giới của riêng mình lâm phàm hỏi ta hỏi ngươi không gian thần trụ còn có ích gì cường giả mạnh nhất bên các ngươi thì mạnh cỡ nào lâm phàm cảm giác trong người sôi trào máu nóng cảm giác đó rất sướng không ai trả lời lâm phàm cao mày hương không thành thật vậy sao ta hỏi mà ngươi không trả lời kiên cường như thế vậy thì thú vị lâm phàm định bày tiếp nhưng hai tay bát hụp không bắt được gì, cừu sắc lão tổ bần thần, lắp bắp nói: "Cái kia, Lâm Phong chủ, hình như người đã chết rồi." Mới rồi lão thấy quỷ, Lâm Phong chủ không hỏi gì người ta, cứ lẩm bẩm rồi hai tay bẻ thân thể người ta, cổ họng của nữ nhân tóc tím dường như bị máu chặn, không phát ra tiếng được, cuối cùng cả người xếp nếp. Nội tạng bị đè ép. Thật nhiều máu phun ra từ thân thể nàng, Lâm Phàm lấy lại tinh thần, "A, à, chết rồi." Hắn nhìn kỹ lại nữ nhân tóc tím, ngây người, người cảm giác mình làm sai chuyện. Đúng rồi nhỉ, thật sự đã chết. Tình trạng của nữ nhân tóc tím vô cùng thê thảm, người bị xếp nhét. Không chết cũng mất mạng. Lâm Phàm buồn rầu, sao có thể như vậy? Hắn đã nuốt lời, hứa cho người ta cái chết có mặt mũi mà giây phút hắn ngây người thì lỡ tay giết. Người gì không kiên cường, sức sống không dẻo dai gì hết. Cửu sắc lão tổ thấy vẻ mặt lông Phong chủ hụt hẫng, lão còn tưởng là vì không hỏi rõ ra mọi thứ nên hắn cảm thấy tự trách. Lão lên tiếng an tủy, Lâm Phong chủ đừng tự trách, tuy chưa hỏi rõ chuyện ra nhưng ít nhất biết rất nhiều. Lâm Phong chủ là anh hùng của vực ngoại giới, giúp ích rất lớn cho toàn vực ngoại giới. Lâm Phàm xua tay, không muốn nói nhiều, hơi. Hắn kéo nữ nhân tóc tím ra, trải phẩm, miễn cưỡng thành hình người. Tuy nhiều phần thân thể vặn vẹo hóc độ quái dị như không ảnh hưởng mỹ cảm tổng thể, Lâm Phàm nói. Cái đó, Lạc Vân thần nữ chôn nàng ta đi, nữ nhân đừng khó xử nữ nhân, làm cẩn thận chút. Lạc Vân đần mặt nhìn Lâm Phàm, mắt trắng mắt dẹt. Cái quái quỷ gì, hoang mang quá vì sao là nàng chôn xác vô lý thật lâm phàm sững sờ chật nhớ một việc móc tay chữ vật giới chỉ của ba người bay tới chỗ hắn giết người chôn xác là tố dưỡng cơ bản của con người hắn thái độ với tài phú cũng không thể lãng phí cửu sắc lão tổ không dám lên mặt thái độ với lâm phàm trở nên lễ động lâm phong chủ tình huống hiện giờ thế nào trước kia lão vốn rất tốt với hắn bây giờ càng tốt hơn lần này thủ đoạn của lâm phàm táo bạo làm cửu sắc lão tổ sợ đến không dám nói nhiều Lâm Phàm đi về phía xa, không sao cả. Đi không gian thần trụ nhìn xem là thứ gì, hắn đã hiểu đại khái tình hình. Lạc Vân thần nữ muốn nói chuyện, "Lão tổ, vậy ta, công tác chuôn xác hơi không thích hợp với nàng." Cửu sắc lão tổ cười an ủi, "Ngươi hãy nghe lời Lâm Phong chủ chuôn xác đi, đây xem như rèn luyện cho ngươi." Đương nhiên với địa vị của Lạc Vân thần nữ trong đan giới chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, nếu bị nam nhân mến mộ nàng biết sẽ gây sóng to gió lớn. Tiếc rằng nơi này chỉ có ba người không thể để lão hoặc lâm phong chủ chôn xác đúng không vậy thì chỉ đành để lạc vân tự mình làm lạc vân thần nữ bất đắc dĩ cuối cùng ngoan ngoãn làm việc cừu sắc lão tổ hỏi lâm phong chủ ngươi cảm giác không gian thần trụ này có ẩn giấu bí mật gì khác không lão đang lo những cường giả mà nữ nhân tóc tím nói nếu họ đến thật thì bên họ có ngăn nổi không thành viên tiên phong đã cường đại như vậy ngươi đến sau còn mạnh mẽ đến đâu thật không dám tưởng tượng lâm phàm chỉ hố sâu ở phía xa nói Ngươi hỏi bản phong chủ thì bản phong chủ biết hỏi ai. Chút nữa sẽ thấy thôi. Nhìn xem, ở ngay phía trước, rất gần. Trong hố sâu có cây cột đá sừng sững lún sâu lòng đất. Cửu sắc lão tổ nhíu chặt mày, chân mày dính sát vào nhau. Cột đá là thần vật kết nối không gian, có tổng cộng một vạn tám trăm cây. Trước mắt họ mới chỉ là một cây. Cửu sắc lão tổ không dám tưởng tượng nhiều cột đá hộp lại sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người cỡ nào. Mùm. Ta. À, cửu sắc lão tổ giật bắn người hết thảm, máu phun tung té lòng bàn chân bốc lên khói đen mới đụng nhẹ mà sấm sét như nổi điên bắn hết về phía lão đẩy lão văng ra xa bản phong chủ nói này lão tổ lão đang làm gì vậy bản phong chủ nói không sao ý là với bản phong chủ còn với ngươi thì những sấm sét này không đơn giản đừng sơ ý vậy chứ lâm phàm hết muốn nói chuyện đừng đừng là lão tổ đan giới mà chẳng có chút ánh mắt kiến thức gì cả lão không rõ ràng những sấm sét này có lợi hại hay không sao dù muốn đi vào tìm chết cũng không nên dùng kiểu này chứ cửu sắc lão tổ cố nén không học máu mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bóng dáng kia nói lời này quá tổn thương người lâm phong chủ đi vào mà không bị gì còn lão vào thì nhận uy thế như vậy rất bất vọng. lâm phàm người được mùi thịt nướng như không quá để bụng hương sao cảm giác thịt trên người mình hơi chín nhỉ để vào không gian thần trụ xem có thứ tốt gì không thú vị đây chương 896 đây là một cây cột cây cột rất dài cây cột mặt ngoài hơi lồi lõm nếu dùng để làm ấy ấy thì không có người khác giới nào chịu nổi tà ác lâm phàm vươn tay gõ hai cái rất chắc chắn lâm phàm không biết không gian thần trụ này làm cách nào giật phá thời không mang người giáng lâm đến đây hơn nữa loại không gian thần trụ có đến một vạn tám trăm cây như như biển nếu đánh chết người trong mỗi cây cổ thần mang đến thì chẳng phải là bùng nổ giết một cừ giả đạo cảnh đỉnh sẽ tăng nhanh hai mươi bốn vạn điểm đây là chuyện trước kia hắn không dám tưởng tượng cổ thần rất thô cần mấy người mới ôm hết mục lâm phàm ôm cột thần lông sức. Răng rắc một tiếng, áp lực rất lớn. Cảm giác rất nặng, hơi khó nâng lên. Bàn phong chủ không tin ngươi chỉ là một cây cột mà cuồng như vậy. Lâm Phàm dốc hết sức, người cao hơn. Lực lượng hùng hồn bộc phát ra từ thân thể, hai tay vòng lên, gần xanh giữ tợn như rồng bò. Lực lượng mang tính hủy diệt đó chút ra không thèm giữ lại, không gian chấn động, hiển hiện vết sạn màu đen. Nếu cây của có linh tính chắc chắn rất muốn nói rằng ta ở yên ở chỗ có lấn đất nhà của ngươi sao. Lâm Phàm hét to một tiếng, lên cho ta. Mười ngón sáp bấu vào cây cột, bắt chặt, sau đó nhón rót chân. Ngươi nghiêng về sau, mặc kệ thế nào hắn quyết rút cột đá ra, thứ đã lọt vào mắt hắn thì không có lựa chọn thứ hai. Rào rào, cột đá bị chấn động, có cho bụi rơi xuống, tầm ầm 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 ầm, sấm sét bên dưới đan vào nhau, cột đá bị xâm nhập, tất cả sấm sét tụ lại hình thành lưới lớn quấn đôi chân lâm phẩm, dường như muốn kéo hắn xuống địa ngục không với hạn. Bầu trời rách toạc, sấm sét lợn lờ phá mở tầng mây, sấm chớp giật tựa như tận thế. Ừm. Hơi thở sự sống đang suy yếu. Những thứ này rất mạnh, Lâm Phàm cảm giác hơi thở trên người sói mòn rất nhanh, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chết thật. Chưa bứng cột đá lên đã chết không phải phong cách của hắn, chiến trường viễn cổ, mở ra đủ để chống tới phút cuối. Hai tay phòng to, lực lượng mạnh mẽ đến tột độ, răng rắc. Có tiếng ròng vang, mặt đất nứt sạn rậm rạp lan tràn bốn phương tám hướng, cảm giác sắp lên rồi. Lâm Phàm ôm cột đá nửa ngày, nổ nửa ngày, cuối cùng có cảm giác sắp thành công nổ lên. bản phong chủ không tin ngươi mãi không lên. ta lâm phàm há to mùng, thay lưỡi ra ngoài, hắn khùng lên thật rồi. khi hắn bùng nổ tất cả sức mạnh thì sẽ là chuyện kinh khủng nhất. lạc vân vất vả chôn nữ nhân tóc tím xong xuôi vội vàng bùi theo. nhưng khi đến đây thấy lão tổ muốn nhấc chân bước vào nhưng chân lơ lửng giữa trường không trung, lão do dự thật lâu, muốn đặt chân xuống nhưng dường như không dám. lão tổ làm sao vậy? Ừm, không có gì, đang đợi lâm phong chủ chôn người xong rồi cửu sắc lão tổ chắc chắn sẽ không nói ra tình huống thật như vậy không tốt ảnh hưởng đến uy nghiêm của lão nhưng cửu sắc lão tổ không phục dựa vào cái gì lâm phong chủ có thể đi vào như lão thì không điều này không khoa học thực lực của lão đâu đến nội yếu lạc Vân gật đầu nói đúng theo yêu cầu của lâm phong chủ chôn rất cẩn thận sự việc diễn ra không bình thường theo lạc vân miêu tả thì nàng không biết nói sao cảm giác rất quái dị mù trong thiên địa nổi lên gió mây tầng mây cuồn cuộn sấm sét đan xen trên bầu trời hố sâu phía xa uy thế khủng bố đang ngưng tụ trong thiên địa làng phân thần nữ hỏi lão tổ kia là cái gì cửu sắc lão tổ không trả lời lão biết gì đâu ngay cả vào cũng không có tư cách rất tổn thương người ngủ ha 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 lâm phàm rút cột đá ra hố sâu cầm trong tay vung mạnh bùng 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 vung một lần làm không gian nổ tung cột đá này tạm được sau này chiến đấu đập một cái là đối phương dẹp lét lâm phàm hăng say vung cột thứ này thật tuyệt chuyến đi này không lỗ thu hoạch tạm được lâm phàm nhìn vết thương trên người hơi nghiêm trọng như không bị công kích gì chỉ có vài miếng thịt khét vì bị xét cuốn quanh lâm phàm ôm không gian thần trụ đập mạnh vào đầu mình ngốc tắt thở chết thẳng cẳng người dây sao lâm phàm mở bừng mắt ra bẻ cổ xương kêu giang rắc sàng khoái nhiều tinh thần tràn trề lâm phàm không kiềm được lại lấy cột đá ra hô mấy cái cảm giác thật tốt cái cảm giác một gợi đập nát hết thật quen thuộc giống lang nhà bổng vừa lúc hắn đã đưa lang nha bổng cho đệ tử giờ xem như có món đồ thay thế tê bú kia thì hắn không thích lắng mỗi lần công kích toàn chém người thành hai khúc rất tàn nhẫn cột đá tốt hơn đập một phát bảo đảm đối phương dẹp lét tít ra được toàn thay. cửu sắc lão tổ từ xa chạy vội lại biểu tình siêu kích động sư tò mò lâm phong chủ sao rồi sao sấm sét đột nhiên biến mất vậy mới rồi cửu sắc lão tổ nửa bước không thể di chuyển đột nhiên sấm sét đang sen dưới đất biến mất làm lão rất ngạc nhiên biến mất thì kệ nó, không có chuyện gì cả. Lâm Phàm kia không gian thần trụ, nhưng thân hình của hắn đã trở lại tiêu chuẩn người bình thường nên trông khá quái dị, cây của quá to. Không thấy người đâu. Cừu Sắc lão tổ thắc mắc hỏi, đây là không gian thần trụ mà nàng ta đã nói. Lão không thấy nó có gì khác lạ, nhưng hình như cây của phát ra hơi thở rất mạnh, hơi bị huyền diệu. Lâm Phàm không giải thích nhiều, ồ, đúng là nó. Nhưng rất bình thường, không có tác dụng gì. Bản phong chủ thấy kiểu mẫu độc đáo nên cất chứa, không đợi cửu sắc lão tổ nghiên cứu kỹ hắn đã bỏ không gian thần trụ vào chữ vật giới chỉ cửu sắc lão tổ chưa thấy rõ ràng muốn nói cái gì nhưng bỗng ngậm miệng lại nỗi lòng cửu sắc lão tổ không bình tĩnh lão luôn nhớ kỹ lời lâm phong chủ đã nói giao dịch cụ thể là giao dịch gì làm lão thấy lo lo lâm phàm nhắc nhiều lão tổ về đi sau này cẩn thận chút một vạn tám trăm cây không gian thần trụ mang người đến đều không đơn giản lâm phàm thì không sợ gì nếu đụng phải đám người đó là một gậy đập chết nhưng với người khác là nguy hiểm khá cao, không biết có ngăn nổi không. Biểu tình của cửu sắc lão tổ nghiêm túc, bình tĩnh gật đầu. Ồ, Lâm Phong chủ nói đúng, lát nữa lão phu sẽ về triệu tập tộc nhân còn ở ngoài về. Tuy không hiểu rõ tình huống hiện giờ nhưng chắc chắn không an toàn, triệu tập tộc nhân về là hành động sáng suốt. Cửu sắc lão tổ hỏi ngược lại, Lâm Phong chủ về tông môn hả? Hay tiếp tục điều tra theo manh mối này? Còn về giao dịch gì đó cứ coi như không biết, chia tay nhau từ đây là tốt nhất. Chuyện đan giới chi chủ thì tạm thời không cần gấp, cửu sắc lão tổ cảm giác ngày gần đây sắp xảy ra chuyện lớn lâm phàm nhìn cửu sắc lão tổ nói không theo cùng các ngươi về đan giới cửu sắc lão tổ ngơ ngác nhìn lâm phàm tim đập nhanh ta lâm phong chủ xảy ra chuyện lớn như vậy hay là lâm phong chủ về tông môn xem đi phòng ngừa có xảy ra chuyện gì không lạc vân thần nữ cúi đầu không nói năng hiểu ý của lâm phong chủ biết hắn muốn gì nếu không nhắc lão tổ e rằng sẽ xảy ra hiểu lầm lão tổ thật ra Lạc Vân nhỏ giọng nói về cuộc giao dịch cho lão tổ biết. Cửu sắc lão tổ đần mặt ra nghe, tia sáng trong mắt tăng dã ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, chuyện này. Lâm Phàm gật đầu với cửu sắc lão tổ, ra hiệu không cần nói nhiều. là Vân thần nữ nói rất đúng, sự thật là thế, không. Lâm Phong chủ, ta cho rằng tình bằng hữu giữa chúng ta có thể vật bỏ những lợi danh thế tục là. Cửu sắc lão tổ chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Lâm Phàm nói. Lão tổ, tình bằng giữ giữa chúng ta còn kém một chút như lão tổ yên tâm miễn lão tổ cố gắng hoặc hoàn thành cuộc giao dịch này thì tình bằng hữu của chúng ta sẽ thâm sâu sau này nếu lão tổ gặp chuyện thì bản phong chủ sẽ sẵn lòng giúp đỡ tuyệt đối không nhắc đến vật ngoài thân lão tổ thấy có đúng không cửu sắc lão tổ hơi buồn rầu lòng hoang mang rối loạn như không rõ mình hoảng cái gì giờ lão đã biết kỳ ra là lo sợ cuộc giao dịch này cửu sắc lão tổ rất cáo già nghe hiểu ẩn ý trong câu nói vậy thì lâm phong chủ nói tình bằng hữu giữa chúng ta thiếu một chút là cỡ bao nhiêu lần trước soạn đan giới chi chủ con có thể có kè mặc cả nhưng lần này thì khác là ơn cứu mạng về sau còn cần nhiều lâm phong chủ giúp đỡ bảng gia tăng tình bằng hữu đã xuất hiện lão phải hỏi rõ ràng lâm phàm cười tươi nói nhẹ hẫng không bao nhiêu nếu tính theo thời gian thì qua một hai trăm năm là tình bằng hữu của chúng ta đủ điểm nhưng nếu lão tổ cứ muốn tính bằng vật chất thì không nhiều trong mấy rổ hậu thiên đan linh một rổ tiên thiên đa linh là đủ lạc vân đang đứng chợt thấy lão tổ lảo đảo muốn xỉu sốt ruột kêu lên lão tổ bị sao vậy trước mắt cửu sắc lão tổ tối đen lão du tay không có gì không sao khi cửu sắc lão tổ nghe số lượng bù đắp tình bằng hữu thì muốn rớt tim mấy rổ hậu thiên đa linh một rổ tiên thiên đan linh còn không bằng chém chết lão cho rồi lâm phàm cảm thán lão tổ đừng nghĩ nói nhiều có nghe một câu không giá sinh mệnh đáng quý giá tình yêu rất cao nếu vì tình bằng hữu có thể ném cả hai ngẫm lại xem giá tình bằng hữu thật là rất đắt lão tổ thấy bản phong chủ nói có đúng không cửu sắc lão tổ chân chân nhìn lâm phàm cái này ngược lão nghẹn lại tức ngực đến ngột thở lâm phàm phát tay đi thôi chúng ta mau về đan giới ba người bay lên trời biến mất trong thiên địa đối với cửu sắc lão tổ thì đây là chuyện bi thương là phân thần nữ thì thấy đáng giá ít ra cứu về mạng sống là phân thần nữ biết đợi khi về đan giới lão tổ và lâm phong chủ sẽ trả giá tập hai mấy rổ hậu thiên linh đan hoặc một sổ tiên thiên linh đan không phải số lượng nhỏ giá cả tình bằng hữu có thể bàn bạc lại chương 897, đan giới dọc đường về cửu sắc lão tổ lặng im không nói tiếng nào nhìn như bình tĩnh tự mặt nước không gợn sóng thật ra trong bụng hoảng muốn chết cửu sắc lão tổ vắt góc suy nghĩ làm cách nào trốn tránh càng đến gần đan giới là cửu sắc lão tổ càng hoảng hơn lão không trách lạc vân thần nữa. muốn trách thì trách lão sơ sẩy bị ba đứa nhóc kia hố Cuối cùng bị Lâm Phong Chủ bắt lấy cơ hội, không còn đường bàn bạc lại. Lâm Phong Chủ rất mạnh, người giỏi nắm bắt cơ hội cũng là một loại biểu hiện thực lực. Lão không đánh thắng nổi, khiến người sợ hãi. Lão là lão tổ của đan Giới. Lão phục Lâm Phong Chủ rồi, không có đường lật ngược bàn cờ. Lâm phàm cười tươi nói: Lão tổ là phân thần nước, cáo tử đa tạ chưa đã tận tình. Sau này có việc gì nhớ báo cho bản phong chủ biết, phải rồi lão tổ, dừa tình bằng hữu giữa hai ta không giống bình thường. Sau này không cần khách khí với bản phong chủ làm gì, tất cả đều là bằng hữu, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Ngày sau có khó khăn cứ tìm bản phong chủ, bản phong chủ nghèo chỉ có thể góp sức cho bằng hữu. Còn nếu bản phong chủ có khó khăn, lão tổ chỉ cần góp đan dược là được. Dù sao tình bằng hữu giữa hai ta không cần nói nhiều, tạm biệt. Lâm Phàm nói xong vui vẻ xuyên qua hư không. Mục tiêu là viêm hoa tông, hắn cần về nhà thu hoạch trong đan giới rất lớn, tài phú kinh người dữ dội còn hơn hai lần trước đã đến. Lạc Vân thần nữ thấy mắt lão tổ ngấn lệ, "Lão tổ, sao vậy? Có lẽ đây là nước mắt, nhưng cũng có thể là chứng minh cho tình bằng hữu, không có gì." Cử sắc lão tổ thả đứng quầy kiên quyết chứ không cười quỷ, lâu rồi lão không cảm nhận trái tim đau đớn như vậy, lần này được thể nghiệm triệt để. Người viên hậu thiên đan linh, hai viên tiên thiên đan linh. Tài phú đánh mất làm lão muốn chết. Lão tổ, có phải Lạc Vân đã làm sai không? Lạc Vân cảm giác sự việc không giống như nàng nghĩ, biểu tình của lão tổ rõ ràng làm nướng máu nàng không biết cụ thể thế nào lão tổ và lâm phong chủ nói chuyện một mình trong phòng thật lâu trong phòng phát ra tiếng bột bột rồi vèo vèo liên tục có tiếng la a à, à. tuy lạc vân không rõ ràng tình hình bên trong nhưng thấy lão tổ bước ra khỏi phòng đôi chân mềm nhũn mặt tái nhợt có xu hướng tê liệt ngã xuống lâm phong chủ thì mặt mày hồng hào cười tươi rói như thể làm chuyện gì đó rất sung sướng không lạc vân đừng lo lão tổ tốt lắm như lão tổ muốn hỏi một câu ngươi thấy con người của lâm phong chủ thế nào nếu ngươi cùng hắn bên nhau thì tương lai ai sẽ quản lý tài phú cửu sắc lão tổ nói chuyện khiến người khó hiểu cảm giác như mất trí rồi lão đau lòng chết mất muốn lấy lại thứ đã mất cửu sắc lão tổ cảm thấy nếu lạc vân và lâm phong chủ bên nhau sau này nàng nắm quyền giữ tiền thì có lẽ sẽ lấy về thứ đã mất được tức rằng ước mơ chỉ là mơ ước ảo tưởng mất trí lạc vân trợn mắt há hốc mồm nhìn lão tổ cảm giác lão tổ nổi điên một mảnh sa mạc minh mông vô bờ không thấy cuối không gian thần trụ sừng sững trong sa mạc hố sâu to rất quái dị trong bối cảnh sa mạc cát vàng đổ vào hố sâu như muốn chảy xuống tận lòng đất một nam nhân tuấn tú điển trai phủi cát vàng dính trên người cao mày nhìn bốn phía phi phi cái chỗ quái quỷ gì lã không ngờ không gian thần trụ sẽ rớt xuống chỗ này một nam nhân đứng trên núi đá gần nó tương cửu chúng ta đính mở ra không gian thần trụ chứ không phải nhì phép trên trán nam nhân có một sừng xoắn ốc sừng đen nhánh tỏa sáng phát ra hơi thở hùng hậu như hỏa cùng thiên địa tương cửu cười nói ta biết ai kêu chúng ta là thành viên tinh anh trong tộc đôi tay ưng cửu sáng lấp lánh mơ hồ thấy giống đôi cánh ưng lã nhỉ không gian thần trụ sừng sững tại chỗ lấy ra lá bùa đã chuẩn bị sẵn nào lá bùa hóa thành luồng sáng bắn về phía cột thần dán lên cây cột ánh sáng chói mắt bắn lên đâm trên tầng mây tầm ẩm không gian thần trụ rung bần bật một cột sáng bỗng bắn lên cao đâm vào không trời khuếch tán ra bốn phương tám hướng tương cửu nhìn luồng sáng kia cười ta không gian thần trụ khác chắc cũng đã mở ra đây là cắt cỏ. Nói theo lời ở chỗ bọn họ là tài nguyên chín, nên giạt Bọn họ đã chờ đợi mấy vạn năm, một nơi khác, không gian thần trụ rơi xuống ngay giữa tông môn nào đó. Toàn tông môn máu chảy thành sông, ngập mộ trong máu. Cực kỳ chảm liệt, mở ra không gian thần trụ, Nan nhân dính đầy máu khóe môi cong lên nở nụ cười giữ tợn, một lá bù giá lên cột thần, ánh sáng chói lòa bắn lên cao, đâm vào hư không, tất cả vực ngoại giới cùng chấn động, vô số người thấy phương xa xăm có luồng sáng bắn lên tầng mây bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng luồng sáng đâm vào hư không đó cho họ áp lực rất lớn ngươi đi theo cột thần đến vực ngoại giới ngước đầu nhìn hư không ánh sáng khuếch tán đến hư không hình thành màn sáng lực lượng như sóng trường phủ lên nguyên vực ngoại giới một vạn tám trăm cây không gian thần trụ không thể thiếu một cây đó là thứ huyền diệu nhất ở chỗ của họ ồ lâm phàm đang trên đường về cột đá ở trong chữ vật giới chỉ có biểu hiện lạ nó vùng vẫy và chạm lung tung lễ đá kêu thảm cứu mạng ta vậy của ngươi nổi điên cây cột không yên phận trong chữ vật giới chỉ lâm phàm suy tư chuyện gì vậy xem không hiểu lúc trước cột đá còn yên ổn mà sao đột nhiên trở nên táo bạo lâm phàm lấy cột đá ra khỏi chữ vật giới chỉ nó vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn lâm phàm cầm chặt cột đá hỏi ngươi muốn đi đâu rất không ngoan không thèm để mắt đến chủ nhân mới là hắn đây tong ong cột đá chấn động xung quanh xuất hiện vết dạn đen ngỏng. đó là lực lượng cực độ chấn động không gian muốn đi phương xa lâm phàm nhìn ra xa không biết ngươi đó có gì nhưng cột đá muốn đi thì có lẽ có bí mật gì đó. Dốc hết sức ra. Mù, lực lượng tràn đầy trong người, chiều cao tăng lên đến 10 thước. Nếu muốn đi vậy thì đi thôi. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng ngạo nghĩ đứng trên cột đá. Hắn muốn nhìn xem cột đá muốn đi đâu, phía xa có cái gì hấp dẫn nó mãnh liệt như vậy. Không gian thần trụ muốn hất Lâm Phàm ra, nhưng hắn quát to dẫm chân. Lực lượng khủng bố rót vào, cho ngươi mặt mũi thì đừng quá đáng. Ngươi muốn đi đâu tự mình bay, Lâm Phàm mặc kệ không gian thần trụ có nghe hiểu hay không, nếu nó cản quấy vượt mức là hắn sẽ đập nát nó. Đừng nghi ngờ Lâm Phàm có thể làm được hay không, cây búa không biết đùa, quả nhiên cột đá không dùng nữa. Nó bay về phía xa, vù 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 vù, gió thổi mặt có cảm giác mát, Lâm Phàm rất mong chờ, khát khao thứ chưa biết, thật mong đợi, cột đá biết dẫn đường, không biết nơi đó có cái gì, phía xa, một nam nhân tóc đen trận to mát, vẻ mặt sốt rực khó hiểu hỏi, chuyện gì đây, lực lượng của không gian thần trụ lên trời rồi mà sao không khuếch tán này trong các ngươi có ai nói cho ta biết không gian thần trụ này bị sao vậy tại sao nó không khuếch tán ra ngoài phía xa một nam nhân thân hình cao to giọng lạnh băng trong mắt không chất chứa tình cảm mạc ti ngươi đừng lo nhoi vậy được không đây là không gian thần trụ âm tính không gian thần trụ dương tính không kết hợp với nó hình thành chỉnh thể xem ra đã xảy ra vấn đề nam nhân trong người cảm giác rất là cuồng bạo dữ tợn đặc biệt sau lưng cõng cây bùa máu phản chiếu tia sáng toát ra khí lạnh khắc máu nam nhân gầy gò luôn im lặng bỗng lên tiếng nọ nghĩ nhìn hai người triệu hoán không gian thần chủ dương tính đến là có thể xem xét ra vấn đề gì một vạn tám trong cây cột thần một hai cây có vấn đề là chuyện rất bình thường sửa chữa là xong nam nhân gầy gò lấy một miếng ngọc thạch từ chữ vật giới chỉ ra khi dáng lâm vực ngoại giới vì phòng ngừa không gian thần trụ không có phản ứng nên mỗi người đều mang theo một miếng ngọc thạch không gian thần trụ âm dương dung hợp có thể che mắt bầu trời vực ngoại giới Ngủ. ngọc thạch vỡ nát sức hút mãnh liệt phát ra mạc ti cười to bảo ha 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 không gian thần trụ mở ra mạc ti này muốn đi vực ngoại giới nhìn xem tìm một ít nô bộc với tình huống nơi này chắc bọn họ chưa thấy người mạnh như chúng ta mạc ti chủ động yêu cầu làm đội viên tiên phong bô xuống lã muốn xem vực ngoại giới này thế nào sau khi đến đây mạc ti đã cảm giác được lã không là người mạnh nhất trong tộc nhưng khi đến vực ngoại giới này thì vã mạnh nhất có phản ứng Đến rồi động tĩnh phía xa rất lớn không gian thần trụ dương tính xuyên qua hư không với tốc độ siêu nhanh đó là tiếng không gian nổ tầng ầm 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 không gian thần trụ rơi xuống đánh nát mặt đất cắm sâu vào cho bụi mịt mù có giọng nói phát ra từ trong bụi bọng ồ thật sự có người là cột đá bản phong chủ đã hiểu lầm ngươi thì ra ngươi phát hiện kẻ địch nên mang ta đến vật mặc tin nhíu mày nói hương sao có người lại đây không gian thần trụ không thể nào bị người của vực ngoại giới chiếm được khi nó rơi xuống đất sẽ hình thành lôi mục nếu không mang theo vật đặc biệt thì sẽ bị tổn thương lớn, dù là họ cũng không ngăn nổi. Cho bụi tán đi. Lâm Phàm đứng trên đầu cột đá, tò mò nhìn ba người. Nam nhân gầy vào nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Hai ngươi là dân bản xứ của vực ngoại giới? Lâm Phàm cười, không vội ra tay. Ồ, bản phong chủ là người của vực ngoại giới. Có phải các ngươi đi theo cột đá này lại đây? Lúc trước bản phong chủ đã gặp một nhóm, bị bản phong chủ quen tay xử rồi. Các ngươi thấy sao? nam nhân vạm vỡ cầm búa máu toát ra khí thế hùng hồn nhìn lâm phàm như xem người chết nói nhiều với dân bản xứ làm gì tích hoạt không gian thần trụ mới làm việc lớn giết hắn mù Rút lời nam nhân vạm vỡ tấn công ngay rút búa máu sau lưng ra tàn nhẫn chém vào lâm phàm không thân thiện vậy sao lâm phàm xẻ tay trục cột đá dưới chân khi nam nhân vạm vỡ sắp đến gần thì nhấc mạnh lên vung cột đá nam nhân vạm vỡ con ngươi co rút cái gì mút cột đá đập mạnh vào người nam nhân vạm vỡ đập gã té xuống đất lực lượng to lớn bùng nổ làm bụi bay mù mịt lâm phàm một tay cầm cột đá tiếc mối lắc đầu nói yếu xìm Nam nhân gầy gò ngây người dây lát dường như không tin được vù 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 có tiếng không khí nổ khi nam nhân gầy gò phản ứng lại đã bị bóng đen phủ lên lã giơ hai tay đỡ răng rắc đôi tay rãy. lã bị đập trúng ngực mù nam nhân gầy gò nổ tung bị lực lượng khủng bố đập nát càng yếu chết bỏ giết đạo cảnh đỉnh như giết chó không chút chắc chờ lâm phàm vụt ngoái đầu nhìn gần đó còn một tên nhưng khi thấy rõ tình huống cụ thể thì hắn nhíu chặt mày ngươi làm gì đó mạc ti sợ chết khiếp dứt khoát quỳ xuống đất hạ thấp tư thái biểu tình khủng hoảng tha rất xin lỗi ta sai rồi ta không cùng nhóm với họ bọn họ bắt ta đến ta là người vô tội lâm phàm cười vung cột đá nhảy vọt lên nhào về phía đối phương không chung nhóm vậy được rồi cho ngươi toàn thay mạc ti cảm giác nghẹt thở vội bỏ hết đồ trên người xuống, đầu gian sát mặt đất, phù thân, ta sai rồi, ta đưa hết đồ cho ngươi. Ta chỉ đi ngang qua, ngủ. Lâm Phàm ngừng lại ngay, cô đá cách Mạc Ti rất gần, trung kích mãnh liệt để lại nhiều vết thương trên người lã, mặt đất lồ xuống. Mạc Ti thầm rít gào, vậy này mà đập chúng là chết người. Lã sợ đến ướt quần. chương 898, Lâm Phàm nhìn đối phương chằm chằm, ngươi, một kẻ buông xuống thú vị, như hơi hành. Mạc Ti miếu máu, chảy xuống giọt lệ ướt ức ta. không phụ thân ta thật sự sai rồi ta chỉ đi ngang qua bị bọn họ bức ép ta rất lương thiện rất chính nghĩa chưa bao giờ tổn thương ai sau đó mạc ti tức giận rít lào tất cả đều là bọn họ ép buộc ta mạc ti sợ muốn ướt quần uy thế vậy đập xuống quá mạnh hù chết người chưa bị đánh chúng mà sinh ra uy thế đã khủng bố kinh người nhìn vết thương trên người vã đi đều là bị dòng khí cắt chảy lực lượng giật sang hai bên càng khủng khiếp hơn cắt ra hai cái lỗ sâu hóm nối thẳng vực sâu lâm phàm bình tĩnh quen tay nhận lấy tài phú từ đối phương sau đó chỉ vào quần áo một cặp đầu ra hiệu đối phương cười đầu. ngươi tên là gì ta tên mạc ti ca không phủ thân ý ngươi muốn làm gì mạc ti bối rối đối phương hụt cặp đầu làm gã khó hiểu hy vọng đối phương nói rõ ra chút cười đầu ra lâm phàm kiểm kê tài phú trong tay không tệ có thứ không biết là gì mà cũng đúng từ chỗ khác buông xuống mang theo đặc sản vùng miền lại đây cũng không lạ cười đồ đối với mạc ti là lục nhã vô cùng lá không thể nhịn nhưng không có cách nào không nhịn được là chết sột soạt quần áo nhanh chóng cởi ra bao gồm quần trong mạc ti dâng lên bằng hai tay còn về xấu hổ gì đó khi so với mạng nhỏ thì chẳng đáng giá mấy đồng tiền lâm phàm nhận lấy quần áo xem xét thật kỹ mạc ti bối rối biến sắc mặt nói mới rồi ta căng thẳng quá cho quần áo còn ít đầu thật sự không phải không muốn đưa mạc ti chủ động ấy đồ giấu trong quần áo ra đó là một miếng ngọc bài có khắc chữ ngủ chỉ có một chữ lâm phàm trầm ngâm hơi thắc mắc thứ này là hắn cảm nhận lực lượng kỳ dị từ ngọc bài đạo cảnh có thể cảm ngộ pháp tắc đạo cảnh tùy ý lôi kéo lực lượng thiên địa phủ thân đây là thứ tốt phòng ngự vô địch có thể Răng rắc lâm phàm hơi nặng tay đã bóp nát ngọc bài lúc hắn bóp mạnh trong ngọc bài tuôn ra lực lượng dựng một lồng trục phòng ngự nhưng hai ngón tay dứt nát ngọc được ngay xem ra không phải thứ tốt gì có thể mà ti trận mắt há hốc mồm không muốn nói cái gì nữa. Mà ti cực kỳ kinh sợ, không tin nói. Lòng dậy sóng dữ, sao có thể như vậy? Vì sao người vực ngoại giới mạnh như thế? Khi bọn họ đến đây có ngay cao tầng trong tộc nói người mạnh nhất vực ngoại giới mới đến đạo cảnh đỉnh. Điều này đã được ghi lại, lão tổ từng bu xuống vực ngoại giới tự mình kể ra. Điều kiện giáng lâm vực ngoại giới là mạnh nhất chỉ đến đạo cảnh đỉnh. Có lẽ các ngươi không đánh lại họ nhưng mang theo thần bảo đã đủ chấn áp. Nếu biết là tình huống này thì đánh chết Mạc Ti cũng sẽ không đến, đừng kêu phụ thân, bây giờ ngươi là tù binh. Thành thật chút, nhĩ tình ngươi biết điều có thể tạm thời không giết ngươi, quỳ ở đó đừng nhúc nhích. Lại phát hiện một cây không gian thần trụ, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt, cột đá thật tuyệt. Đập ngươi một phát trúng một phát, Mạc Ti gật đầu lia, không chút do so dự, chắc rồi, chắc rồi, dường như sợ trả lời muộn sẽ thành sát chết. Mạc Ti rất buồn giàu, cảm giác mình rất tội nghiệp, có lẽ là tù binh đầu tiên trong nhóm kẻ xâm nhập phục ngoại giới, nếu để người quen biết thì mất hết mặt mũi khi mạc ti thấy đối phương đến gần không gian thần trụ âm tính thì căng thẳng vô cùng không phải sợ đối phương làm gì không gian thần trụ mà lo lắng lôi mục quanh cột thần có giết đối phương được không nếu có thể giết chết thì rất sướng mạc ti thầm cầu nguyện láng lên váng lên đừng để ta mạc ti hy vọng được thấy cảnh mong đợi nhất nhưng rồi vã tuyệt vọng hai chữ thất vọng cuối cùng không kịp thốt ra khỏi môi đối phương bước vào lôi ngục sấm xét quấn quanh người nhưng không bị tổn thương chút nào không thể nào Marty rất muốn đập đầu vào không gian thần trụ chết cho rồi, đã hứa là mạnh nhất đâu, vì sao xem tình huống khác quá vậy? Marty quỳ tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, chán dịn mồ hôi. Mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia, sấm xét quấn quanh người đó trông như người khổng lồ sấm sét, nhưng hắn không có phản ứng gì, dù là một chút đau đớn. Marty bỗng hớn hở, "Ta, hắn bị thương, đối phương bị sấm sét làm bị thương." Máu phun ra, "Lã đã nói mà, sao không bị gì được, trừ phi là quái vật." không gian thần trụ tự mang lôi ngục ngạp mạnh sẽ mạnh ngươi đến gần lôi ngục tuyệt đối không thể ngăn cản ngủ va tiếng nổ điếc tai Mạc ti giật nảy mình hắn muốn làm gì lã thấy đối phương ung cổ thần muốn rút không gian thần trụ lên Muốn cười dân bản xứ này hài ghê không gian thần trụ rất nặng không phải muốn nổ là có thể nổ lên điều này không khác gì nằm mơ mạc ti háng mùng đầu lưỡi nâm một chùi thủ lã phun nó ra thoáng chốc biến lớn chùi thủ là chùi thủ chùi thủ bình thường nhưng phát ra tia sáng lạnh cắt không gian. Hay hay, chủy thủ tiên lịch có thể cắt tất cả, dân bản xứ này ngốc ghê, rất sơ sẩy, vừa lúc có thể đánh lén thành công. Mà ti có ý tưởng, ngã tuyệt đối không trở thành tù binh, rất nhục nhã, hễ bắt được cơ hội thì chắc chắn vã sẽ cho đối phương biết tay. Ngay lúc này, con ngươi mạc ti có rút như gà quỷ, ta. Lâm Phàm đang rất phiền, quá trọng, thật là quá trọng, muốn rút không gian thần trụ lên hơi khó khăn. Đã mở chiến trường viễn cổ ra rồi nhưng bị thương chưa đủ tiêu chuẩn, vậy thì đành một tay lâm phàm thả lỏng cột thần hắn dùng cái tay đó đâm vào ngực phọc đâm xuyên qua nhưng một lỗ máu chưa đủ ít nhất phải tạo vài lỗ phọc phọc lâm phàm đâm liên tục năm lần trên người thùng năm lỗ chảy máu ròng ròng ồ vậy là đủ rồi lực lượng lại tăng vọt mà công nhận tự đâm mình không sướng chút nào lâm phàm khẽ vừa lòng cảm giác rất tuyệt hắn tiếp tục nổ cột thần tạch chửi thủ tê liệt từ tay Mạc ti rớt xuống đất mà ti xe chầm mắt trong mắt sắp lồi ra ngoài lỗ mũi chảy ra hai hàng nước mũi thô cánh mũi hít hà nước mũi bị hít vào rồi lại chảy ra không thể nào mạc ti không tin nổi lã nhìn kích cơ lỗ máu của đối phương chết lặng hô tay so sánh rồi nhìn lại chủ thủ nằm dưới đất nếu đâm vào thì có thể đâm chết hắn được không mạc ti chưa bao giờ nghi ngờ bản thân nhưng hiện tại gã nghi ngờ chính mình mạc ti rất muốn làm thử nhưng không dám nếu thử rồi mà không giết được đối phương thì gã sẽ chết cuộc sống đang tốt đẹp lã chạy băng băng trên con đường cầu sống nhưng như đi trên miếng băng mỏng, không thể tùy tiện tìm đường chết. Mạc Ti chìm trong tuyệt vọng, hy vọng cuối cùng tan biến từ đây. Hóa đá. Mạc Ti ta hóa đá. Đầu óc lơ mơ như hồ rán, không nghĩ gì hết. Chỉ muốn sống, cục cục. Lâm Phàm khỏe mạnh quay về, hít mắt nhìn đối phương. Ngươi làm gì đấy? Tay nâng một thanh chủi thủ, muốn ra tay với ta. Mạc Ti đang hóa đá chợt bừng tỉnh, sợ đến suýt không cầm được chủi thủ. Mạc Ti vội nói. Không, ta phát hiện trên người còn một món bảo bối nên lấy ra, chuẩn bị giao cho đại ca. Mà ti cảm giác mình đến một nơi ghê gớm, gặp người cực kỳ khủng bố. Nhưng kỳ lạ, mới rồi gã thấy tận mắt đối phương đâm mình mấy lỗ máu mà sao bây giờ khỏe như vâm. Lỗ máu biến mất đâu hết rồi, không nghĩ ra. Lâm Phàm nhận lấy chủi thủ. Nhìn kỹ, lấy bố ra chặt. Tàng, chủi thủ thành hai khúc rớt xuống đất. Đây mà là bảo bối gì? Thứ đồng nát. Ngươi biết điều nên cho một cơ hội sống, đi theo ta lâm phàm túng mặc ti trần chuồng lao về phía tông môn hinh hinh hí, hí. lại phải đi đâu hai dòng nước mắt trong suốt trần lập hối hận chảy trên gò má mặc ti trên trời chim nhỏ của mặc ti đung đưa theo gió qua qua có con quạ nhỏ bay đi dù mang ta đi đâu thì tít ra cho thứ gì che người được chứ mặc ti muốn rít vào nhưng lã không dám lã sợ thật tộc lão ơi ta muốn về nhà sau này không dám ra cửa nữa chuyến đi này thu hoạch phong phú đan dược thì khỏi phải bàn bất ngờ là hai cây không gian thần trụ hợp nhất tăng trọng lượng nếu đập một gậy xuống là sẽ cán mỏng người bị đập lâm phàm rất vừa lòng binh khí này hắn không quá thích cây búa rất tàn bạo toàn một nhát chém người thành hai khúc làm phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông lương thiện chính nhất thì sao có thể trở thành người tàn bạo vậy được nụ cười đáng sợ quá mặc ti bị người sát trong tay như sát gà con lã ngước đầu nhìn đối phương thấy nụ cười quái dị kia khóe môi nhếch lên cao Nhìn liền biết không phải việc tốt mà ti sợ đến cắn chặt môi mắt ngấn lệ hắn muốn làm gì ta ta đòi làm thành viên tiên phong làm chi hối hận quá ta muốn về nhà viêm hoa tông cưa sơn môn vẫn là hai đệ tử trông giữ bọn họ đã thói quen nếu không cho họ giữ sơn môn thì như lấy đi mạng sống của họ hai người nhàm chắn tán gẫu nói nhiều nhất là về ngươi nói xem những tia sáng lúc trước là cái gì ai biết đâu nhưng chắc chắn không phải thứ tốt trời ạ sư huynh trở lại một luồng sáng ở phía xa hấp dẫn hai người chú ý không cần nghĩ nhiều uy thế đó hơi thở đó đã quá quen thuộc với họ dù nhắm mắt lại người bằng mũi cũng có thể người ra mùi của lâm phàm thiên tu sơn phong lâm phàm đáp xuống tùy tay ném mạc ti sang một bên đồ nhi về rồi đây lão sư thiên tu kinh ngạc hỏi đó là ai đồ nhi đi đâu mà mang về một nam nhân không mảnh vải che thân hơn nữa hơi thở của đối phương không yếu lẽ nào 899, Thiên Tu biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mắt bắn ra tia sáng làm Lâm Phàm dùng mình, chắc chắn lão sư đang suy nghĩ lung tung. Thậm chí tưởng tượng đen tối khiến người không chịu nổi, Lâm Phàm vội giải thích, "Lão sư, đây là người từ nơi khác buông xuống, vừa lúc bị Đồ Nhi gặp được, tạm thời trấn áp mang về tông môn tham gia công tác." Đừng nhìn lão sư hơi lớn tuổi nhưng trái tim sung sức vô cùng, nhìn thoáng qua là biết lão sư suy nghĩ bậy bạ, tưởng tượng khiến người khó chấp nhận, Thiên Tu kinh ngạc hỏi, "Ta Đồ Nhi nói gì?" ngươi từ nơi khác buông xuống là sao thiên tu luôn ở trong tông môn không tiếp xúc tình huống bên ngoài không rõ đồ nhi nói buông xuống là có ý gì lão xương, chắc giống như chân tiên giới buông xuống chỗ chúng ta không có gì đâu họ mà dám đến là đồ nhi sẽ đập văng về Long phàm không để bụng chuyện này hắn lúc gì có người kiếm chuyện nếu ngươi đến càng mạnh thì tâm tình của hắn đang lâng lâng tức gì bị ngươi đánh chết khôi mặt thiên tu nghiêm túc đối phương giống như chân tiên giới như lão cảm nhận thực lực của đối phương rất mạnh thật sự rất mạnh hoàn toàn khác với chân tiên giới có thể ngăn cản cường giả như vậy không mà ti bụng phần dưới giữ im lặng nghe hai người nói chuyện trong lòng mạc ti khinh thường khoác lác cái gì còn bảo là đánh văng về có biết bọn họ khủng bố cỡ nào không hả mạc ti không dám nói ra khỏi miệng nếu nói thì sẽ gặp kết cuộc vô cùng bi thảm thiên tu gật đầu nói vi dư rất tin tưởng vào đồ nhi đồ nhi đắc ý nhất của lão đã nói vậy thì lão chọn tin hắn lâm phàm cười bước tới trước mặt mạc ti việc còn lại là bắt giữ tên này cư giả đạo cảnh đỉnh chẳng đáng giá chú ý có thể tùy tiện nghiền chết lâm phàm càng quan tâm là phát bắn đầu tiên lâm phàm vỗ vai mạc ti cười tươi hỏi muốn chết không mạc ti lắc đầu ngay không muốn chết Ngồi, ai mà muốn chết giờ vã chỉ mong sống yên nhớ lại hai người khác cùng buông xuống đã chết thê thảm cỡ nào mạc ti thấy rõ ràng họ bị đập nát bấy khủng bố biết bao mạc ti không muốn thành thịt nát lâm phàm cười nói vậy được thề đi mà ti người người ánh mắt khác lạ nhìn đối phương trong tầm mắt của gã là thiên địa biến đổi đầu óc trống rỗng dường như không ngờ đối phương sẽ làm như vậy vô địch phong hơi thở này khiến người nhớ nhung thanh oa ngừng tu luyện nó đã thành công thay máu thân thể ếch vẫn là vấn đề nhưng tốt hơn trước nhiều rồi thanh oa bị hơi thở mơ hồ phía xa hấp dẫn cảm giác quen thuộc khiến người nhớ nhung thanh oa vụt ngẩng đầu đôi mắt ếch lấp lóe tia sáng kinh người có chút sợ hãi đến bọn họ đến thanh oa biết điều kinh khủng nhất suốt cuộc xảy ra cũng là tồn tại mà nó không muốn đối mặt lão tổ thánh tiên giáo thẳng sống lưng khi chất lãnh đạo dần được bồi dưỡng ra này người mới ta nói cho ngươi biết lâm phong chủ giao ngươi cho ta tức là khiến ta dẫn dắt người ta là cấp trên của ngươi rõ chưa mạc ti liếc đối phương một cái yếu xìm như con kiến nhỏ lã lời trả lời thứ người này mà muốn cưỡi trên đầu gã là mơ tưởng viễn vông múc lão tổ thánh tiên giáo vỗ lên chán đối phương tức giận nạt làm gì hả ta nói chuyện với ngươi có phải không nghe hiểu đối phương mạnh cỡ nào thì chẳng liên quan đến lão tình huống hiện giờ miễn là đầu óc tỉnh táo một chút sẽ hiểu tình cảnh của bản thân ngươi Mạc ti tức giận bị cái tên khủng bố kia hù dạ thì gã còn dáng nhịn dù sao không đánh lại cô giữ mạng sống không ngờ con kiến yếu đuối cũng dám vỗ đầu của gã qua đáng đây là muốn chết tuy thế khủng khiếp bộc phát ra từ người mạc ti nhưng trong thiên địa bỗng ốn những trời phạt uy lực mang tính hủy diệt đó làm cả người mạc ti lạnh lẽo dựng đứng lông tơ lão tổ thánh tiên giáo bị hù sợ nhưng rất nhanh phản ứng lại tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi con dám bướng hả lão tổ thánh tiên giáo rút giày ra đập vào đầu mạc ti bông bốp mạc ti ngây người na bị cường giả đánh lã nhị ai dè giờ bị một con kiến đánh lã không nhịn được nữa nhưng tình huống hiện giờ làm mạc ti không biết nên làm sao lã không thể đánh nếu không sẽ xui rào đừng đánh tuy không đau nhưng chẳng khác nào bị người tát mặt lão tổ thánh tiên giáo tức run người ai kêu ngươi ngông ngươi có biết ta là ai không ta là người phụ trách ngươi này mang ngươi lại đây làm quen hoàn cảnh vậy mà ngươi dám lớn lối với ta xen ra không đánh ngươi không được giờ lão đã thăng chức được điều đến đà thủ đường long phong chủ xếp người qua tờ lão phụ trách lão tổ thánh tiên giáo thấy đối phương có chút tâm cao khí ngạo nên lão không cho gã trở thành người của đà thủ đường mà mang đến nhà vệ sinh định rèn rỗ một phen nào ngờ tên này muốn đánh lão quá đáng hết sức mặc ti ung đầu chạy như vịt đừng đánh ta sai rồi được chưa mặc ti muốn khóc Ngươi ở đây sao mà xấu bụng quá? Tư không chắc đang dọn nhà vệ sinh chợt hỏi. Xếp, có chuyện gì vậy? Lão tổ thánh tiên giáo kêu người. Ngươi đến vừa lúc, tiểu tử này quá kiêu ngạo, muốn đánh ta. Lại đây dạy cho hắn bài học. Tiểu tử này chạy quá nhanh, lão chỉ còn cách kêu người lên đánh hội đồng. Cái gì? Dám đánh xếp, xem ra không muốn sống nữa. Muốn tạo phản đây mà, tất cả lại đây cho ta. Tư không chắc là thánh tử, thân phận rất cao. Làm người tâm cao khí ngạo, nhưng trong khoảng thời gian ở viêm hoa tông làm gã học tập sâu sắc những thứ ngày xưa chưa học bao giờ tâm thái cao ngạo cũng bị đánh ngát. mặc ti hét to trời ơi lã đã đến nơi quái quỷ nào vì sao toàn là người xấu bụng cuối cùng mặc ti bị đè xuống đất đánh bầm mình lã không dám dùng thực lực trời phạt luôn treo trên đỉnh đâu trực chờ sẽ chết người thanh oa từ xa nhảy lại giường tay thanh oa nhìn chằm chằm người bị cả nhóm đè dưới đất đánh không sai đúng là cảm giác này tuy nó không biết đối phương nhưng phát ra hơi thở làm nó cảm thấy rất quen thuộc lão tổ thánh tiên giáo thấy thanh oa liền thay đổi sắc mặt cười tươi dừng lại oa sư sao có rảnh đến đây có phải muốn đi chút bầu tâm sự ta sẽ sắp xếp cho oa sư ngay thanh oa nhìn đối phương muốn thẻ lưỡi liếm chết đối phương thanh oa nói đừng đánh người này lão tổ thánh tiên giáo mắng oa sư đã mở miệng rồi thì mau thả người ra dám đánh người của oa sư chán sông sao lão tổ thánh tiên giáo không ngờ oa sư quen người này hơi lạn mặc ti mặt mũi bồng dập, hai mắt đành thuy lã khó khăn ngước đầu lên nhìn xem là ai cứu mình nhưng mí mắt sưng phù làm tầm mắt hơi mơ hồ lã cảm giác không giống con người mà trông như con ếch thanh oa nhảy tới trước mặt đối phương hỏi ta hỏi ngươi ngươi đến từ tộc nào ngươi là ai chứ khóe môi mặc ti đau nhức không biết vừa rồi là ai mà xuống tay ác quá lã bị đánh sắp rụng răng lão tổ thánh tiên giáo nạt nộ oa sư hỏi ngươi là ai thì trả lời được rồi nói nhảm nhiều làm gì có phẳng muốn bị đánh không mà ti bị đánh sợ người ở đây không thân thiện gì hết nói chuyện không hợp là đánh người ta đến từ mạc tộc mạc tộc thanh oa suy tư nó hiểu biết tất cả chủng tộc cũng dành về mạc tộc một chủng tộc không lớn không nhỏ chẳng ngờ qua mấy vạn năm mạc tộc đã có thể mang cột thân bua xuống có vẻ đã mạnh lên cũng đúng nó nghe nói mạc tộc từng là tay đấm thao vào vực ngoại giới cướp được nhiều thứ tốt có lẽ đây là nguyên nhân mạc tộc biến mạnh Thanh Oa im lặng thật lâu sau, khi lại mở miệng hỏi thì cổ họng như bị bóp chặt, giọng khàn khàn, ngươi run run. Ngươi biết Vũ Yên Tiên Tử không? Mạc Ti sửng sốt, mờ mịt nói. À, Vũ Yên Tiên Tử, ai vậy? Ta chưa nghe qua. Mặt Thanh Hoa sụ xuống, quả nhiên. Đối phương không biết Vũ Yên Tiên Tử, canh oa có linh cảm không may. Chẳng lẽ sau khi nó gặp bất chắc thì người kia giết hết người bên cạnh nó. Nhưng mắt Thanh Hoa lấp lóe tia rẽ ruộng. Sau đó tất cả bị giấu nơi đáy mắt. Thanh Hoa hỏi tiếp ngươi có nghe về cửu hoang thần sư chưa mà ti biết nhân vật này à ta biết cửu hoang thần sư chứ gì không đúng là cửu hoang yêu ma ta có nghe tin đồn thanh oa thộn mặt ra xe tròn mắt cửu hoang yêu ma nó đường đường là cửu hoa thần sư tồn tại huy hoàng nhất đại lục đó mà bị nói thành cửu hoang yêu ma chuyện quái quỷ gì nhưng thanh oa biểu hiện hết sức bình tĩnh hỏi ồ là cửu hoang yêu ma nói ngay xem ta rất có hứng thú với người này Mạc Ti không dám giấu giếm, không dám nói chuyện trọng, sợ chậm sẽ ăn đòn. Treo di chết thì đây là chuyện mấy vạn năm trước, khi ấy cửu hoang yêu ma chưa được gọi như vậy mà người đời gọi là cửu hoang thần sư, đại luyện đan thần sư đệ nhất thế gian. Nhưng sau này cửu hoang thần sư vì luyện chế một viên phủ ma vạn nguyên đan mà đồ hàng ước sinh linh, Mạc Ti chưa nói hết câu đã bị Thanh Oa ngắt lời, mặt Thanh Oa xanh mét, nói vớ vẩn, ngươi nghe ai nói. Đúng là từng có chuyện này, nhưng nó không luyện mà là người kia tìm nó, mang theo tình huyết, Hồi phách của mấy ức sinh linh nó đường đường là cửu hoang thần sư tràn lập tìm yêu sao có thể làm ra chuyện đó được tất nhiên là kiên quyết từ chối dù đối phương đưa trọng bảo nó cũng không đồng ý nó không phải loại người đó nguyên nhân chủ yếu là vì nếu luyện chế viên đa dược này sẽ bị nghiệp lực bám vào sơ rể một cái là hậu nhân bi kịch nó còn muốn cùng thê tử sinh nhi tử không muốn sinh ra quái vật chương 900, trăm mạc làm vẻ mặt vô tội nói ta cũng không biết nghe ai nói cứ truyền lưu như thế thôi lã nào biết là ai nói mà đối phương kích động như vậy làm gì chuyện này đâu liên quan gì đến lã lão tổ thánh tiên giáo ân cần hỏi oa sư có phải tên này không nói thật có cần chúng ta dạy cho bài học không vị trước mắt là oa sư ngươi được tin tưởng hàng đầu của lâm phong chủ là lão sư của tất cả luyện đan đại sư trong tông môn địa vị cao chót vót cao hơn lão nhiều không thể đắc tội nói thẳng ra lão tổ thánh tiên giáo là làm công tạm thời qua sư là công nhân chính thức còn có biên chế cách biệt về địa vị này không dễ đổi kịp thanh oa cố nén tức giận trong trong mắt to cỡ hạt đậu rực cháy ngọn lửa ngươi tiếp tục nói cửu hoang yêu ma cuối cùng thế nào nó đường đường là cửu hoang thần sư tồn tại vĩ đại nhất vậy mà bị ngươi chửi rủa như thế không ai đứng ra nói một câu bên nó sao những người ngày xưa mời nó luyện đan đều chết đi đâu rồi thứ quên ơn phụ nghĩa nó đã mù mắt thanh oa nghĩ vậy nhưng không ai biết tình huống cụ thể thế nào ta thật sự có thể tiếp tục nói Mạc Ti thầm hoảng sợ, cảm giác nguy cơ bao phủ trái tim, sắc khí chưa biết theo dõi mông của gã, sơ sẩy một cái sẽ bị làm chết. Thanh Oa không kiên nhẫn thúc giục, "Mau lên, đừng lề mề, nó muốn nghe xem người ta nói nó thế nào." Nếu nói khó nghe thì chờ nó phục hồi tu vi sẽ tìm đám người đó báo thủ, phải đầy cả đám trong hầm cầu mối nguy ngoai mối hận. Sau này xảy ra trận chiến chu ma, Mạc Ti kể đại khái tình huống, đại loại là nhiều cử giả tuyệt thế không sợ tà ma, nan nhiên ra tay, bảo vệ hòa bình cõi đời, giết chết cửu hoang yêu ma. Thanh Oa lặng im, lòng nó đau nhói. Hoàn toàn không biết chuyện này xảy ra bao giờ. Một đám cường giả đánh nó, vốn không có chuyện này. Thanh Oa hỏi, cửu hoang yêu ma có một nữ nhân mà y rất yêu, nàng ta đi đâu rồi? Thư khác không quan trọng, nó muốn biết nhất là Vu Yên thế nào. Đó là tiểu bảo bối của nó, là tiểu tin nữ mà nó yêu nhất. Đừng nói bây giờ nó đã biến thành ếch. Dù thành con sâu thì nó cũng phải đi tìm nàng. Thanh Oa tin tưởng tình yêu giữa nó và thê tử cứng hơn vàng, giới hạn chủng tộc không thể ngăn cách. Mạc Ti nói: Ta à, làm gì có? Cho di chép thì cử hoàng yêu ma khủng bố vô biên, mặt mũi rất hung dữ, Ngươi đầy nhập độc. Nơi đi qua một mảnh hoang vu thì sao có nữ nhân mà yêu được? Ta nói cho ngươi biết, lúc ta đọc di chép này thì sợ muốn ướt quần, không ngờ trên đời có kẻ khủng bố như vậy. May mắn ta không sinh ra ở thời đó, nếu không sẽ bị hù chết. Khi nói ra mấy lời này, Mạc Ti cảm giác nhiệt độ không khí hơi thấp, nhưng mùa đông đến, đóng băng vạn dặm, nhưng Mạc Ti không để bụng đã đến lúc kể về tình huống chỗ bọn họ từ bên cạnh báo cho đối phương biết họ khủng bố cỡ nào họ nên cho gã sự tôn trọng có lẽ tương lai còn cơ hội sống sót thanh oa tức giận suýt nhảy cẫng lên đánh một bộ quyền nó tức muốn nổ tung nó không ngờ sẽ bị người nói thành như vậy thần sư từng vừa có tài vừa đẹp trai vậy mà bị bôi xấu thành kẻ quái dị không thể tha thứ thật sự không thể tha thứ lão tổ thánh tiên giáo phát hiện sắc mặt của hoa sư khác lạ thay đổi rõ rệt lão tổ thánh tiên giáo cẩn thận hỏi hoa sư làm sao vậy thanh oa không trả lời trong lòng thì tức xì khói mà ti ngước đầu hỏi cái kia thứ nên nói ta đã nói rồi có thể đừng đánh ta được không bộ dạng của gã thật khổ mới đến đã bị người đánh rồi bị người mang về tông môn lánh bị bạo lực ẩu đả mà ti phải nói một câu vừa rồi đều là hiểu lòng người trẻ tuổi nói chuyện nóng này chút là bình thường nhưng không thể đánh ta bầm dập vậy chứ thân thể không chịu nổi thanh oa rất tuyệt vọng trong lòng rất đau khổ Tiền thông của nó đã bị người ô miệt như vậy, hơn nữa không có ai binh vực nó một tiếng nào. Đau lòng biết bao, đánh tiếp đi. Thanh oa nói xong nhảy lương tương rời đi. Nó muốn đi vô địch phong xoa dịu nỗi lòng, rất tổn thương, sắp hết chịu nói. Lão tổ thánh tiên giáo gật gù nghe theo, biết rồi oa sư. Sau đó lão quay sang nhìn mạc ti thộn mặt ra, móc tay với mọi người. Còn đứng ngây ra làm gì? Ngươi mới đến thì phải ăn đòn, bắt đầu nghi tức hoan nghênh đi. Ta tiếng la thảm thiết xé trời, thanh oa leo lên đỉnh vô địch phong, nhìn thiên địa mênh mông vô bờ, lòng vô cùng buồn bã. ai, một tiếng thở dài nói hết đau khổ xuất ra. có âm mưu, thanh oa không ngốc, nó cảm giác sự việc không đơn giản như đã nghĩ, có người cố ý chơi xấu, bôi đen nó, làm thanh oa khó hiểu là nó từng trợ giúp nhiều người, cũng có nhiều bằng hữu tốt van dạ, nhưng sao xảy ra chuyện như vậy mà không ai đứng ra nói giúp nó? chuyện này vốn không thể nào dù bọn họ đều là hồ bằng cầu hữu nhưng ít ra lọt vài người thật lòng chứ nó là cửu hoang thần sư không nên làm người thất bại đến mức này luyện đan đại sư đến học đạo luyện đan đứng đằng sau hỏi hoa sư làm sao vậy bọn họ là lực lượng nòng cốt trong viêm hoa tông đệ tử nguyên tông muốn tu luyện cần đan dược có 70% là bọn họ cống hiến nên rất được các đệ tử hoan nghênh thanh oa hiếm khi nghiêm túc không lấy thước ra đánh bọn họ đổi đi luyện đan không có gì sau này các người nhớ giữ mạng đừng làm chuyện ngốc là được các luyện đan đại sư ngạc nhiên cảm giác oa sư là lạ không giống lúc bình thường các luyện đan đại sư trả lời rằng có oa sư ở thì chúng ta sợ cái gì trước kia trình độ luyện đan của họ kém chưa từng thấy nhưng trải qua oa sư chỉ điểm khiến họ tăng tiến vùn vụt có thành tựu trên đường luyện đan trước kia họ không dám mơ tới thanh oa bông tiếng thở dài ai nó đâu bằng ai nếu là lúc trước còn dám vỗ ngực nói các ngươi nói như không có bản oa sư ở thì làm sao không bảo vệ các ngươi được nhưng bây giờ thì thanh oa không nói nên lời càng tìm hiểu càng biết nơi đó khủng bố biết bao mới rồi chỉ là thành viên tiên phong bu xuống ngươi được cử bài bố không gian thần trụ một vạn tám trăm cây cột thần đều mở ra khủng bố thật sự sẽ bước vào đường hầm không gian đến nơi đây với thực lực hiện giờ của thanh Hoa đừng nói là báo thủ muốn tự bảo vệ bản thân cũng là cả một vấn đề thanh hoa cúi rằm mặt xuống các ngươi đi luyện đan bản oa sư muốn yên lặng một chút nói như thê tử như không biết đã xảy ra chuyện gì giả thuyết ngày xưa lại nhảy lên trong óc nó nhanh chóng xóa bỏ không thể nào sẽ không có chuyện đó luyện đan đại sư ra vẻ đáng yêu hỏi hoa sư tiên lặng là ai vậy thời gian như ngừng lại na thanh oa dùng mình không biết lấy đâu ra cây thước vột xoay người cái đám khốn kiếp các ngươi hôm nay bản oa sư không quất các ngươi nàng bẹp dưới đất không đứng lên được thì sẽ theo họ của các ngươi thanh oa vốn định lẳng lặng một mình giờ chỉ muốn đánh chết đám già con này qua đáng canh cương cắp rồi dám đùa dưỡng oa sư như nó chi chi điều bay lượn phía chân trời một tờ giấy rơi xuống lâm phàm đón lấy tờ giấy tin tức mới nhất xen ra vực ngoại giới gần đây sẽ bùng nổ có nhiều kẻ xâm nhập như vậy chắc chắn xảy ra hỗn loạn lớn quả nhiên nội dung trong chi chi điều hơi kinh người một tông nhỏ một đêm bị đầu người sáng lập hải quân tần phong dẫn dắt thành viên đánh trả hung thủ diệt tông tần phong bị chém đứt cánh tay chật vật chạy trốn hành vi chính nghĩa của hải quân bị đà kích nặng ma thần xích cửu sát chấn áp kẻ xâm nhập vực ngoại biết được bí mật lớn kinh người hư không vực ngoại dưới tỏa sáng chói là tình nghi vật thể hình trụ buông xuống có nhiều nội dung đều liên quan đến sự việc trong thời gian gần đây lâm phàm suy tư nhiều tông môn bị diệt như vậy có vẻ không quá thân thiện hắn cảm giác đã đến lúc đại chiến một trận nhưng đọc nội dung xong làm hắn hoang mang kẻ xâm nhập hàng phục một số tông môn thu người trong tông môn làm nô bộc những nô bộc bị hàng phục cũng đăng tin trên chi chi điểu nói là tương lai hy vọng càng nhiều người tham gia vào tổ chức thần thánh mà cường đại này rất có hiệu quả tẩy não lợi hại tình huống hiện giờ khá thú vị lão ca chu phượng phượng cưỡi heo mập từ cửa tông môn chạy nhanh đến lâm phàm hỏi ngươi đi tìm vùng đất mạo hiểm mà sao trở lại rồi vẻ mặt chu phượng phượng kinh hoàng sốt ruột nói lão ca xảy ra chuyện lớn ta phát hiện một cây cột rơi xuống vùng đất mạo hiểm mà ta định tìm bởi vì cảm giác quá nguy hiểm nên quay về tìm lão ca ngay muốn lão ca đi cùng ta xem thử vùng đất mạo hiểm có sức hấp dẫn rất lớn với chu phượng phượng nhưng thám hiểm vùng đất mạo hiểm cũng phải xét kỹ năng lực của bản thân không có đủ thực lực là tự sát. Lâm Phàm phất tay, không gian thần trụ, không cần đi, chỗ đó đã không có thứ gì. Không gian thần trụ hiện ra, kích hoạt là nó sẽ chìm xuống vực sâu vô tận, kết nối với lòng đất. Hình thành đường hầm không gian xưa lớn, muốn rút không gian thần trụ lên phải đánh xuyên tận lòng đất, với thực lực hiện giờ của Lâm Phàm thì còn lâu mới làm được. Chu Phượng Phượng không bỏ cuộc, nói, ta, à, kẽ thì thôi, ta thấy cây cột này có lẽ cũng là thứ tốt, nhìn là biết cột thần là thứ tốt, từ bỏ thì rất tiếc, Lâm Phàm nhắc nhở, không phải thứ tốt, chỉ là cây cột bình thường, có chút hữu dụng lúc đập người. Bản phong chủ khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm vùng đất mạo hiểm trong khoảng thời gian này, bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Với thực lực của Chu Phượng Phượng nếu gặp mấy người kia thì chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi theo không gian thần trụ buông xuống đều rất mạnh, đến đạo cảnh. Lâm Phàm hơi hoang mang, vì sao có nhiều người lợi hại như vậy?